Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 38. Sắp kết thúc rồi sao? Mắt một hòa thượng mở to, nhìn Mạc Phàm và Vạn Thiên Tuyệt trên bầu trời, thận trọng nói. Kiếm khí hình rồng này còn chưa tới trước người Mạc Phàm, mặt đất dưới chân Mạc Phàm đã nứt ra thành khe hở hơn 100 mét. Khe hở hình thành một khe rãnh sâu, giống như hai bên vỡ ra, tựa như cự thú viễn cổ há to miệng. Một kiếm này cường hãn như vậy, chỉ sợ chém xuống thật sẽ chém ra ngoài cây số. Cự kiếm của Mạc Phàm đã bị hủy, lấy gì cản đây? Thần cảnh đúng là đáng sợ, lập tức đi thông báo, sau này không thể trêu chọc Thanh Bang, rút khỏi tranh chấp với Thanh Bang. Mắt một người đàn ông châu Âu để râu chớp lóe ánh sáng lạnh, do dự rất lâu, bất đắc dĩ nói. Ba ngày Vạn Thiên Tuyệt giết 9 người đã đủ trấn nhiếp tứ phương, nhưng Vạn Thiên Tuyệt hiện giờ so với Vạn Thiên Tuyệt 3 ngày nay đâu chỉ mạnh mấy chục lần. Có Vạn Thiên Tuyệt ở đây, sau này thế lực Thanh Bang là cường đại nhất, không thể trêu chọc vào. Không sai, ít nhất trong 10 năm, chúng ta không thể trêu chọc Vạn Thiên Tuyệt, sớm biết như vậy, lúc trước chúng ta đã đồng ý với điều kiện của Vạn Thiên Tuyệt. Ấp ố bên cạnh người đàn ông kia, một mỹ phụ châu Âu gật đầu, hối hận nói. Bọn họ đều là thành viên của gia tộc Gotsen Kim Khố châu Âu, sở dĩ được gọi là Kim Khố châu Âu. Bởi vì gia tộc Gotsen bọn họ là gia tộc nhiều tiền ở châu Âu, không chỉ có rất nhiều gia tộc mượn tiền bọn họ, rất nhiều quốc gia cũng nợ bọn họ. Nhất là thời chiến tranh, 70% quốc gia châu Âu vay tiền gia tộc Gotsen. Tài phú đáng sợ, tất nhiên thế lực sau lưng cũng không yếu chỗ nào, cho dù là vương thất các quốc gia cũng phải vô cùng khách sáo với gia tộc Gotsen, tựa như nhìn thấy chủ nợ. Lúc trước khi Vạn Thiên Tuyệt chưa gia nhập Thanh Bang, gia tộc Gotsen bọn họ cũng duỗi cành ô liu về phía Vạn Thiên Tuyệt, chẳng qua bọn họ cảm thấy Vạn Thiên Tuyệt lớn tuổi, từ chối yêu cầu của Vạn Thiên Tuyệt, bây giờ xem ra là lựa chọn sai lầm rồi. Nếu bọn họ đồng ý thỉnh cầu của Vạn Thiên Tuyệt, bọn họ không chỉ là Kim Khố châu Âu, còn có thể là gia tộc cường đại nhất châu Âu. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể tránh xung đột lợi ích với Thanh Bang, Vạn Thiên Tuyệt đúng là đáng sợ. Trên bầu trời, Vạn Thiên Tuyệt thấy cự kiếm của Mạc Phàm bị hủy, cười lạnh lùng. Mạc Phàm, cậu chỉ có chút bản lĩnh đó sao, nếu chỉ là như vậy, cậu có thể đi chết đi. Khi nói chuyện, một kiếm của Vạn Thiên Tuyệt đã chém qua, không gian lắc lư dữ dội, tiếng ù ù vang lên liên tục, kiếm khí hình rồng mang theo không gian liệt phùng chém về phía Mạc Phàm, âm thanh như phá băng lại vang lên. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Ông không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Đó không phải là một kiếm của Mạc Phàm sao? Mọi người nhíu mày, vội vàng nhìn về phía không trung, sắc mặt thay đổi theo. Chỉ thấy chỗ cự kiếm ban đầu, có một cự kiếm màu đen cùng hình dạng, kích cỡ không biết xuất hiện ở đó từ lúc nào. Bởi vì là buổi tối, nếu không nhìn kỹ sẽ không dễ dàng nhìn thấy. Đại kiếm màu đen này vừa xuất hiện, khí lạnh khiến người ta không rét mà run lập tức dập dần ra. Giang Nam vào tháng 10 còn chưa tính là quá lạnh, nhưng nhiệt độ lập tức thấp hơn nhiều, còn lạnh hơn trời đông giá rét. Kiếm khí hình rồng của Vạn Thiên Tuyệt chạm lên cự kiếm màu đen, không có một chút tiếng vang, kiếm khí hình rồng như một con cự long gặp hắc động đáng sợ, không thương tổn đến Mạc Phàm, trái lại bị kiếm khí màu đen hấp thu. Không chỉ đạo kiếm khí hình rồng này, đạo kiếm khí hình rồng Vạn Thiên Tuyệt mới chém ra cũng bị cự kiếm màu đen hấp thu, không gian liệt phùng biến mất. Nổ vang liên tục bầu trời lập tức yên tĩnh lại. Xung quanh Long Sơn vô cùng yên tĩnh. Một kiếm của Vạn Thiên Tuyệt bị Mạc Phàm phá giải dễ dàng như vậy. Chuyện này, đây là thái âm chi khí. Một màn này vừa xuất hiện, hòa thượng kia kêu lên. Mỗi người vì thể chất và công pháp khác nhau, tu luyện ra chân khí cũng khác nhau. Thái âm chi khí là một loại chân khí vô cùng đáng sợ, không chỉ có hàn khí hiếm có, còn cắn nuốt được chân khí của những người khác. Phàm là người tu luyện ra thái âm chi khí, đều vô cùng khó chơi. Vậy mà Mạc Phàm tu luyện ra thái âm chi khí, còn cường đại như vậy, trực tiếp ngưng tụ ra khí binh lớn như vậy. Hai đạo kiếm khí bị phá giải, Vạn Thiên Tuyệt chỉ nhướng mày, không chỉ không tức giận, trái lại trong mắt chớp lóe tinh quang. Thái âm chi khí, Mạc Phàm, cuối cùng cậu cũng bắt đầu khiến tôi bất ngờ rồi, được lắm, nhưng còn chưa đủ. Thái âm chi khí có thể cắn nuốt chân khí, vậy thử thanh kiếm này xem. Người trẻ tuổi như vậy có thể đến vị trí thứ 3 hắc bảng, không có khả năng là người bình thường,
nếu chỉ có chút bản lĩnh đó, Mạc Phàm vẫn phải chết. Ông ta nắm chặt tay lại, trường kiếm bảy thước hình rồng co rụt lại, biến thành cây châm y hệt chiếc đũa. Tuy thể tích nhỏ đi một chút, nhưng giống như tạo tấn thuốc nổ to bằng nắm tay, lực lượng khủng bố khiến không gian đều run run, tựa như lạnh run khi gặp phải thiên địch. Vạn Thiên Tuệ khẽ búng ngón tay, y châm bay trong không trung như bơi vào trong nước, tạo nên gợn sóng, bay về phía đại kiếm màu đen của Mạc Phàm. Sắc mặt mọi người lại thay đổi. Bảo kiếm hình rồng càng nhỏ, uy lực cũng càng mạnh hơn, Mạc Phàm đã ép Vạn Thiên Tuyệt rồi. Vạn Thiên Tuyệt sắp ra tay thật rồi. Mạc Phàm lắc đầu cười, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Hắn tưởng rằng Vạn Thiên Tuyệt sẽ cho hắn chút kinh ngạc vui mừng, ai biết chỉ vậy mà thôi. Thứ này cho ông bất ngờ, vậy đây thì sao? Ánh mắt hắn lạnh lẽo, tay rung lên. Trường kiếm màu đen to lớn nhoáng lên một cái, hai thanh cự kiếm khác cũng chui từ trong ra. Một thanh cự kiếm tràn đầy liệt diễm, bầu trời đều đã bị nhuộm đỏ, bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh tăng lên. Còn một thanh cự kiếm khác giữa đại kiếm màu đen và hỏa kiếm, một thanh lôi điện kiếm nuốt nhả bất định, tiếng sấm ù ù vang lên liên tục, mọi người cảm thấy toàn thân tê dại, giống như bị điện giật. Ba thanh kiếm trôi nổi trên không, mỗi thanh kiếm dài mấy chục mét, mang theo thái âm, chân hỏa, thần lôi chi uy, vẻ mặt mọi người sửng sốt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Một thanh cự kiếm khí binh đã đủ đáng sợ rồi, vậy mà Mạc Phàm có những ba thanh kiếm. Tiểu tử này nắm giữ ba loại chân khí khác biệt sao? Lão giả cầm trượng gỗ lúc trước ngạc nhiên nói. Thể chất mỗi người là cố định, người bình thường tu luyện một loại công pháp thích hợp với mình đến lô hỏa thuần thanh đã không tệ rồi, học quá nhiều dễ dàng tạp mà không tinh, cuối cùng không học thành. Cho nên gần như tất cả mọi người chỉ có thể nắm giữ một loại chân khí. Vậy mà Mạc Phàm cầm khí binh ba loại thuộc tính trong tay, mỗi một loại đều đã đến cảnh giới này. Chuyện này, sắc mặt rất nhiều người vô cùng khó coi, không nói nên lời. Bọn họ dùng cả đời tu luyện, còn không nhanh bằng Mạc Phàm tu luyện một năm. Nhất là đám AB cô, trên mặt không có một chút vui vẻ, sắc mặt rất khó coi. Vì sao Mạc Phàm còn cường hãn như vậy? Vạn Thiên Tuyệt cũng nhíu mày, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm trọng, bốn chữ thốt ra từ miệng ông ta. Mạc Phàm, giỏi lắm. Tôi sẽ cho ông thấy một lần giỏi hơn nữa. Mạc Phàm lắc đầu cười, lạnh nhạt nói. Như vậy đã giỏi lắm trong mắt Vạn Thiên Tuyệt, trong mắt hắn thì còn xa lắm. Tay hắn giơ lên nắm trong không trung, ba cự kiếm nhỏ đi. Chỉ trong chớp mắt ba thanh kiếm liền biến thành ba tú hoa châm khác nhau, dài bằng hai ngón tay. Ba cây kim này vừa thành, không gian lay động dữ dội, giống như không dung nạp được lực lượng của ba cây kim này. Mạc Phàm liếc mắt nhìn ba cây kim một cái, vẫn không có ý định ra tay như trước, trong mắt chớp lóe tinh quang, một chữ thốt từ miệng hắn ra. Ngưng! Theo chữ này vang lên, ba cây kim thuộc tính khác nhau cùng tiến đến gần nhau, nhanh chóng dung hợp lại, ngưng tụ thành một cây. Lần này, cuối cùng không gian không chịu nổi lực lượng trên ba cây châm, không còn run rẩy nữa, từng đạo vết rạn như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Cây kim này không đi đâm phá không khí tự nghiền nát, tựa như cam chịu. Ở đây ngoại trừ Vạn Thiên Tuyệt ra, mọi người lại khiếp sợ, trên mặt đều là khó mà tin. Mạc Phàm lấy khí binh mấy chục mét phá giải kiếm khí của Vạn Thiên Tuyệt, đã làm bọn họ giật mình rồi, vậy mà Mạc Phàm còn ngưng tụ được khí binh lớn như vậy thành tú hoa châm, bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện này. Phải biết rằng ngưng tụ lượng lớn khí binh như đè thuốc nổ, không chỉ vô cùng nguy hiểm, không có lực cường đại sẽ không khống chế được. Nhưng Mạc Phàm không chỉ thành công, còn đè ép tận cùng ba loại khí binh thuộc tính khác nhau, chuyện này giống như cô đọng ba loại thuốc nổ hỗn hợp mạnh, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc. Chuyện này, làm sao có thể, ông trời của tôi. Mắt không ít người khẽ đảo, không thể tin vào hai mắt mình. Vạn Thiên Tuyệt luyện hóa long thi 50 mét, ngưng tụ thành dệt y châm, đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Hành động việc làm của Mạc Phàm, lại phá thế giới quan của bọn họ trong chớp mắt. Ở đây có không ít lão nhân sống gần trăm năm, từng thấy không ít đại chiến, nhưng chưa từng thấy như tối nay. Đi! Mạc Phàm vung tay lên. Trên tú hoa châm kia tỏa ra ánh sáng, lập tức biến mất trong không gian liệt phùng. Vạn Thiên Tuyệt nheo mắt, hừ lạnh một tiếng. Một tay ông ta kéo về phía sau, bỗng nhiên dệt y châm bay ra ngoài chớp lóe vài cái, quay về trước người ông ta. Long thú!
Ông ta khẽ quát một tiếng. Trong chớp mắt Diệt Y Châm biến to, hóa thành một cái ô hộ thuẫn xòe ra chắn trước người ông ta, trên ô có từng cái vảy kích cỡ móng tay, nhúc nhích trong trời đêm tỏa ra ánh sáng bạc. Ô hộ thuẫn vừa mới xuất hiện, tú hoa châm của Mạc Phàm xuất hiện trước ô, hai thứ này đụng vào nhau. Ánh sáng chói mắt lập tức sáng lên, bao phủ Long Đảo ở bên trong, cho dù là tỉnh Giang Nam đèn đuốc sáng trưng, cũng cảm thấy phía Long Đảo bỗng nhiên sáng lên. Trong hai đạo quang mang, giống như có 10 vạn tấn thuốc nổ bùng nổ vang lên. Trong lỗ tai không ít người ong ong, có một số người chảy máu thất khiếu, khuôn mặt vô cùng hung dữ. Mọi người còn chưa hoàn hồn, không gian bắt đầu lắc lư, đám người giống như cánh rừng trải qua cơn gió xoáy, ngã xuống một vùng lớn, chỉ một số người tu vi có vẻ cao, lúc này vẫn duy trì trạng thái đứng thẳng. Dù vậy sắc mặt đám người vẫn rất khó coi. Trong động tĩnh kinh thiên động địa, hộ thuẫn của Vạn Thiên Tuyệt bị nổ thành mảnh nhỏ, tú hoa châm lập tức bay về phía Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, nhìn tú hoa châm kia, vậy mà không lùi về phía sau. Mạc Phàm, cậu cho rằng tú hoa châm này có thể giết được tôi sao, cậu quá ngây thơ rồi. 3000 phù đồ, phù sinh ấn. Ông ta nheo mắt lại, một chưởng đánh lên không, một dấu tay to bằng bàn tay ông ta xuất hiện. Rõ ràng chỉ là một chưởng. Mỗi lần dấu tay này tiến về trước một chút, sẽ xuất hiện một dấu tay to. Mỗi tầng xếp lên nhau, tựa như tay chồng lên nhau tạo thành bảo tháp. Đợi thủ ấn đến trước tú hoa châm của Mạc Phàm, đã có 33 dấu tay chắn trước ông ta và tú hoa châm. Keng keng keng, tiếng kim khí va vào nhau vang lên, tú hoa châm đâm liên tục 30 dấu tay mới dừng lại. Vạn Thiên Tuyệt hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Mạc Phàm, thực lực của cậu không tệ. Quả thật xứng với vị trí thứ ba hắc bảng cậu đang ngồi, nhưng bản lĩnh như vậy còn chưa đủ, chỉ có thể ngồi thứ ba. Vạn Thiên Tuyệt cười khinh miệt nói. Mạc Phàm có được chân khí ba loại thuộc tính, còn ngưng tụ khí binh cường đại như vậy thành tú hoa châm, thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Nếu là ông ta 10 năm trước, quả thật không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nhưng hiện giờ ông ta đã ngưng tụ hư đan, lại luyện hóa long nguyên, một Mạc Phàm tới nữa cũng không phải đối thủ của ông ta. Một tú hoa châm không được, vậy 10 vạn 8 ngàn cái thì sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không nhúc nhích hỏi. Hắn vốn không định dùng một cây tú hoa châm giết Vạn Thiên Tuyệt, chỉ ngăn cản được một cây tú hoa châm của hắn, có cần kiêu ngạo như vậy không? Khi nói chuyện, ý niệm của hắn vừa động, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, từng dòng linh khí như tú hoa châm chen chúc bay ra ngoài cơ thể hắn, trôi nổi xung quanh hắn. Những linh khí này vừa rời khỏi cơ thể Mạc Phàm. Một đám vòng xoáy xuất hiện quanh linh khí. Dưới vòng xoáy này, không chỉ linh khí chăm răm quanh đây như thủy triều hạ, ngay cả linh khí trong cơ thể người vây xem cũng không chịu nổi khống chế, dũng mãnh lao vào trong những tú hoa châm này. Được linh khí chút vào, những tú hoa châm này như được rót đầy, sáng lên từng cái một. Mỗi một cái sáng lên, không gian xung quanh tú hoa châm lập tức bị nghiền nát. Từng sợi giống tú hoa châm trước đó quay quanh Mạc Phàm. Trôi nổi trong không trung, ngàn vạn. Mỗi cái khiến tim người ta đập nhanh từ trên trời giáng xuống, đè về phía mọi người, trong chớp mắt mọi người sửng sốt. Một cây tú hoa châm đã đủ khủng bố, không khác gì một tên lửa, vậy mà Mạc Phàm ngưng tụ ra 10 vạn 8 ngàn cái. Chuyện này, thật hay giả thế? Bọn họ không đợi được đáp án, một chữ, lui. Một cây tú hoa châm vừa rồi đã khiến bọn họ không chịu nổi. Một đống tú hoa châm như vậy đánh xuống, chỉ sợ Vạn Thiên Tuyệt không chết, bọn họ đã chết trước. Tươi cười trên mặt Vạn Thiên Tuyệt cứng ngắc, thay vào đó là âm trầm. Tất nhiên ông ta nhìn ra được 10 vạn 8 ngàn cái đều không giống tú hoa châm vừa rồi, nhưng không chỉ có một cây giống cây vừa rồi. Ngưng tụ được nhiều khí binh như vậy, cho dù là ông ta cũng không thể làm được trong thời gian, Mạc Phàm lại làm được, điều này khiến ông ta có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ tiểu tử này không đột phá thất bại? Không đợi Vạn Thiên Tuyệt làm rõ, ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, chỉ Vạn Thiên Tuyệt ở phía xa. Thập vạn bát thiên kiếm. Giọng nói vừa vang lên, những tú hoa châm nuôi lực lùi về sau, như mưa sao băng bay về phía Vạn Thiên Tuyệt, vô cùng rực rỡ, nhưng cũng rất chí mạng. Thấy nhiều tú hoa châm như vậy bay về phía mình, vẻ mặt Vạn Thiên Tuyệt nghiêm trọng trước nay chưa từng có, chỉ chưa tới 1/10 giây, ông ta đã có quyết định. Cút cho tôi. Một tiếng hổ gầm vang lên từ miệng Vạn Thiên Tuyệt, kim quang nở rộ trên người ông ta.
Trên bầu trời, một màn kỳ lạ lập tức xảy ra. Trên bầu trời, tú hoa châm như mưa sao băng xẹt qua bầu trời dừng lại, giống như thời gian bị đóng băng, toàn bộ đứng yên bất động. Không chỉ những tú hoa châm do linh khí ngưng tụ, ngay cả chân khí không ngừng vận chuyển trong cơ thể võ giả, thuật sĩ cũng đột nhiên dừng lại, xanh mét lập tức hiện lên trên mặt bọn họ. Đây là đan lực thần cảnh sao? Đến thần cảnh có thể hoành không phi hành, sở dĩ cao thủ thần cảnh có thể bay trên không, dựa theo giải thích hiện đại là vì cường giả thần cảnh ngưng tụ kim đan, có được đan lực có thể phá giải trói buộc của tu sĩ ở địa cầu, do đó bầu trời mặc ta bay. Ngoại trừ thoát khỏi trói buộc ra, cường giả thần cảnh có thể dựa vào đan lực, chẳng những biến một tòa đại sơn thành to bằng nắm tay, còn có thể làm như Mạc Phàm lúc trước, ngay cả chân khí trong cơ thể bọn họ cũng lấy đi được. Lấy khiến toàn bộ yên lặng, tựa như tú hoa châm đầy trời vô cùng lợi hại dừng lại. Tán, có thể khiến chân khí toàn thân tiên thiên tông sư tán đi, không khác gì người bình thường. Cũng vì sự tồn tại của đan lực, khiến cường giả thần cảnh và phi thần cảnh như nam châm và sắt, cái sau hoàn toàn không thoát khỏi cái trước có thể thoải mái điều khiển được cái sau. Một cái là người, một cái là thần thoát khỏi phạm trù con người. Thật đáng sợ. Trong mắt một lão giả lộ ra buồn bực. Bọn họ ở trước mặt cường giả thần cảnh, giống như là người bình thường, Vạn Thiên Tuyệt giết bọn họ dễ như dẫm chết con kiến. Vừa rồi Vạn Thiên Tuyệt đang chơi với Mạc Phàm. Có người hiểu ra thán phục nói. Nếu vừa rồi Vạn Thiên Tuyệt dùng đan lực, Mạc Phàm sẽ không có đường phản kháng, đã bị Vạn Thiên Tuyệt đánh chết. Trong đôi mắt khiếp sợ của mọi người, tú hoa châm đầy trời trong không trung dừng một lát, bỗng nhiên chuyển động ngược lại. Sắc bén và lực lượng khiến người ta hít thở không thông chỉ về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, thấy được không, đây là lực lượng thần cảnh, cậu còn di ngôn gì, không nói thì cậu có thể đi chết đi. Vạn Thiên Tuyệt híp mắt, ánh mắt phát lạnh, giọng nói lạnh lùng, giống như không có hứng thú chơi tiếp với Mạc Phàm. Trên người Mạc Phàm có quá nhiều chuyện lạ, vẫn nên nhân cơ hội giết chết tốt hơn. Mạc Phàm đứng trên không, tươi cười như có như không. Chỉ là kim đan chi lực mà thôi, kiếp trước hắn từng có, sao hắn có thể không biết? Đừng nói là kim đan chi lực, tiên lực hắn cũng từng thấy rồi. Nói một cách chính xác, Vạn Thiên Tuyệt còn chưa phải đan lực, mà là hư đan lực. Vạn Thiên Tuyệt mới ngưng tụ hư đan, cách kim đan rất xa. Nhưng cho dù là kim đan chi lực chân chính ở trước mặt hắn, thì thế nào? Tay còn lại của hắn mở ra, nắm chặt trong không trung. Có vài tiếng bong bong, vang lên, bốn thanh kiếm vốn cắm trên mặt đất bay ra, trôi nổi quanh hắn. Lúc này hắn mới nâng mí mắt, nhìn về phía Vạn Thiên Tuyệt. Kim đan chi lực, quả thật rất lợi hại. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm, đây là di ngôn của cậu sao? Đối phó bọn họ là đủ, nhưng đối phó tôi, còn xa mới đủ. Mạc Phàm nói tiếp. Mạc Phàm vừa nói lời này, mọi người sửng sốt. Mạc Phàm còn bay trong không trung, không rơi xuống, rõ ràng là mạnh hơn bọn họ một chút, còn có lực chống cự nhất định. Nhưng có năng lực chống cự, thì có ích lợi gì? Lúc trước Mạc Phàm không có tư cách nói những lời này, bây giờ càng không có. Hửm! Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày, lập tức cười khinh thường. Câu này làm di ngôn của cậu cũng không tệ, cậu có thể đi chết đi. Vạn Thiên Tuyệt nheo mắt, kim quang trên người sáng hơn. Tú hoa châm đầy trời kêu ong ong, muốn bay về phía Mạc Phàm. Kiếm của tôi thì là của tôi không cho, ai cũng đừng nghĩ động vào, giết. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe bạch quang, một pháp ấn trên tay sáng lên, biến mất trong không khí. Trong không trung, bỗng nhiên tất cả tú hoa châm bình tĩnh lại, tất cả bay về phía Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tuyệt cũng không sợ hãi, chỉ lắc đầu cười. Tiểu tử, cậu có thể khống chế những tú hoa châm này thì sao? Ở trước mặt tôi, con số này không có ý nghĩa. Ông ta nói xong há miệng, một hạt châu màu vàng cỡ long nhãn bay từ trong miệng ông ta ra. Hạt châu này mới xuất hiện, trở nên biến to, bao ông ta ở bên trong, thập vạn bát thiên kiếm cũng đến trước người ông ta. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Dưới tú hoa châm bùng nổ, cả vùng trời như thủy tinh không chịu nổi khống chế, không ngừng lắc lư. Từng đạo vết rạn xuất hiện. Nhưng khép lại, rất lâu sau mới dừng lại. Trong màn hào quang màu vàng, Vạn Thiên Tuyệt hoàn hảo không tổn hao gì đứng trong không trung, thập vạn bát thiên kiếm không làm gì được ông ta. Tôi nói rồi, Mạc Phàm, những tú hoa châm này của cậu nhiều cũng vô dụng,
cậu có bản lĩnh gì thì lấy ra hết cả đi. Vạn Thiên Tuyệt cười kiêu ngạo nói. Mạc Phàm quỷ dị thì thế nào, dưới cảnh giới hư đan, cái gì cũng vô dụng. Trăm năm qua trên địa cầu chưa từng xuất hiện cao thủ thần cảnh, thực lực của ông ta là số một. Mạc Phàm hơi híp mắt, nhíu mày. Hắn chỉ ngưng tụ thần thức thành thần nguyên, tu vi linh khí chỉ có tiên thiên trung kỳ, quả thật trình độ ngưng kết linh khí không bằng Vạn Thiên Tuyệt cảnh giới hư đan. Những tú hoa châm đó đến trước người Vạn Thiên Tuyệt, trình độ ngưng thực kém đan lực, không gây thương tổn cho Vạn Thiên Tuyệt cũng không kỳ lạ. Hắn không sốt ruột, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vạn Thiên Tuyệt, vậy ông thử cái này xem. Mạc Phàm nói khẽ. Vạn Thiên Tuyệt liếc nhìn Mạc Phàm một cái, chỉ thấy bốn thanh phi kiếm quanh Mạc Phàm xếp thành một hàng, tỏa ra hào quang. Bốn màu hào quang dung hợp vào nhau, hào quang thu lại, bốn thanh phi kiếm biến mất không thấy, chỉ còn lại một cây tú hoa châm như chiếc đũa, phiếm bốn màu hào quang. Đi! Mạc Phàm khẽ búng ngón tay, tú hoa châm bốn màu phát ra âm thanh chấn động, bay về phía Vạn Thiên Tuyệt. Nhìn thấy cây tú hoa châm này, sắc mặt ông ta lại khó coi. Ông ta có thể không sợ những tú hoa châm do chân khí ngưng tụ, nhưng cây tú hoa châm này do bốn thanh phi kiếm ngưng tụ lại. Phải biết rằng phi kiếm là cấp bậc pháp bảo, chính nó đã vô cùng đáng sợ, chém sắt như cắt đậu hũ, tú hoa châm do chân khí ngưng tụ không thể so sánh được với nó. Tuy ông ta không biết Mạc Phàm dùng biện pháp gì làm được, nhưng nhìn Mạc Phàm làm vậy, cây tú hoa châm này cũng không đáng sợ lắm. La Sinh Môn. Ông ta khẽ quát, hai tay hướng về trước. Tiếng ù ù vang lên, trước người ông ta lập tức xuất hiện chín cánh cửa, khí tức cổ xưa, tang thương, hùng hậu tỏa ra. Có tác dụng sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vừa nói xong, tú hoa châm bốn màu đến trước La Sinh Môn cửu trọng. Một cánh cửa bị phá. Hai cánh cửa bị phá. Chín cánh cửa bị phá sạch, tú hoa châm bốn màu đâm lên màn hào quang màu vàng bên ngoài cơ thể Vạn Thiên Tuyệt. Âm thanh nghiền nát vang lên, tú hoa châm tạo ra vết rạn như mạng nhện trên màn hào quang màu vàng, vết rạn mới xuất hiện, tú hoa châm bốn màu nhoáng lên một cái vào trong màn hào quang, trong chớp mắt đã đến trước người Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày, cơ thể tránh sang một bên với tốc độ rất nhanh. Bùm, giống như sét đánh giữa trời quang, Vạn Thiên Tuyệt như đạn bay ra khỏi nòng súng ngã xuống đất. Mặt đất run rẩy theo, tựa như máy đóng cọc không ngừng đào xuống dưới. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Hầu như mắt tất cả mọi người mở to, nhìn lên bầu trời với vẻ khó mà tin, lại nhìn Long Sơn đất đá bay tứ tung, miệng há thành chữ O, mãi mà không nói nên lời. Lão giả chắc chắn Mạc Phàm thất bại lúc trước, cây trượng trong tay ông ta nghiêng sang một bên cũng không phát hiện, nhìn chằm chằm Mạc Phàm trên bầu trời. Đám Abeco, công tước Rose cùng với thế lực Giang Nam đối đầu Mạc gia không tự chủ lùi về sau mấy bước, một đám người giống như cả nhiễm xương. Hai mắt vô thần, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh Vạn Thiên Tuyệt rơi xuống Long Sơn truyền đến. Rất lâu sau, lão giả này mới vỗ gương mặt già nua của mình, lẩm bẩm. Mình không hoa mắt đấy chứ. Vạn Thiên Tuyệt quyết đấu với Mạc Phàm, bọn họ tưởng rằng Vạn Thiên Tuyệt sẽ thắng chắc, ai biết lại có kết quả này, người bị thương trước không phải Mạc Phàm, mà là Vạn Thiên Tuyệt. Lúc trước ông ta luôn miệng nói. Mạc Phàm sẽ phải chết không thể nghi ngờ, chuyện này như tát mạnh vào mặt ông ta một cái. Cách đó không xa, một nam một nữ gia tộc Gotsen cũng có biểu cảm như lão giả cầm trượng gỗ. Gia tộc Gotsen chúng ta không có xung đột với Mạc gia đúng không? Người đàn ông kia giống như mất hết sức lực, nhỏ giọng hỏi. Hẳn là không có. Người phụ nữ nghĩ một lát, không thở gấp một phen, giống như ve mùa đông. Nếu Mạc tiên sinh sống sót trong trận quyết đấu, gia tộc Gotsen chúng ta không được là địch với Mạc gia 100 năm. Người đàn ông cố gắng nói. Tuy Vạn Thiên Tuyệt đã đến thần cảnh, nhưng dù sao Vạn Thiên Tuyệt đã 60 tuổi rồi, sau này thiên phú có hạn. 10 năm qua đi, rất có khả năng bọn họ dưỡng ra được một thiên tài so được với Vạn Thiên Tuyệt. Nhưng Mạc Phàm mới chưa tới 20 tuổi, đã có thực lực giết cường giả thần cảnh, con đường sau này bọn họ khó mà đánh giá. 100 năm không thể trêu chọc Mạc Phàm, nếu không sẽ diệt vong. Không có khả năng, không có khả năng sẽ như vậy. Đám Lam Phi vội vàng tới vừa lùi về phía sau, vừa không ngừng lắc đầu, không thể tin vào hai mắt mình. Không phải Mạc Phàm đưa tới lôi kiếp,
đột phá thất bại à, sao còn mạnh như vậy? Ngay cả đám Bạch Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ ở một góc quan sát trận chiến cũng như đang nằm mơ. Bọn họ biết thực lực của Mạc Phàm tăng không ít, nhưng không ngờ đã đến mức có thể đối chiến với Vạn Thiên Tuyệt. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên chưa được bao lâu. Bỗng nhiên đất dai lắc lư dữ dội, tựa như núi lửa sắp bùng nổ. Sau đó tiếng gào thét như dã thú nổi điên truyền từ dưới đất đến. Bùm, một bóng người chui từ trong Long Sơn lên trời, đất đá như đạn đi theo ông ta xông lên trời, đúng là Vạn Thiên Tuyệt. Lúc này quần áo của Vạn Thiên Tuyệt đều rách nát, lộ ra cơ thể đầy vết thương, nhất là chỗ bả vai có lỗ máu cỡ quả đấm, da thịt bên trong bầy nhầy, có thể nhìn thấy xương cốt bên trong. Cả người ông ta chật vật, hoàn toàn không còn phong phạm của đại sư cao cao tại thượng. Trên bầu trời, Vạn Thiên Tuyệt lau máu tươi ở khóe miệng, hai mắt tỏa ra hung quang nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Từ khi ông ta luyện thành tu vi tới này, chưa bao giờ chịu thương tổn nặng như vậy, nhất là dưới tay người nhỏ như thế, lại càng chưa từng xảy ra. Không ngờ ông ta bế quan 10 năm, một bước lên trời, thành cao thủ bán thần cảnh, chuẩn bị đại phóng huy hoàng, lần đầu tiên ra tay đã rơi vào hoàn cảnh này, đúng là buồn cười. Ông ta nheo mắt lại, hai chữ thốt ra từ miệng ông ta. Đan tới. Viên hư đan màu vàng lại xuất hiện trước người ông ta. Ông ta nắm lấy hư đan, không do dự cho tay xuyên qua ngực mình vào trong. Phốc, toàn bộ tay của ông ta biến mất vào trong lồng ngực, máu tươi chảy ròng ròng, ông ta không nhăn mày một cái. Ngay sau đó kim quang như nham thạch nóng chảy tràn từ vết thương ông ta ra. Nham thạch nóng chảy màu vàng chảy đến chỗ nào, vết thương trên người ông ta nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bao gồm cả lỗ máu đáng sợ trên vai ông ta. Chỉ trong chớp mắt. Không chỉ vết thương trên người ông ta khép lại, ông ta cũng từ lão giả năm, 60 tuổi biến thành một tráng niên 30 tuổi người đầy kim văn, toàn thân không có chỗ nào không bùng nổ lực lượng khủng bố. Đây là một loại bí pháp thần cảnh ông ta tìm được trong thánh điện, phiên dịch ra là dung đan huyết thuật. Lấy máu làm môi giới, dung nhập kim đan vào trong cơ thể mình, sẽ có trăm phần lực lượng kim đan. Tuy có để lại chút di chứng, ví dụ như trong vài ngày không thể cố chấp sử dụng đan lực. Nhưng chỉ cần giết tên tiểu tử này là được, những nham thạch nóng chảy màu vàng lan khắp toàn thân ông ta, kim quang nhàn nhạt nở rộ trên người ông ta, khí tức đáng sợ tùy ý mà ra. Dưới khí tức này, người xem quanh Long Sơn chỉ cảm thấy người nặng hơn, tựa như trời sập xuống. Cộp cộp, có không ít người quỳ xuống. Mạc Phàm, hôm nay tôi không chỉ băm cậu ra vạn đoạn, còn đâm nát xương cốt người Mạc ra. Trong mắt Vạn Thiên Tuyệt lóe lên tàn nhẫn, giận dữ hét. Nếu Mạc Phàm làm ông ta bị thương, vậy dùng máu cả Mạc gia bồi thường đi. Ông ta nói xong không nói thêm với Mạc Phàm nữa, giẫm mạnh chân một cái, giống như kinh lôi nổ tung, thân thể ông ta như tên rời cung bay về phía Mạc Phàm. Còn chưa tới bên cạnh Mạc Phàm, một quyền của ông ta đánh ra, quyền kình màu vàng như đạn liên hưởng, nổ tung lần lượt trong không trung, mỗi lần nổ tung, tốc độ tăng gấp đôi. Một quyền như vậy bay thẳng về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nheo mắt, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn, hắn không thèm nhìn một quyền tràn ngập khí tức chôn vùi của Vạn Thiên Tuyệt, chỉ vươn một tay ra, tú hoa châm bốn màu lập tức quay về tay hắn. Vạn Thiên Tuyệt, ông không làm gì được đâu, nhất là không động được người nhà tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chuyện này không do cậu định đoạt, phải xem cậu có bản lĩnh ngăn cản tôi hay không. Vạn Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, cười khinh thường nói. Thực lực kim đan của ông ta bị Mạc Phàm phá. Vậy đan lực gấp hai, ông ta không tin không giết được Mạc Phàm. Nếu ông ta không thể, vậy trên đời này không có người là đối thủ của Mạc Phàm. Bản lĩnh, từ lúc bắt đầu tôi đã có không ít, thôi, cho ông xem thành quả ba ngày nay của tôi, cũng để ông chết minh bạch chút. Mắt Mạc Phàm vừa mở vừa đóng, một bạch châu cỡ hạt sen bay từ trong mi tâm hắn ra. Hạt sen này vừa xuất hiện, một số người bị khí tức của Vạn Thiên Tuyệt ép quỳ trên đất mắt mở to. Trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, chết ngất. Những người không hôn mê thì vẻ mặt sửng sốt, ngoại trừ đám Tiểu Vũ và Vạn Thiên Tuyệt ra, những người khác như tượng gỗ chết đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi, hai mắt vô thần. Tuy Vạn Thiên Tuyệt không thành tượng gỗ, nhưng nhìn thấy hạt sen trước mi tâm Mạc Phàm, sắc mặt ông ta cũng khó coi, gần như có thể vặn ra nước, một quyền đánh về phía Mạc Phàm cũng dừng lại, trong mắt chỉ có hạt sen kia, tựa như dã man nhân nhìn thấy cự long viễn cổ. Thất thần tại chỗ. Đây là kim đan của cậu sao?
Rất lâu sau ông ta mới mở miệng, ấp a ấp úng hỏi. Người khác không biết đây là gì, ông ta thân là cao thủ cảnh giới hư đan, sao có thể không rõ? Hạt sen trước người Mạc Phàm, rõ ràng là kim đan cao hơn hư đan của ông ta một tầng. Tuy khí tức trên kim đan khác với hư đan của ông ta, nhưng có trên vạn tu sĩ thì có trên vạn viên kim đan, chuyện này rất bình thường. Xem như là vậy, ông có thể gọi nó là thần nguyên. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mỗi viên thần nguyên tương đương với một viên kim đan, tuy không phải kim đan ngưng tụ tam nguyên chi lực, nhưng uy lực cùng cấp bậc với kim đan. Vì sao lại như vậy? Vạn Thiên Tuyệt lẩm bẩm, trong mắt đều là khó mà tin. Rõ ràng Mạc Phàm đưa tới lôi kiếp, không chỉ đột phá thành công, còn qua hư đan trực tiếp đến kim đan. Chuyện này khác rất lớn pháp môn đột phá thần cảnh ông ta biết. Bởi vì xét đến cùng ông vẫn là phàm nhân, vốn dĩ không biết gì là thần cảnh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cảnh giới tôi thể, mở khí mạch toàn thân. Cảnh giới trúc cơ, tồn khí trong cơ thể. Cảnh giới tiên thiên, hóa khí thành dịch. Cảnh giới thần cấp, ngưng dịch thành đan. Ngưng tụ tam nguyên tinh khí thần thành kim đan là đơn giản nhất, con đường ngưng đan cũng không phải duy nhất. Ở tu chân giới, có đủ phương pháp ngưng đan, có ngàn vạn loại cũng không phải không có khả năng. Vạn Thiên Tuyệt có thể dựa vào mình lĩnh ngộ đến cảnh giới này, đã là võ giả lợi hại nhất trong số những võ giả hắn từng gặp. Đến nước này, quả thật Vạn Thiên Tuyệt có thể ngạo thế thiên hạ. Vạn Thiên Tuyệt không biết ở trong mắt hắn ông ta chỉ là người trong thế giới này. Trong mắt Vạn Thiên Tuyệt tràn đầy lửa giận, ông ta nhìn chằm chằm Mạc Phàm, quả đấm hơi nắm chặt lại, xương cốt toàn thân lập tức vang lên răng rắc. Ông ta là kỳ tài ngút trời, đến chỗ tiểu tử chưa tới 20 tuổi, vậy mà thành phàm nhân. Chuyện này giống như ông ta muốn leo lên vị trí hoàng đế, lập tức bị người ta kéo xuống ngựa, mà người kéo ông ta còn là đứa con nít. Mặc kệ đây là kim đan hay cái gì, đều phải ăn một quyền của Vạn Thiên Tuyệt tôi. Ánh mắt Vạn Thiên Tuyệt dữ dằn, khí tức uy nghiêm xuất hiện trên người ông ta, đường vân màu vàng trên người ông ta lại sáng lên. Đến chỗ nào quyền kình lại ngưng tụ ra nổ mạnh, như có máy bay ném bom đi ngang qua, mang theo hủy diệt vô tận đuổi theo Mạc Phàm. Không phải kim đan nhất định thắng hư đan, Mạc Phàm cũng chưa hẳn là kim đan. Bất luận là gì, thử qua sẽ biết. Mạc Phàm lắc đầu, vốn dĩ không để một quyền này vào mắt. Ngón tay hắn khẽ búng, kim đan như hạt sen tỏa ra bạch quang khẽ bay về phía một quyền kia. Vạn Thiên Tuyệt nhìn Mạc Phàm chỉ huy kim đan đến, lông mày lập tức nhíu lại, cười hung ác nham hiểm. Ông ta đạt được một số sách về kim đan, có rất ít người dùng kim đan đi tấn công người khác, phần lớn là dùng đan lực. Bởi vì kim đan là cội nguồn của cường giả thần cảnh, kim đan nát, chẳng khác nào thực lực bị hủy đi. Vậy mà Mạc Phàm dùng kim đan đấu với ông ta, đúng là ngu xuẩn. Chỉ cần hủy kim đan của Mạc Phàm, cho dù Mạc Phàm thật sự ngưng tụ ra kim đan cũng không có tác dụng. Tiểu tử Mạc Phàm, cậu đây là tự tìm đường chết. Vạn Thiên Tuyệt cười mỉa nói. Ý niệm của ông ta vừa động, bỗng nhiên hai đạo ma văn màu vàng trên người tới cực hạn. Quả đấm to lớn trên bầu trời nhanh chóng thu nhỏ lại, bất luận là lực lượng, tốc độ hay lực lượng như núi Thái Sơn đè người khác lập tức tăng lên gấp bội. Không gian không xuất hiện vết rạn như trước, trái lại như chiếc tàu phá băng lái vào đại lục Nam Cực, đụng nát không gian như khối băng trước mặt. Mạc Phàm cảm nhận được một quyền khủng bố của Vạn Thiên Tuyệt, sắc mặt không chút thay đổi, cũng không có ý thu hồi kim đan. Mở to hai mắt nhìn xem ai sẽ chết. Hạt sen của Mạc Phàm nhanh chóng đến trước một quyền bá tuyệt thiên hạ của Vạn Thiên Tuyệt. Một cái giống hạt giống trong gió, một cái khác giống một kích hủy thiên diệt địa của chiến thần. Bùm, tiếng va chạm thanh thúy vang lên, sắc mặt Vạn Thiên Tuyệt cũng trắng bệch theo. Một quyền bá đạo của ông ta dưới hạt sen nho nhỏ, tựa như thủy tinh hình quả đấm gặp kim cương. Răng rắc, vết rạn dày đặc trên quả đấm. Ngay sau đó, quả đấm bị nghiền nát từng tấc, hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống đất, tiêu tan trong không khí. Hạt sen xuyên qua tất cả quyền kình của Vạn Thiên Tuyệt, một quyền khuynh thế bị hóa giải như vậy. Hạt sen xuyên qua đánh vào ngực Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày, vừa định vận khởi bí thuật, hủy kim đan của Mạc Phàm. Nhưng mà, rõ ràng ông ta muốn làm vậy, nhưng phát hiện cơ thể giống như không thể khống chế, đứng bất động ở chỗ đó. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Vạn Thiên Tuyệt thay đổi, khiếp sợ kêu lên.
Ông ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận là nguyên nhân gì, trên hạt sen chớp lóe bạch quang theo quả đấm của ông ta chảy ra khắp nơi. Dưới bạch quang này, đường vân màu vàng trên người ông ta như bị chia làm hai đoạn. Cùng lúc đó, viên hư đan được ông ta để vào trong ngực cũng xuất hiện từng đạo vết ran màu trắng. Hư đan bị nghiền nát. Phốc, máu tươi phun ra, trong mắt ông ta đều là hoảng sợ, cơ thể rơi xuống đất. Ông ta bế quan 10 năm, mới ngưng tụ thành kim đan, vậy mà vỡ nát như thế. Mạc Phàm, đây không phải là kim đan, rốt cuộc thứ này là gì? Vạn Thiên Tuyệt gào lên. Viên kim đan này của Mạc Phàm không có chút lực lượng, cũng không có chân khí, nhưng giống như có thể khống chế thần thức của ông ta, người chết không cần biết nhiều như vậy. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Thần nguyên của hắn so với kim đan, không phải có giá trị như kim đan thật. Đương nhiên hư đan của Vạn Thiên Tuyệt không phải kim đan. Vạn Thiên Tuyệt cách kim đan ngoại trừ linh khí cường đại ra, còn có tam nguyên chi lực tinh khí thần dung hợp làm đan lực. Vạn Thiên Tuyệt không thể ngưng tụ đan lực hoàn toàn, tam nguyên chi lực trong kim đan vẫn phân tán ra. Nói như vậy, hắn ngưng tụ thần thức có tính uy hiếp áp đảo thần thức trong hư đan Vạn Thiên Tuyệt. Trạng thái hiện giờ của Vạn Thiên Tuyệt như ba sợi dây tụ thành dây thừng, một dây bị hủy đi, hai dây khác sẽ tự sụp đổ, không chịu nổi một kích trước mặt hắn. Chẳng qua Vạn Thiên Tuyệt không biết mà thôi, hắn cũng không muốn giải thích với Vạn Thiên Tuyệt. Tay hắn run lên, bỗng nhiên tú hoa châm bốn màu kéo dài ra, biến thành trường kiếm bốn màu dài bảy thước. Hắn cầm trường kiếm bằng một tay, chân giơ lên dẫm lên không khí, bước về phía Vạn Thiên Tuyệt. Mỗi một bước giống như cự nhân chúng tên ngã xuống đất, không gian lắc lư dữ dội. Vạn Thiên Tuyệt nhìn Mạc Phàm cầm kiếm đi tới, trán nhíu lại thành hình chữ xuyên, không cam lòng trong mắt như ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Ông ta đường đường là Vạn Thiên Tuyệt, sao có thể bại bởi tiểu tử miệng còn hôi sữa, cho dù chết cũng phải chết dưới tay Lâm Thiên Nam. Nghĩ như vậy, vẻ điên cuồng hiện lên trên mặt ông ta. Mạc Phàm, tôi mặc kệ đây là thứ gì, cho dù liều mạng mất hết tu vi, tối nay tôi cũng phải giết cậu, không chỉ cậu, còn tất cả người ở đây nữa. Vạn Thiên Tuyệt vừa nói xong, hủy diệt chí khí vô cùng đáng sợ tỏa từ người ông ta ra. Phá! Vạn Thiên Tuyệt quát to, hư đan tràn đầy vết rạn trong cơ thể nghiền nát rầm rầm theo tiếng. Kim đan này vừa vỡ, năng lượng màu vàng không chỉ không mất đi, trái lại biến từ màu vàng thành màu đen. Năng lượng màu đen này trôi nổi quanh Vạn Thiên Tuyệt, chậm rãi xoay tròn, lực hút cường đại mà khủng bố sản sinh trên người ông ta. Dưới lực lượng này, linh khí xung quanh, đất cát, cây cối trên đất đều bay về phía Vạn Thiên Tuyệt. Không chỉ có vậy, bao gồm đám tiểu vũ, tiểu tuyết ở trong người xem, bỗng nhiên cảm thấy linh khí, khí huyết trong cơ thể hỗn loạn, không tự chủ được trào ra ngoài cơ thể. Có người muốn cố gắng khống chế, nếu linh khí và khí huyết bị lấy đi, bọn họ chỉ có đường chết, nhất là những lão quái vật tuổi đã cao, hoàn toàn là dựa vào tu vi mà sống. Đừng, đừng mà! Có người nghiến răng kêu lên. Nhưng lực lượng trên người Vạn Thiên Tuyệt như lực hút địa cầu, không tới cảnh giới thần cấp, bọn họ không thể kháng cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh khí và khí huyết của mình hóa thành từng đạo khói hồng, toàn bộ đều tụ tập quanh Vạn Thiên Tuyệt, sắc mặt cả đám đều khó coi. Hai tay Vạn Thiên Tuyệt chấn động, hạt sen ở ngực ông ta lập tức bay về sau, những đường vân màu vàng trên người ông ta cũng biến thành màu đen, thân thể lập tức khôi phục tự do. Ông ta dùng lực hút, như nuốt trôi biển rộng, linh khí xung quanh cùng với những khí huyết trên người người xem được ông ta hấp thu vào cơ thể hết. Mỗi một chút năng lượng nhập vào cơ thể ông ta, màu đen trên người ông ta sẽ nhiều hơn chút. Khí tức chôn vùi tất cả trên người ông ta cũng nồng đậm hơn. Sợ hãi và tử vong hàng lâm trên Long Đảo, giống như địa ngục và ngày tận thế ở nhân gian. Mạc Phàm, cậu thấy không, lần này cậu chết chắc rồi. Trong mắt Vạn Thiên Tuyệt chớp lóe tàn nhẫn, trầm giọng nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Vạn Thiên Tuyệt một cái, cười nhạt. Tự bạo kim đan sao? Mạc Phàm, bị cậu nhìn ra được à? Loại thuật pháp này cũng muốn giấu tôi sao? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Tu sĩ kim đan kỳ ở tu chân giới khí tức như sông, hắn từng thấy nhiều kim đan, cũng từng thấy nhiều người tự bạo kim đan. Thậm chí ở trong đại chiến thần ma, hắn từng thấy trên vạn kim đan kỳ vì thủ hộ kết giới, cùng tự bạo kim đan, khiến một vùng đất hóa thành hắc động không giới hạn, lúc này mới chặn được bước chân của đại quân ma tộc.
Vạn Thiên Tuyệt tự bạo kim đan trước mặt hắn, có thể thoát khỏi mắt hắn sao? Nếu hắn không biết, vậy không khác gì há không biết hươu là hươu, ngựa là ngựa. Cậu biết thì thế nào, như vậy đủ giết chết cậu chưa? Vạn Thiên Tuyệt cảm thấy trong cơ thể có lực lượng cường đại chưa bao giờ có, cười như điên nói. Ông ta không biết Mạc Phàm ngưng tụ hạt sen kia như thế nào, nhưng ông ta biết rõ, dựa vào hư đan sẽ không phải đối thủ của Mạc Phàm. Hơn nữa ông ta không thể thua, vậy chỉ có thể dùng bí thuật cuối cùng, tự bạo kim đan. Mạc Phàm ngưng tụ kim đan trong một năm, ông ta đánh bại Mạc Phàm, lấy pháp môn Mạc Phàm tu luyện là được. Với kinh nghiệm tu luyện của ông ta, cộng thêm công pháp của Mạc Phàm, không lâu sau ông ta sẽ mạnh hơn bây giờ. Cho dù là dung đan cũng được, tự bạo kim đan cũng được, chỉ cần đánh bại được Mạc Phàm đều đáng giá. Ha ha! Mạc Phàm hơi cong miệng cười nhạt, giống như không để chuyện Vạn Thiên Tuyệt tự bạo kim đan vào mắt. Hắn tạo mấy pháp ấn này bay về phía đám tiểu tuyết, hình thành một vòng sáng quanh đám tiểu tuyết, bao bọn họ ở bên trong. Khí huyết trên người đám tiểu tuyết và tiểu vũ rừng sói mòn, lúc này mấy người mới thở phào nhẹ nhõm, cố nặn ra tươi cười vui vẻ với Mạc Phàm. Làm xong những chuyện này, lúc này Mạc Phàm mới rời mắt nhìn Vạn Thiên Tuyệt, hai mắt như giếng cổ, không có một chút gợn sóng. Nếu là ba ngày trước, Vạn Thiên Tuyệt tự bạo hư đan trước mặt hắn, khả năng sống sót của hắn chưa tới 20%. Dù sao mỗi viên kim đan đều tương tự nhe một tiểu hành tinh, sau khi hành tinh bị chôn vùi, không chỉ bộc phát lực lượng đại gấp 10 lần bình thường, còn biến thành một hắc động. Mỗi lần hắc động hấp thu thêm chút lực lượng, còn có thể tiếp tục tăng thêm gấp 10 lần. Hấp thu càng nhiều, người nghiền nát kim đan cũng càng đáng sợ. Ở đây có nhiều người vây xem như vậy, nếu lực lượng của bọn họ bị Vạn Thiên Tuyệt hấp thu, hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ sao, bây giờ hắn đã không còn là hắn ba ngày trước. Mạc Phàm vươn một tay ra, thần nguyên như hạt sen lay động, quay về trước người hắn. Ở trước mặt tôi, cho dù ông tự bạo kim đan cũng không có tác dụng gì, càng không nói đến hư đan của ông. Hắn vừa nói vừa đi đến bên cạnh Vạn Thiên Tuyệt. Vậy sao, vậy cộng thêm cái này nữa thì sao? Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày, hạ quyết tâm. Ông ta vừa nói câu này xong. Bùm một tiếng, giống như khi bật lửa bị ném vỡ nổ tung. Chỗ đan điền ông ta, long nguyên ông ta đạt được khi giết chết Hải Long bị dập nát. Lực lượng Hải Long tích lũy mấy ngàn năm, trong chớp mắt biến mất vào trong ngực màu đen của ông ta. Rõ ràng chỉ là một viên long nguyên, cả người Vạn Thiên Tuyệt biến thành màu đen, khí tức toàn thân lại tăng lên nhiều. Dưới lực lượng cường đại, mây đen nhanh chóng tụ tập lại, bao phủ trên không long đảo. Tiếng sấm nổ vang trong mây đen, lôi quang nhấp nháy, chiếu sáng Mạc Phàm và Vạn Thiên Tuyệt trên bầu trời. Lôi vân đáng sợ giống như lôi vân khi Mạc Phàm bế quan, khí tức vô cùng áp lực khiến mọi người sinh ra tuyệt vọng. Lôi vân lần trước là ở Huyền Vũ Nhai, lần này ở trên đỉnh đầu bọn họ, hơn nữa bọn họ không trốn thoát. Xong rồi, xong rồi. Nếu không phải bị Vạn Thiên Tuyệt rút sạch khí huyết, thì bị lôi kiếp đánh chết. Đám Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cho dù ngăn cách phòng hộ trận, lúc này bọn họ cũng có thể cảm nhận được cường đại của Vạn Thiên Tuyệt, có khả năng lần này không ổn rồi. Hai tay Bạch Tiểu Tuyết nắm chặt, để ở trước ngực, vô cùng khẩn trương. Mạnh yếu trước đó đã không quan trọng, thắng thua phải xem một kích này. Nhất định không được thua. Vạn Thiên Tuyệt nhìn cánh tay tràn ngập lực lượng đáng sợ của mình, tươi cười hài lòng lộ ra hàm răng trắng. Lúc này ông ta đã biết vì sao khi Mạc Phàm đột phá lại có lôi kiếp, là vì thần thức của Mạc Phàm quá cường đại, quá ngưng tụ, vượt qua mức hạn trên địa cầu, giống như ông ta bây giờ. Mạc Phàm, bây giờ đủ giết cậu chưa? Vạn Thiên Tuyệt cười nói, giọng nói như được biên soạn trong phim. Mạc Phàm thản nhiên nhìn Vạn Thiên Tuyệt, đứng cách ông ta ba thước. Ủa ế ế ế đủ rồi, cuối cùng bây giờ ông cũng đủ một kiếm để tôi giết. Trước đó Vạn Thiên Tuyệt không đủ một kiếm của hắn, bây giờ đủ rồi. Trong mắt hắn chớp lóe ánh sáng lạnh, hạt sen kia lập tức bay về phía mi tâm hắn, như bảo thạch khảm vào mi tâm. Hắn giơ trường kiếm trong tay lên cao, mấy chữ thốt lên từ miệng hắn. Pháp diệt thiên, kiếm chảm địa, pháp kiếm chảm thiên địa. Mấy chữ này vừa vang lên, hạt sen chỗ mi tâm hắn như sinh ra rất nhiều rễ cây, những rễ cây này vây thành ma văn màu trắng phức tạp. Cái gì? Sắc mặt Vạn Thiên Tuyệt thay đổi,
cảm thấy khó hiểu nói. Ma văn trên trán Mạc Phàm sáng lên, ma văn như vậy cũng xuất hiện trên mu bàn tay cầm kiếm của hắn. Ma văn này sinh ra từng sợi rễ cây, lan tràn về phía trường kiếm trong tay hắn. Hào quang bốn màu dưới bộ rễ cây nhanh chóng biến thành màu trắng. Chạm! Hắn chém mạnh xuống, một đạo kiếm khí màu trắng xẹt qua đường trắng trên bầu trời. Đường trắng này đến đâu, tựa như một búa khai thiên tích địa, lôi vân màu đen trên bầu trời vỡ ra, đất đai cũng không chịu được một kiếm này mà nứt ra khe hở lớn. Khe hở trên trời và dưới đất song song, lan tràn về phía Vạn Thiên Tuyệt. Ở giữa trời đất, những đất đá cây cối vì hắc động trong cơ thể Vạn Thiên Tuyệt trôi nổi trong không trung gặp được khe hở này, toàn bộ tự vỡ ra. Không không! Vạn Thiên Tuyệt nhìn đường trắng này, không cam lòng quát ầm lên. Ông ta tự bạo hư đan, tự bạo long nguyên. Nhưng ông ta ở dưới một kiếm của Mạc Phàm, cũng như những người vây xem dưới uy áp của ông ta, không chỉ không có đường sống chống cự, thậm chí còn không thể chạy trốn. Lúc trước ông ta cảm thấy Mạc Phàm quá kiêu ngạo, bây giờ ông ta ở trạng thái thần tới giết thần, Phật tới giết Phật, sao có thể vừa đủ một kiếm của Mạc Phàm. Cuối cùng ông ta cũng hiểu rõ, vì sao Mạc Phàm nói ông chỉ đủ một kiếm, quả thật ông ta chỉ đủ một kiếm của Mạc Phàm. Mạc Phàm, dừng tay, tôi nguyện ý làm đồ đệ của cậu, thậm chí là nô lệ, cậu bảo tôi làm gì cũng được, tôi có thể giúp cậu diệt Thanh Bang. Cuối cùng trong mắt Vạn Thiên Tuyệt cũng lộ vẻ kinh hoàng, khẩn cầu nói. Ông ta đã cảm nhận được cái gì gọi là thần cảnh, cho dù ông ta tự bảo hư đan, cho ông ta chút thời gian, cùng lắm là 5 năm ông ta có thể tấn thăng đến thần cảnh, tuyệt đối không thể chết như vậy. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Vạn Thiên Tuyệt một cái. Nói xong rồi hả? Vẻ mặt Vạn Thiên Tuyệt sửng sốt, ngơ ngẩn nói. Nói xong rồi. Cho dù là Thanh Bang, hay là nhà Miyamoto, hắc ám giáo đình gì đó, tôi đều tự mình xử lý, ông chết đi là được. Mạc Phàm chém xuống, bạch tuyến nhanh chóng hạ xuống. Vạn Thiên Tuyệt là đối thủ cường đại nhất hắn từng gặp, nếu Vạn Thiên Tuyệt chỉ khiêu chiến hắn, có lẽ hắn sẽ nhận Vạn Thiên Tuyệt làm nô lệ. Vạn Thiên Tuyệt lại phái người đi bắt Tiểu Tuyết. Bố trí tứ tượng yên không trận trên không trang viên Mạc gia, vậy chỉ có thể chết. Những thế lực của Thanh Bang, tự hắn sẽ đi diệt trừ. Xoẹt, ở giữa trời đất hóa ra một đường rãnh, mọi thứ trong khe rãnh đều một phân thành hai, một huyết tuyến cũng xuất hiện trong cơ thể Vạn Thiên Tuyệt. Không, Vạn Thiên Tuyệt còn chưa nói hết, một kiếm đã chém trúng ông ta, cơ thể chia làm đôi của ông ta bay sang hai bên. Cơ thể ông ta còn chưa bay xa. Cơ thể bị chia làm đôi cũng bùng nổ. Bùm, tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời, ngoài 10 dặm còn nghe thấy được. Rất lâu sau, lúc này tiếng nổ mạnh mới dừng lại. Trên bầu trời, vân khai sương tán, lộ ra mặt trăng và ngôi sao, cùng với Mạc Phàm như thần linh đứng trong không trung. Xung quanh, mắt mọi người mở to, nhìn Mạc Phàm đứng trên không, kinh ngạc không nói nên lời. Có rất nhiều người ở đây không ôm ấp hy vọng với Mạc Phàm. Kết quả Vạn Thiên Tuyệt dùng hết tất cả vốn liếng, cũng chỉ đủ một kiếm của Mạc Phàm. Vạn Thiên Tuyệt đã mạnh đến mức bọn họ không thể địch nổi, như vậy Mạc Phàm mạnh đến mức nào? Chúc mừng Mạc Đại Sư! Có người do dự một lát, ôm quyền với Mạc Phàm ở xa. Chúc mừng Mạc Đại Sư! Một người khác lấy lại tinh thần, lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng vội vàng chúc Mạc Phàm. Trong đám người, ánh mắt bốn đồ đệ của Vạn Thiên Tuyệt, đám Abeco, Lam Phi, còn cả đám phú hào Giang Nam âm tình bất định, sắc mặt rất khó coi. Sở dĩ bọn họ dám kiêu ngạo với Mạc Phàm, nhân tố lớn nhất là Vạn Thiên Tuyệt xuất quan. Ai biết Vạn Thiên Tuyệt cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Chuyện này, mắt đám người đảo liên tục, hối hận đến mức ruột sắp đứt. Nhất là đám Abeco và Lam Phi, trên mặt cả đám không còn chút huyết sắc. Thiếu chút nữa đám Abeco hủy đi trang viên Mạc gia, bây giờ Vạn Thiên Tuyệt đã chết. Không chỉ bọn họ sắp chết, mỗi thế lực sau lưng bọn họ cũng gặp phải nguy hiểm Mạc Phàm tới cửa. Mấy giờ trước đám Lam Phi còn khiêu khích Mạc Phàm. Những người này do dự, lặng yên không một tiếng động muốn trốn trong đám người rời đi. Bọn họ chưa đi được vài bước, lưng phát lạnh, giống như có thanh chủy thủ để sau lưng. Sắc mặt một đám người tái mét, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán bọn họ xuống, toát ra sau lưng. Mọi người không dám cử động nửa bước. Toàn bộ đều nhìn Mạc Phàm trên bầu trời. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, hai mắt như nguyệt quang tỏa ra lạnh lẽo.
Còn muốn chạy, có thể, nhưng chuyển giúp tôi mấy câu. Câu gì? Một đại thế gia cố gắng nói. Người Giang Nam, đầu hàng thì sống, phản kháng sẽ chết, không có ngoại lệ, trừ phi các người cảm thấy tôi không diệt được các người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Những thế lực Giang Nam từ khi Mạc gia là địch với Lâm gia vẫn chưa yên bình. Nếu lần này còn có người dám là địch với Mạc gia, vậy Y Tiên Bất Tử hắn hóa thành ma, cũng sẽ khiến người ta không là địch với Mạc gia. Cảm ơn Mạc Đại Sư khoan hồng độ lượng, Trần Côn tôi không là địch với Mạc gia. Trong số những phú hào đối địch với Mạc gia ở Giang Nam, một người vội vàng lại Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đáng sợ như vậy, tiếp tục đối nghịch với Mạc gia, đó mới là không biết sống chết. Có người dẫn đầu, rất nhiều người đều bắt trước, cúi đầu trước Mạc Phàm. Bọn họ đứng ở phía đối lập Mạc Phàm không giết bọn họ, cơ hội tốt như vậy đâu dễ tìm, nhất là Mạc Phàm hiện giờ. Chỉ trong phút chốc có vô số người cúi đầu. Mạc tiên sinh, chúng tôi thì sao, thứ thần tôi cũng nguyện ý dùng xin lỗi bù lại sai lầm của chúng tôi. Nữ thích khách của thứ thần lấy hết dũng khí hỏi. Cô ta đã sớm liên lạc với cấp cao thứ thần, nếu Mạc Phàm thắng, có thể thỏa hiệp thì thỏa hiệp, dù sao thứ thần bọn họ đã không có thực lực đối đầu với Mạc Phàm. Các người sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Ít ngày nữa tôi sẽ đến chỗ các cô. Những thế lực Giang Nam chỉ là địch với Mạc gia trên thương trường. Những thế lực như nhà Miyamoto và thứ thần đều ra tay với người nhà hắn. Nếu một người đâm đao tới, nhưng bị ngươi ngăn cản, sau đó nói xin lỗi, ngươi có thể tiếp nhận không? Nếu những thế lực này dám ra tay với Mạc gia, vậy hắn sẽ trả lại bọn họ. Chuyện này, đám AB cô và Lam Phi như bị sét đánh, thân thể run lên, trên mặt đã không còn huyết sắc. Ít ngày nữa Mạc Phàm sẽ tới, đây là Mạc Phàm muốn không chết không ngừng tay với bọn họ. Bây giờ các người có thể đi, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đám AB cô, Lam Phi đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới hữu khí vô lực rời đi. Đám AB cô tâm sự nặng nề rời đi, những người vây xem cũng có vẻ mặt khác nhau nhanh chóng rời đi, tin tức phong ba như động đất lan tràn từ Giang Nam ra khắp thế giới. Châu Âu, trong quán rượu theo phong cách cổ. Cái gì, Vạn Thiên Tuyệt đã chết sao? Một lão giả châu Âu nghe thấy âm thanh phát ra từ con chim kim loại trên bàn, đập bàn đứng dậy, vô cùng kích động nói. Vì giết chết Mạc Phàm, giải quyết hết những hậu hoạn, bọn họ đã phái ra Gaia sát thủ lợi hại nhất của thứ thần. Gaia đã chết, Vạn Thiên Tuyệt chỗ dựa cuối cùng của thứ thần bọn họ cũng đã chết, chuyện này không khác gì như trời sập xuống. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Rất lâu sau, lão giả này mới lấy lại tinh thần, trầm giọng xác nhận lại. Không sai, Mạc Phàm không chỉ giết Vạn Thiên Tuyệt, còn từ chối lời xin lỗi của chúng ta, còn. Trong con chim kim loại kia, nữ thích khách kia còn chưa nói xong, liền dừng lại. Còn gì nữa, Mạc Phàm còn nói gì, nói đi. Lão giả nhíu mày, lạnh lùng nói. Mạc Phàm sẽ đến thứ thần chúng ta, muốn tự tay diệt thứ thần chúng ta. Nữ thích khách nhỏ giọng nói. Cái gì, tiểu tử này nghĩ thứ thần chúng ta dễ diệt như vậy sao? Lão giả hơi híp mắt, sắc bén xuất hiện trong mắt ông ta. Thứ thần bọn họ tồn tại lâu như vậy, có thể nói là một trong những thích khách cổ xưa nhất ở châu Âu. Mạc Phàm không chỉ không tiếp nhận lời xin lỗi của bọn họ, còn muốn hủy diệt thứ thần, cậu ta nghĩ thứ thần bọn họ thật sự xong rồi sao? Được lắm, hẳn là tên tiểu tử kia còn muốn diệt không ít thế lực. Lão giả hỏi. Đúng vậy, nhà Miyamoto, Thanh Bang, Hắc Ám Giáo Đình, Vu Thần Giáo, ngoài ra thần điện còn đoạt người phụ nữ Mạc Phàm nhìn chúng, hẳn là sẽ không bỏ qua cho thần điện. Nữ thích khách nói. Nhiều thế lực như vậy sao? Lão giả suy nghĩ một lát, khóe miệng hơi nhếch lên, tươi cười nham hiểm xuất hiện trên mặt ông ta. Sera, cô lập tức đến chúng thần sơn của thần điện, tôi xem Mạc Phàm diệt thứ thần chúng ta thế nào. Đến chúng thần sơn, đại trưởng lão. Ông chắc chắn không lầm chứ? Sera chớp chớp mắt, cảm thấy khó hiểu nói. Mạc Phàm muốn diệt thứ thần bọn họ, cô ta đến chúng thần sơn của thần điện làm gì? Thứ thần bọn họ và thần điện là thế lực đối lập, còn bị thần điện cho là người bất kính. Một khi thành viên của thứ thần bị người của thần điện phát hiện, sẽ bị đính trên thập tự giá tiếp nhận xét xử. Đại trưởng lão bảo cô ta đến chúng thần sơn, chuyện này. Cô đã quên chúng thần sơn có ai sao? Lão giả cười âm hiểm nói.
Mạc Phàm dám thả Sera ra ngoài, chắc chắn là gieo ấn ký lên người Sera, bảo Sera quay về thứ thần, không lâu sau Mạc Phàm sẽ tìm tới dựa vào ấn ký đó. Nếu Mạc Phàm không chịu tiếp nhận lời xin lỗi của bọn họ, vậy đừng trách thứ thần bọn họ không khách sáo. Ông muốn nói đến điện chủ của thần điện sao? Mắt Sera mở to, ngạc nhiên nói. Không sai. Trong mắt lão giả chớp lóe lanh trí, nói. Đáng sợ nhất thần điện là điện chủ. Hầu như chưa ai từng thấy điện chủ, nếu có chỉ là điện chủ thần điện đáng sợ như thần trong truyền thuyết. Tuy Mạc Phàm đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, nhưng đến chúng thần sơn Mạc Phàm sẽ phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì không có ai xâm nhập chúng thần sơn còn sống quay về. Trước mắt dụ Mạc Phàm tới chúng thần sơn là biện pháp tốt nhất. Không chỉ có điện chủ thần điện, lần này thứ thần chúng ta cũng phải khiến tiểu tử kia hoàn toàn ở lại chúng thần sơn, cô đợi ở bên ngoài chúng thần sơn, tôi sẽ dẫn người tới chỗ cô. Lão giả nghiến răng nói. Đại trưởng lão, ông là muốn. Sera nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, tò mò hỏi. Cô cứ làm theo lời tôi nói là được, những chuyện khác cô đừng xen vào. Lão giả thần bí nói. Dạ, đại trưởng lão. Ở nước ngoài, trong phòng hội nghị tòa thành cổ xưa, phía trước một cái bàn dài. Thanh Long và một đám cấp cao thanh bang hiếm khi gặp mặt ngồi trước bàn, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, không ai nói chuyện, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống. Một đám người ngồi trong phòng họp khoảng hơn một tiếng, lúc này bầu không khí yên tĩnh mới bị Thanh Long phá vỡ. Tất cả mọi người đã biết chuyện rồi, mọi người không có gì muốn nói à? Trong mắt Thanh Long chớp lóe tinh quang, hỏi tất cả trưởng lão ở đây. Mọi người nhíu mày, sắc mặt khó coi. Thanh Long, chúng ta không có lựa chọn đường sống, nếu tiểu tử này dám đến Thanh Long ta, nghênh chiến cũng được. Trong mắt Đường Ngạo Khôn lão giả mặc trang phục thời Đường chớp lóe ánh sáng lạnh, nói. Mạc Phàm từ chối lời xin lỗi của thứ thần, tất nhiên không có khả năng nhận lời xin lỗi của bọn họ, vậy chỉ có thể chiến. Dù sao Mạc Phàm chỉ có một mình, Mạc Phàm dám đến thanh bang bọn họ, chưa chắc bọn họ sẽ thua. Phải biết rằng Mạc Phàm sắp đối mặt với cả thanh bang. Đường Ngạo Khôn mới mở miệng, Mỹ Phụ Hỗn Huyết hơi nhếch miệng, cười quyến rũ. Đường Đại Sư, ý của ông là liều mạng sao? Nếu không thì thế nào? Đường Ngạo Khôn liếc mắt nhìn Mỹ Phụ này một cái, khinh thường nói. Vậy Đường Đại Sư cảm thấy ông chống đỡ được mấy chiêu của Mạc Phàm? Mỹ Phụ cũng không tức giận, mỉm cười nói. Sắc mặt Đường Ngạo Khôn lập tức khó coi, bọn họ đã nhìn thấy video clip đại chiến giữa Mạc Phàm và Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tuyệt mạnh như thế, cũng chỉ đủ một kiếm của Mạc Phàm, bọn họ thì càng không cần phải nói, một kiếm cũng không đủ để Mạc Phàm chạm. Vậy cô có biện pháp khác sao, cửu muội? Đường Ngạo Khôn hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ cần suy nghĩ, sao có thể không có biện pháp? Mỹ Phụ nhìn móng tay mình, cười nói. Những người khác lập tức nhíu mày, nhìn về phía Mỹ Phụ này. Cửu muội, không phải cô muốn xác dụ tiểu tử này đấy chứ? Đường Ngạo Khôn khinh bỉ nói. Những người khác hơi nhếch miệng, đều lộ ra tươi cười kỳ lạ. Sở dĩ Mỹ Phụ này có thể ngồi vị trí trưởng lão thứ 10, là vì xác dụ vị trưởng lão trước đó, sau đó giết ông ta. Nếu tên tiểu tử kia có thể bị xác dụ, trái lại tôi có thể hy sinh nhan sắc của mình, nhưng mà thôi đi, muốn diệt trừ Mạc Phàm, có rất nhiều phương pháp, không biết các ông có chịu hay không. Mỹ Phụ cũng không tức giận, trái lại đùa giỡn. Hửm. Đám Thanh Long nhíu mày, trên mặt lộ ra chút chờ mong. Vạn Thiên Tuyệt bế quan 10 năm, cuối cùng cũng trùng kích đến cảnh giới bán thần, thanh bang bọn họ vốn đang lên cao, kết quả mới xuất quan chưa tới 5 ngày đã chết trên tay Mạc Phàm. Chuyện này không khác gì nhìn mỹ nhân từ nhà trẻ lớn lên, bọn họ còn chưa giơ tay hái hoa, đã bị một người khác giẫm nát bươm. Nếu bọn họ là đối thủ của Mạc Phàm, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta, cửu muội, cô có biện pháp gì? Thanh Long hỏi. Lão đại, không phải ông không có biện pháp nào đấy chứ? Mỹ Phụ không đáp hỏi ngược lại. Sở dĩ Thanh Long có thể thành lão đại thanh bang, bất luận là thực lực hay trí tuệ cũng không phải thấp. Nếu ông ta triệu tập mọi người tới, chắc chắn đã có kế sách. Tôi có biện pháp, chẳng qua không biết có giống cửu muội không, như vậy đi, chúng ta không cần che che giấu giấu, viết trên bàn đi. Thanh Long thản nhiên nói. Không thành vấn đề. Thanh Long vươn hai ngón tay ra, giống như dao khắc trên bàn đá xanh. Mỹ Phụ cười quyến rũ,
ngón tay trắng nõn nhúng vào ly cà phê trước mặt cô ta, viết lên trên bàn. Ba chữ cùng xuất hiện trước mặt hai người, không sai. Chúng thần điện. Nhìn thấy mấy chữ này, trước mắt mọi người sáng lên. Ý của cô là, chúng ta phải đi tìm thần điện giúp đỡ. Đường Ngạo Khôn nhíu mày, có chút không tình nguyện nói. Trụ sở của thần điện là chúng thần sơn, thân là trưởng lão Thanh Bang, sao có thể không biết. Nhưng bọn họ đường đường là Thanh Bang, vậy mà rơi vào hoàn cảnh này. Không phải tìm thần điện giúp đỡ, mà là diệt trừ Mạc Phàm cùng với thần điện. Mỹ Phụ hơi nhếch miệng, cười quyến rũ nói. Thần điện kia sẽ không ra tay dễ dàng như vậy đâu. Một trưởng lão khác thở dài nói. Mạc Phàm mới giết Vạn Thiên Tuyệt, đang rất nổi tiếng, mọi người trốn Mạc Phàm còn không kịp, sao có thể va vào họng súng. Đúng là không dễ dàng như vậy, nhưng thần điện muốn phủi sạch cũng không dễ, thần điện muốn đại tiểu thư Bạch Gia làm tế phẩm của Vương tử Carter, đại tiểu thư Bạch Gia này là bạn gái của Mạc Phàm, người phá giải thẩm phán chi kiếm trước đó cũng là Mạc Phàm. Trừ chuyện đó ra, theo tôi được biết tam đại trưởng lão của thần điện chết ở Giang Nam cũng do Mạc Phàm gây ra. Mỹ Phụ giải thích, giống như hiểu rất rõ về Mạc Phàm. Đợi một chút, không phải người giết tam đại trưởng lão của thần điện là Long Vương Long Tổ sao, chẳng lẽ? Đường Ngạo Khôn cau mày, vô cùng khiếp sợ hỏi. Không sai, Mạc Phàm là Long Vương Long Tổ. Mỹ Phụ nói, chuyện này, ngoại trừ Thanh Long và Mỹ Phụ ra. Sắc mặt những người khác lại thay đổi. Mạc Phàm là Long Vương của Long Tổ, Mạc Phàm này đúng là không đơn giản. Mạc Phàm không chỉ là Mạc Thần Y có y thuật thông thần, Mạc Đại Sư Tu Vi Thông Thiên, còn là Long Vương của Long Tổ. Nếu Mạc Phàm đơn giản, chúng ta đã không cần ngồi ở đây bàn bạc nên đối phó thế nào. Mặt Thanh Long không chút thay đổi, thản nhiên nói. Cho dù cậu ta không đơn giản thế nào, bây giờ chỉ cần chúng ta nói những tin tức này cho thần điện biết. Những lão thần côn của thần điện sẽ như chúng ta, nếu điện chủ thần điện ra tay, tiểu tử kia có 10 mạng cũng phải chết ở chúng thần sơn. Đường Ngạo Khôn cười lạnh lùng nói. Mình thần điện không đủ, còn cần những thứ khác nữa. Đôi chân tuyết trắng của Mỹ Phụ chồng lên nhau, khóe miệng nhếch lên tươi cười tà mị nói. Thần điện cũng không đủ, ý của cô là điện chủ thần điện không phải đối thủ của Mạc Phàm, chuyện này không có khả năng đâu. Đường Ngạo Khôn nhíu mày. Khinh thường nói. Tuy điện chủ của thần điện ít khi lộ diện, vị trí trên thiên bảng rất gần ở đằng trước, Vạn Thiên Tuyệt cũng không cùng cấp bậc với ông ta, điện chủ thần điện ra tay sao có thể không phải đối thủ của Mạc Phàm. Có thể, cũng có khả năng không phải, nếu chúng ta đối phó Mạc Phàm, chẳng lẽ đại trưởng lão muốn có chút sơ suất? Mỹ Phụ không đáp hỏi ngược lại. Chuyện này nói thì rất dễ, đối phó cao thủ thần cảnh đâu dễ như vậy. Đường Ngạo Khôn lạnh lùng nói. Quả thật đối phó cao thủ thần cảnh không dễ, nhưng không phải không có biện pháp nào. Cường giả thần cấp đã vượt qua mức độ bọn họ tưởng tượng, quả thật rất khó đối phó với người mình không biết. Cô thử nói xem biện pháp là gì. Đường Ngạo Khôn có chút không bình tĩnh nói. Ví dụ như Vu Thần Giáo, Hắc Ám Giáo Đình, Thần Điện, Thứ Thần và Thanh Bang chúng ta cùng đối phó Mạc Phàm, trận pháp cấp cao, vũ khí tiên tiến, chỉ cần Mạc Phàm vừa rời khỏi Hoa Hạ. Lập tức sai người đi bắt người Mạc ra, cùng sử dụng những thứ này, cộng thêm điện chủ của thần điện, hẳn là có xác suất cao giết được Mạc Phàm. Mỹ Phụ cũng không tức giận, cười nói, tươi cười giống như đuôi con bò cạp, khiến người ta không rét mà run. Mỹ Phụ vừa nói xong, ngay cả Thanh Long cũng khẽ nhíu mày, bắt đầu hiểu rõ vì sao Mỹ Phụ này có thể trở thành trưởng lão của Thanh Bang, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao lại nói tối độc phụ nhân tâm. Lưng mấy trưởng lão khác cũng ớn lạnh. Ánh mắt nhìn Mỹ Phụ thay đổi nhiều, tựa như đang nhìn xà vương lẻ cái lưỡi rắn màu đỏ tươi. Mấy đại thế lực cùng ra tay, trận pháp cấp cao, vũ khí tiên tiến, bắt cóc người Mạc gia, đều là những phương pháp võ giả thanh cao bọn họ không ngờ tới, vậy mà Mỹ Phụ này nghĩ ra được. May mà thủ đoạn như vậy không dùng lên người bọn họ, nếu không cho dù bọn họ có 10 cái mạng, cũng không đủ chết. Trận pháp cấp cao, vũ khí tiên tiến, phái người bắt cóc người Mạc gia thì dễ làm. Tụ tập mấy thế lực thì không dễ như vậy. Một trưởng lão trong đó nói. Thứ thần, Hắc Ám Giáo Đờ. Inh và thần điện luôn bất hòa, thậm chí vừa gặp mặt là ra tay, quan hệ giữa Thanh Bang bọn họ và thần điện cũng ở trạng thái rất căng thẳng, cho dù bọn họ chu toàn từ trong, tỷ lệ kéo được mấy thế lực cùng đối phó Mạc Phàm cũng không cao. Nếu là trước kia sẽ gần như không thể, nhưng lần này sao,
nếu Hắc Ám giáo đình trả lại vinh diệu quyền trượng cho thần điện, thứ thần trả lại thánh linh bảo thạch cho thần điện trả lại anh linh bị trấn áp trong chúng thần tháp cho thứ thần và Hắc Ám giáo đình, ông cảm thấy bọn họ sẽ cùng đối phó Mạc Phàm không? Mỹ Phụ giống như đã sớm chuẩn bị, nói. Vinh diệu quyền trượng và thánh linh bảo thạch đều là bảo vật quan trọng của thần điện, là do thứ thần và Hắc Ám giáo đình giết cao thủ thần điện đoạt được, thần điện giao đấu với thứ thần và Hắc Ám giáo đình nhiều lần, vẫn chưa lấy lại được. Thứ thần và Hắc Ám giáo đình từng đến gần chúng thần tháp ở chúng thần sơn, muốn phóng thích tiền bối anh linh bị thần điện trận áp. Thứ ba thế lực mong muốn đều ở tay đối phương, đều chưa lấy lại được, nếu có thể lấy về, chắc chắn ba thế lực sẽ hợp lực. Bỗng nhiên bây giờ bọn họ có thêm một kẻ địch chung, nếu bọn họ rằng coi như vậy, thì đợi Mạc Phàm diệt từng thế lực đi. Dựa vào mình Mạc Phàm, còn chưa đủ đâu. Bây giờ còn chưa đủ, nhưng đợi Mạc Phàm diệt Long Hoa Hội, diệt nhà Miyamoto, ông cảm thấy bọn họ còn ngồi yên sao? Mỹ Phụ ưỡn ngực, vô cùng tin tưởng nói. Không nhìn thấy diệt vong, rất nhiều thế lực sẽ không bỏ xuống tôn nghiêm của mình. Một khi nguy hiểm tới gần, mới biết trước đó ngu ngốc bao nhiêu, bắt đầu tìm biện pháp. Sao cô biết Mạc Phàm sẽ diệt Long Hoa Hội trước, rồi diệt nhà Miyamoto, không phải cô cấu kết với Mạc Phàm đấy chứ? Trưởng lão kia nghi ngờ nói. Tam ca, hay là chúng ta đánh cược, nếu kế tiếp Mạc Phàm không phải đến thủ đô Hoa Hạ, tôi sẽ mặc ông xử lý 3 năm, tư thế nào tôi cũng biết đó. Tam ca có dám đánh cược không? Mỹ Phụ hơi nhếch miệng, trong mắt đều là mị hoặc, khiêu khích nói. Những lời phân tích của cửu muội cũng không phải không có đạo lý, nếu Mạc Phàm không xử lý xong chuyện ở Hoa Hạ, sẽ không ra nước ngoài, Long Hoa Hội và nhà Miyamoto là trạm thứ nhất và trạm thứ hai, nếu mọi người không có ý kiến cứ dựa theo lời cửu muội nói đi. Thanh Long suy nghĩ một lát nói. Bang chủ, qua loa như vậy không ổn lắm. Đường Ngạo Khôn nhíu mày, bất mãn nói. Đại trưởng lão, ông có biện pháp tốt hơn không? Trong mắt Thanh Long chớp lóe ánh sáng lạnh. Nhìn Đường Ngạo Khôn hỏi. Không có. Đường Ngạo Khôn thấy ánh mắt Thanh Long sắc như dao, sắc mặt trắng bệch, do dự một lát liền lắc đầu. Vậy cửu muội, đại trưởng lão, hai người đến chúng thần sơn với tôi một chuyến, những người khác trước khi chưa nhận được tin tức của chúng tôi, gần đây đừng xuất hiện. Thanh Long ra lệnh. Dạ. Mọi người đáp, lo lắng ở trên mặt tán đi. Gợn sóng đảo qua Thanh Bang, tiếp tục tản về nơi khác. Trong một quán cà phê cao cấp ở châu Âu, mấy người thanh niên châu Âu mặc tây trang giá trị xa xỉ ngồi trong phòng VIP xa hoa. Các anh nhận được kết quả quyết đấu của Vạn Thiên Tuyệt và tiểu tử Hoa Hạ kia chưa? Một người đàn ông cao gầy trong đó lắc ly rượu vang đỏ nói. Chuyện này còn cần phải tìm hiểu sao, tiểu tử kia sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Một người đàn ông hơi mập ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Chuyện Mạc Phàm đại chiến với Vạn Thiên Tuyệt cho dù là ở châu Âu, đã lan truyền trong giới quý tộc từ lâu, chẳng qua còn chưa truyền ra kết quả. Vạn Thiên Tuyệt bế quan 10 năm, nhưng là cao thủ duy nhất mới tăng đến thần cảnh vài năm gần đây, cao thủ thần cảnh quyết chiến với phi thần cảnh, có thể không thấp thỏm chờ mong được sao? Xem ra các anh còn chưa biết kết quả quyết đấu. Người đàn ông cao gầy lắc ly rượu vang, thần bí nói. Thế nào, thiếu gia Godsen đã đạt được tin tức rồi à, tên tiểu tử kia đỡ được mấy chiêu của Vạn Thiên Tuyệt? Người đàn ông hơi mập cười hỏi. Tên tiểu tử kia đỡ được mấy chiêu của Vạn Thiên Tuyệt sao? Theo tôi được biết, Vạn Thiên Tuyệt bị một kiếm của tiểu tử Hoa Hạ chém chết. Người đàn ông cao gầy nói. Không có khả năng, Vạn Thiên Tuyệt là cường giả thần cảnh, sao có thể bị người ta giết bằng một kiếm, không phải anh đang đùa chúng tôi đấy chứ? Đối diện người đàn ông cao gầy, người đàn ông tóc đỏ khinh thường nói. Đã lâu rồi trên địa cầu không có cao thủ thần cảnh. Xuất hiện một cao thủ thần cảnh chắc chắn được người ta coi là thần linh, sao có thể bị người ta giết bằng một kiếm? Các anh tự mình xem đi. Người đàn ông cao gầy không giải thích, lấy điện thoại ra mở một video clip để lên bàn. Mấy người nhíu mày, đều nhìn chiếc điện thoại. Trong video clip đúng là cảnh Mạc Phàm chém một kiếm xuống, chỉ mười mấy giây là kết thúc, khiến tất cả mọi người trong phòng VIP không nói nên lời. Đây là video clip đại chiến của Vạn Thiên Tuyệt và Mạc Phàm Đông Hải sao? Rất lâu sau, bỗng nhiên người đàn ông tóc đỏ nghĩ đến gì đó, uống một ngụm rượu vang để an ủi, chậm rãi nói. Không sai. Người đàn ông cao gầy gật đầu. Sao có thể như vậy? Vẻ mặt người đàn ông hơi mập kinh ngạc, lắc đầu nói.
Cho dù có video clip làm chứng, ông ta cũng không thể tin được. Mạc đại sư Đông Hải kém bọn họ mấy tuổi, sao có thể lợi hại như vậy? Đây là kết quả mà người đại diện của gia tộc Gotsen chúng tôi ở Giang Nam Hoa Hạ vừa gửi tới, có tin hay không tùy các anh. Người đàn ông cao gầy nói. Khi nói chuyện, biểu cảm của anh ta cũng là khó có thể tiếp nhận. Khi mới xem video clip này, anh ta cũng không tin tưởng lắm, anh ta còn gọi điện đến Giang Nam, xác nhận lại tin tức này, kết quả anh ta nhận được giống hệt video clip, lần này không phải do anh ta không tin. Mạc Phàm này thật sự chỉ chưa tới 20 tuổi sao? Sắc mặt người đàn ông tóc đỏ vô cùng khó coi nói. Bọn họ đều là quý tộc châu Âu, đã là thiên tài trong thiên tài cùng thế hệ, nhưng so với Mạc Phàm đúng là kém không chỉ một chút. Khi anh ta chỉ là cao thủ tiên thiên, tiểu tử Hoa Hạ đã chém giết được thần cảnh. Tôi cũng không thể tin được, nhưng đây là sự thật, nếu các người không tin có thể hỏi người đại diện cho gia tộc mình ở Hoa Hạ, hỏi sẽ biết. Người đàn ông cũng không tức giận, nhấp một ngụm rượu nói. Tôi phải lập tức quay về, xác nhận tin tức này một phen. Sắc mặt đám người thay đổi, nhao nhao rời khỏi phòng VIP. Nếu thông tin này là thật, vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi, nên nhanh chóng xác nhận lại mới tốt, tránh dẫn tới tai họa không cần thiết. L. Úp nước ngoài gợn sóng mãnh liệt, trong trang viên Mạc gia, Mạc Phàm và lão gia tử Tần gia. Lạc Phi cùng với Tống Minh Huy ngồi dưới lương đình trong trang viên thưởng thức trà thơm, đám tiểu vũ chơi trốn tìm trong vườn hoa, tiếng vui đùa ầm ĩ truyền đến liên tục, hơi thở yên bình lan tỏa khắp trang viên. Mạc tiên sinh, đây là danh sách quà tặng xin lỗi của một số thế lực Giang Nam, cậu xem qua đi. Tống Minh Huy mỉm cười, lấy văn kiện đã chuẩn bị xong ra, đưa cho Mạc Phàm bằng hai tay. Mạc Phàm nhận lấy văn kiện nhìn thoáng qua, khẽ cau mày. Lông mày lập tức giãn ra, đặt văn kiện sang một bên. Phần lớn trong văn kiện này là chuyển một số tài sản, tập đoàn Triệu Thị nguyện ý tặng 10% cổ phần công ty, tập đoàn Đường Triều chuyển giao công ty kỳ kế tiếp cho Mạc gia. Ngoại trừ tài sản ra, cũng có một số lễ vật quý, ví dụ như biệt thự, máy bay tư nhân, vật phẩm xa xỉ, đồ cổ gì đó. Mấy thứ này cho dù ném trong đám nhà giàu Giang Nam, cũng có không ít người khó mà không động tâm. Dù sao những thứ như tiền bạc, có ai ngại nhiều. Nhưng ở trong mắt hắn, mấy thứ này không có ý nghĩa gì. Chuyện này ông xem rồi làm đi. Mạc Phàm bưng linh trà được gieo trồng trong động thiên lên, lạnh nhạt nói với Tống Minh Huy. Dạ, Mạc tiên sinh. Tống Minh Huy gật đầu. Nhưng lông mày lập tức nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Nhưng mà, Mạc Phàm cũng nhíu mày, chén trà để bên miệng hơi dừng lại. Sau đó tiếp tục nhấm nháp. Thế nào, Giang Nam còn người là địch với Mạc gia sao? Mạc Phàm bỏ chén trà xuống, hỏi. Chuyện này thì không có, chỉ có mấy thế lực là địch với Mạc kia lúc trước, không xin lỗi liền chạy về thủ đô. Tống Minh Huy nhìn Mạc Phàm, cẩn thận nói. Thủ đô. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén. Hắn từng nói chỉ cần xin lỗi Mạc gia, thì có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng vẫn có người cảm thấy Mạc gia dễ bắt nạt. Biết những thế lực này là ai không? Tôi đã điều tra xong rồi, mấy thế lực bỏ chạy về thủ đô đều thuộc Long Hoa Hội. Tống Minh Huy nói, Tần Lão Gia Tử và Lạc Phi đang dùng trà nghe thấy ba chữ Long Hoa Hội, động tác lập tức bị kiềm hãm, sắc mặt kỳ lạ. Hơn nữa theo tôi được biết, mấy thế lực này định nhận lỗi với Mạc tiên sinh, bỗng nhiên đạt được mệnh lệnh của Long Hoa Hội, một đám người mang theo già trẻ trốn đến thủ đô, Long Hoa Hội ra lệnh gì, tôi cũng không biết. Tống Minh Huy cảm thấy khó hiểu nói. Mạc Phàm giết Vạn Thiên Tuyệt, thực lực số một Hoa Hạ không thể nghi ngờ. Long Hoa Hội không chỉ không xin lỗi, còn ra lệnh cho thuộc hạ chạy trốn, ông ta thật sự không hiểu Long Hoa Hội muốn làm gì. Nếu tôi đoán không sai, Long Hoa Hội muốn Mạc Phàm đến thủ đô, làm chuyện như năm đó làm với Lâm Thiên Nam. Lạc Phi trầm giọng nói. Năm đó Lâm Thiên Nam đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, Long Hoa Hội liền mời Lâm Thiên Nam gia nhập. Cuối cùng vì hai phe không đàm phán thành công, cuối cùng Long Hoa Hội lựa chọn ra tay với Lâm Thiên Nam chật vật rời khỏi thủ đô, có thể nói đó là lần thất bại duy nhất của Lâm Thiên Nam. Lúc này Long Hoa Hội còn dám trêu chọc Mạc Phàm, chắc chắn là vì chuyện này. Nếu Mạc Phàm đồng ý gia nhập Long Hoa Hội thì không sao, không chịu thì Mạc Phàm khó có thể rời khỏi thủ đô. Hả? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lập tức mỉm cười.
hắn còn chưa đến thủ đô tìm Long Hoa Hội gây phiền phức, Long Hoa Hội đã khơi mào chiến hỏa trước. Lão gia tử, ông biết bao nhiêu về Long Hoa Hội? Mạc Phàm tự rót trà cho mình, thản nhiên hỏi. Ý của Lạc Phi rất rõ ràng, Long Hoa Hội muốn bắn chúng con chim đầu đàn. Thứ nhất là chèn ép danh tiếng của hắn, thứ hai là biểu lộ thực lực của Long Hoa Hội, vậy thì xem súng săn của Long Hoa Hội lợi hại đến mức nào. Tiểu tử, cậu thật sự muốn ầm ĩ với Long Hoa Hội tiếp sao? Lạc Phi cau mày nói, không phải tôi muốn ầm ĩ với Long Hoa Hội, là Long Hoa Hội muốn gây khó dễ cho tôi. Mạc Phàm bưng chén trà lên, khẽ thổi một cái nói. Ân oán của hắn và Long Hoa Hội từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đều do Long Hoa Hội tự mình khơi mào, hắn không thể mặc kệ được. Long Hoa Hội vốn gửi thiệp mời mời hắn tới thủ đô, bây giờ lại ép người ta rời đi không xin lỗi, hắn đã không có lý do không tới thủ đô. Tần Quỳnh và Lạc Phi nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ. Như vậy nói cho cậu hay, hai chúng tôi đều là tướng quân khai quốc, lập công trạng không kém bất luận người nào, nhưng thế lực của hai chúng tôi cộng lại, đều không vào được Long Hoa Hội. Tần Quỳnh hơi bất đắc dĩ nói. Không thể nào, tôi nghe nói Long Hoa Hội có mời hai vị gia nhập Long Hoa Hội mà. Tống Minh Huy cảm thấy khó hiểu nói. Tần Lão Gia Tử và Lạc Phi ở thời kỳ đỉnh cao, có thể nói là quyền thế ngập trời, binh lính cả Giang Nam đều phải nghe theo điều khiển của bọn họ. Ông ta còn nghe nói Long Hoa Hội có mời Tần Lão Gia Tử và Lạc Phi gia nhập Long Hoa Hội, sao có thể hai người cộng lại không đủ gia nhập Long Hoa Hội? Quả thật Long Hoa Hạ có mời hai chúng tôi gia nhập, nhưng mời chúng tôi trở thành Long Tướng của Long Hoa Hội. Lão Gia Tử Tần Quỳnh cười khổ nói. Thành viên của Long Hoa Hội chia làm vòng ngoài, vòng trong, trung tâm. Thành viên vòng ngoài đều là một số thanh niên tài tuấn, đệ tử đại thế gia. Những đại thế gia này, kém nhất cũng là thế gia thần bí viết trong lịch sử. Sau đó là vòng trong, phần lớn những người này là đệ tử vòng ngoài tấn chức, cũng có một số người có thiên phú được mời vào làm vòng trong, giống như Long Hoa Hội mời Lâm Thiên Nam lúc trước. Còn lại là thành viên trung tâm, gần như là đám người trong Long Hoa Hội từ lúc bắt đầu, đến nay không có ngoại lệ. Nếu Long Hoa Hội mời bọn họ làm một trong ba loại, cho dù là thành viên vòng ngoài, bọn họ cũng sẽ không từ chối. Nhưng Long Hoa Hội mời bọn họ gia nhập làm Long Tướng của Long Hoa Hội. Long Tướng tương đương với võ phu bảo vệ nhà cửa, đường đường là tướng quân khai quốc lại thành hộ viện của Long Hoa Hội, bọn họ đã từ chối không do dự. Long Tướng, Long Hoa Hội này cũng quá. Tống Minh Huy cao giọng nói được một nửa thì không nói nữa. Quả thật Long Hoa Hội có tư cách nói như vậy, dù sao Lâm Thiên Nam đều chỉ là đệ tử vòng trong, không vào được trung tâm. Mạc Phàm nhớn mày. Lông mày lập tức giãn ra. Khẩu khí của Long Hoa Hội lớn thật. Mạc Phàm uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói. Thân phận của Tần Quỳnh và Lạc Phi không tính là gì với hắn, nhưng như sấm bên tai đối với cả Hoa Hạ. Cho dù đứng ở đâu, đều như Thái Sơn. Đến Long Hoa Hội, thì chỉ là Long Tướng. Quả thật Long Hoa Hội rất lợi hại, đợi cậu đến thủ đô thì biết, thực lực của Long Hoa Hội tuyệt đối mấy đệ tử hạch tâm kia không đại biểu được. Lạc Phi thận trọng nói, phần lớn đệ tử vòng ngoài của Long Hoa Hội là đệ tử hạch tâm đời sau, đến bối cảnh bọn họ kiêu căng, ngang ngược là rất bình thường. Nhưng yêu cầu của Long Hoa Hội cao như vậy, sao bên trong đều là đám ô hợp được? Long Hoa Hội ở trong nhà giàu Hoa Hạ, giống như đệ tử thi vào trường Đại học Thanh Hoa, Bắc Đại. Chỉ cần có cơ hội, rất ít người sẽ từ chối. Vậy thì đi xem Long Hoa Hội lợi hại biết bao nhiêu. Mạc Phàm không chỉ không lo lắng, trái lại trong mắt chớp lóe tinh quang, nói. Nếu Long Hoa Hội cố ý dẫn hắn tới thủ đô, vậy thì tới thủ đô trả nợ ân tình của Dạ Tình, thuận tiện giải quyết chuyện này. Mạc tiên sinh, cậu thật sự phải làm vậy sao? Tần Quỳnh xác nhận lại. Có thể không trêu chọc Long Hoa Hội thì đừng trêu chọc tốt hơn, tuy Giang Nam là thành số lớn thứ hai của Hoa Hạ, quả thật là thành phố lớn thứ hai, nhưng có sự chênh lệch rất lớn với thủ đô. Bất luận là phương diện số lượng cường giả, hay là phương diện thực lực, Giang Nam đều không so sánh được. Không tới thủ đô không biết chức quan nhỏ, hay là không tới thủ đô không biết tu vi thấp. Bởi vì thủ đô không chỉ là thủ đô Hoa Hạ, còn là thủ đô tu sĩ. Nếu không sao Lâm Thiên Nam ở thủ đô tơi tả mà về. Mạc Phàm còn chưa trả lời, Tiểu Vũ chơi trò chơi với những người khác phong trần mệt mỏi chạy tới, đoạt lấy chén trà trong tay Mạc Phàm.
khóe miệng hơi nhếch lên mang theo tươi cười nghịch ngợm. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, trong mắt hiện lên cương chiều, vuốt mái tóc bị gió thổi loạn và kẹp tóc lại cho Tiểu Vũ. Uống chậm một chút. Tiểu Vũ thè lưỡi với Mạc Phàm, để chén trà xuống. Anh, trà này uống ngon thật, em muốn uống nữa. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trà này là linh trà gieo trồng trong động thiên, hắn thêm vào 36 loại linh dược, dùng phương thuốc bí truyền luyện chế, tên là Linh Vân Trà. Phương pháp bí truyền này là gia chủ Khương gia chế trà thế gia lớn nhất tu chân giới đưa cho hắn, vì cảm ơn hắn chữa trị cho tiểu công chúa Khương gia bị tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ kéo dài tuổi thọ tăng tu vi, không có bất luận tác dụng phụ gì, mùi vị cũng rất thơm ngon, rất được hoan nghênh ở tu chân giới. Một chén trà như vậy có thể bán được một khối linh thạch, nếu uống không ngon thì kỳ lạ rồi. Hắn cầm ấm trà rót cho Tiểu Vũ chén nữa, Tiểu Vũ cầm chén trà uống một ngụm thì dừng lại. Anh, mình chú Giang Thành đang ở ngoài cửa, nói là tìm anh có việc, muốn gặp anh một lần. Bỗng nhiên Tiểu Vũ nhớ tới một chuyện, liếm môi nói. Mình Giang Thành sao? Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Những lần Giang Thành đi đâu đều có mặt Long Nhược Tuyết, vậy mà lần này chỉ có mình Giang Thành. Hơn nữa thưởng phạt hoàn toàn có thể thông qua Ngọc Bội Thanh Long liên lạc với hắn, ông ta lại tự mình tới cửa. Em đi mời Giang Tư Lệnh vào giúp anh. Ý niệm hắn vừa động, một quang môn xuất hiện trước Lương Đình. Vậy đợi em quay lại, em muốn một túi Linh Vân Trà. Tiểu Vũ giơ một ngón tay ra, cười xấu xa nói. Anh cho em ba túi. Mạc Phàm nói. Thành giao. Tiểu Vũ làm mặt quỷ, uống hết chén trà còn thừa, lúc này mới để chén xuống, nhảy vào trong quang môn. Chỉ trong phút chốc, Giang Thành nắm tay Tiểu Vũ, đi vào từ quang môn. Anh, em đã mời chú Giang tới cho anh rồi, mời chú Giang ngồi, mời chú Giang dùng trà. Tiểu Vũ ngoan ngoãn kéo Giang Thành vào ghế, sau đó vươn tay về phía Mạc Phàm. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, lấy ba cái túi to ra. Tiểu Vũ mở một túi ra nhìn thoáng qua, xác nhận đúng là Linh Vân Trà lúc này mới rời đi, đám Mạc Phàm nhìn về phía Giang Thành. Giang Tư Lệnh, Long Nhược Tuyết đâu, sao lần này cô ấy không đi cùng ông? Mạc Phàm cười khẽ hỏi. Giang Thành nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Hôm nay tôi tới tìm cậu, là vì chuyện tiểu đội Thanh Long. Giang Thành, tiểu đội Thanh Long xảy ra chuyện gì sao? Tần Quỳnh Ân cần hỏi han, vẻ u ám lập tức xuất hiện trên không Lương Đình. Hửm, Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Gần đây hắn bận rộn xử lý chuyện Mạc gia, nên không để ý đến tiểu đội Thanh Long. Nhưng một ngày trước khi hắn quyết đấu với Vạn Thiên Tuyệt, Long Nhược Tuyết đi tìm Tống Minh Huy bảo chuyển lời giúp cô, bảo hắn từ bỏ quyết đấu với Vạn Thiên Tuyệt, vậy mà Long Nhược Tuyết xảy ra chuyện. Giang Tư Lệnh, khuya hôm trước tôi còn thấy Long cô nương và thành viên của tiểu đội Thanh Long, bọn họ xảy ra chuyện gì được? Tống Minh Huy cảm thấy khó hiểu nói. Tối hôm đó bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ, nên xảy ra chuyện. Giang Thành trầm giọng nói. Ấp ế ấp ề chẳng trách Long Nhược Tuyết không đợi tôi xuất quan liền rời đi. Lông mày Mạc Phàm giãn ra, lẩm bẩm. Với hiểu biết của hắn về Long Nhược Tuyết, cuộc quyết đấu kịch tính như thế, không có bóng dáng của Long Nhược Tuyết thì đúng là kỳ lạ. Nếu không phải có chuyện gì khẩn cấp, Long Nhược Tuyết sẽ không gấp như vậy. Lúc ấy hắn hoài nghi đám Long Nhược Tuyết đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì, ở nơi nào? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, hỏi. Tỏa Long Tỉnh ở thủ đô. Giang Thành nói. Giang Thành vừa nói xong, ngoại trừ Mạc Phàm ra, đám Tần Quỳnh đều lộ ra vẻ khẩn trương. Tỏa Long Tỉnh là cái giếng nổi tiếng ở thủ đô, nghe nói thời Minh Triều, sau khi Chu Đãi đoạt được ngôi vị hoàng đế liền yêu cầu đời đô đến Bắc Kinh, phái Diêu Nghiễm Hiếu mưu sĩ số 1, đại thừa sở trường Phật đạo Nho Tam ra đến Bắc Kinh xây thành. Ai biết Long Vương đến từ U Châu lao trong hải nhãn ra, ngự thủy muốn bao phủ thành Bắc Kinh, ngăn cản xây thành. Diêu Nghiễm Hiếu lấy 72 xích sắt tạo thành trận pháp, trấn áp Long Vương U Châu vào trong giếng. Lúc ấy Long Vương biết rõ không phải đối thủ của Diêu Nghiễm Hiếu, nên hỏi Diêu Nghiễm Hiếu khi nào mới thả nó ra ngoài. Diêu Nghiễm Hiếu nói cho Long Vương U Châu, khi nào cầu bên giếng đổi thành cựu thì nó sẽ được rời khỏi đó, cây cầu kia tên là Bắc Tân Kiều sẽ không đổi thành cựu Kiều, cho nên Long Vương vẫn bị giam bên trong tỏa Long Tỉnh. Hiện giờ thủ đô vẫn còn có một cây cầu tên là Tân Kiều, bên trong có rồng thật hay không ai biết.
nhưng nghe nói thời chiến tranh người Nhật Quốc từng có ý định kéo xích sắt trong giếng lên, kết quả không lâu sau trong giếng nước tỏa ra nước đen cuồn cuộn, mùi tanh hôi và tiếng ngựa hí truyền từ trong giếng ra, người Nhật Quốc vội vàng đậy kín tỏa long tỉnh lần nữa, cuối cùng không dám động vào miệng giếng. Miệng giếng này gặp chuyện không may, vậy thì không phải việc nhỏ, phải biết rằng đó là thành đứng đầu Hoa Hạ. Tỏa long tỉnh. Mạc Phàm nhướng mày. Kiếp trước, khi hắn quay về địa cầu từng tiến vào trong tỏa long tỉnh, tuy hắn không phát hiện ra rồng ở trong đó, nhưng cảm nhận được hơi thở của long tộc, hơn nữa trận pháp trong tỏa long tỉnh đúng là dùng để khóa rồng. Đúng vậy. Giang Thành gật đầu. Tỏa long tỉnh xảy ra chuyện gì, mà cần tiểu đội Thanh Long đi xử lý? Mạc Phàm tò mò hỏi. Có mấy xiềng xích bị chặt đứt, còn có người bị hút vào, hơn nữa Bắc Tân Kiều cũng bị người ta đổi thành Cựu Kiều, bởi vì Diêu Nghiễm Hiếu bố trí trận pháp này là Long Vương của tiểu đội Thanh Long Long Tổ trước đây, nên tôi phái bọn họ đi sửa lại tỏa long tỉnh. Giang Thành giải thích, thủ đô có nhiều tu sĩ, thế gia và môn phái như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể không cần quản chuyện này. Nhưng tỏa long tỉnh này do Long Tổ tạo ra, xảy ra chuyện thì cần bọn họ xử lý một phen. Những người khác đi vào rất có khả năng mất nhiều hơn được. Nghe lời Giang Thành nói, Tần Quỳnh, Lạc Phi, Tống Minh Huy hít vào một hơi khí lạnh. Diêu Nghiễm Hiếu là Long Vương của Long Tổ, tỏa Long Tỉnh là do Long Tổ dựng. Chuyện này không đơn giản như vậy phải không? Mạc Phàm nhíu mày, thản nhiên nói. Mấy trăm năm nay tỏa Long Tỉnh đều không sao, ngay trước khi hắn và Vạn Thiên Tuyệt quyết chiến thì đột nhiên đứt, Tân Kiều thì được người ta đổi thành Cựu Kiều, không phải là trùng hợp. Quả thật không phải trùng hợp, dựa theo tin tức tôi đạt được, đây hoàn toàn là cái bẫy. Giang Thành thản nhiên nói. Ai lớn mật như vậy, dám ra tay với Long Tổ? Lạc Phi cau mày nói. Không biết Long Tổ tồn tại bao lâu, thực lực thì không cần phải nói, vậy mà có người dám gây khó dễ cho Long Tổ. Giang Thành do dự một lát, mới nói ra bốn chữ. Âm gia thủ đô. Khi ông ta phái đám Long Nhược Tuyết đi, thì cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì ông ta không thể thoát thân khỏi nhiệm vụ khác, lúc này mới không đi cùng đám Long Nhược Tuyết. Đợi ông ta giải quyết xong nhiệm vụ của mình đến tỏa Long Tỉnh, đám Long Nhược Tuyết đã bị âm gia bắt hết, không rõ tung tích. Tỏa Long Tỉnh không bị đứt mấy xích sắt như tin tức bọn họ đạt được, Bắc Tân Kiều vẫn là Bắc Tân Kiều, không bị người ta đổi thành Cựu Kiều, xung quanh chỉ có đám âm gia đợi đã lâu. Bốn chữ này vừa vang lên, sắc mặt Tần Quỳnh, Lạc Phi và Tống Minh Huy lại thay đổi, trong mắt đều là kỳ lạ nhìn về phía Mạc Phàm, giống như chuyện bọn họ lo lắng nhất sắp xảy ra. Mạc Phàm cũng hơi nheo mắt, lộ ra vài phần bất ngờ. Không phải những người này đến vì âm long đấy chứ? Trước khi hắn rời khỏi Đông Hải, giết một người có thể sử dụng thái âm chi khí tên là âm long. Hắn có thể luyện hóa thái âm thần thạch, là nhờ kiện pháp khí trên người người này. Âm long này giết Long Vương trước đó anh trai của Long Nhược Tuyết, còn đả thương cô, vốn có liên quan đến tiểu đội Thanh Long. Hai bên đều họ âm, có khả năng có quan hệ. Đúng vậy, là âm gia này, nhưng âm gia này còn có một thân phận, một trong những thành viên nguyên thủy của Long Hoa Hội. Giang Thành giải thích, bọn họ từng hoài nghi là người nhà âm long, luôn không chứng thực được. Mãi đến khi ông ta thấy âm gia trong tỏa long tỉnh. Lúc này mới chắc chắn thân phận thật của âm long, âm vô long em trai ruột của âm vô thiên gia chủ âm gia, một người được ghi là đã chết. Vậy thì càng không kỳ lạ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ nói. Âm long bị giết đã 1-2 tháng rồi, âm gia đều không đến báo thù, trái lại lúc này mới tóm đám Long Nhược Tuyết. Nếu âm long là người của âm gia, mà âm gia lại là thành viên nguyên thủy của Long Hoa Hội, mọi chuyện rõ hơn rồi. Xem ra vẫn là nhằm về phía tôi, âm gia nói thế nào mới bằng lòng thả đám Long Nhược Tuyết. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Nếu Giang Thành đến đây, chắc chắn đã gặp người âm gia. Bảo cậu đến thủ đô, trả thái âm thần thạch và kiện pháp khí của âm long, nếu không. Giang Thành nói một nửa thì dừng lại. Nếu không thì thế nào? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Bọn họ sẽ ném đám Nhược Tuyết vào trong hải nhãn ở tỏa Long Tỉnh. Giang Thành nhíu mày nói. Âm vô thiên này cũng quá khinh người quá đáng rồi. Lạc Phi vỗ bàn, tức giận nói. Long Tổ luôn không tranh sự đời, một lòng bảo vệ đám người Hoa Hạ, vậy mà âm vô thiên bắt thành viên của Long Tổ để áp chế. Tần Quỳnh và Tống Minh Huy không nói gì thêm, trên mặt cũng có vài phần tức giận. Mạc Phàm nheo mắt,
sắc bén tùy ý mà ra, rời mắt nhìn Tần Quỳnh. Lão gia tử, bây giờ ông còn cảm thấy tôi đừng nên đến thủ đô gặp mặt đám Long Hoa hội hay không? Mạc Phàm giống như đáp không phải hỏi nói. Chuyện Âu Dương Minh Nhật bị giết, hắn có thể đến Long Hoa hội giải quyết. Long Hoa hội phái mấy thành viên vòng ngoài tới cửa khiêu khích, hắn cũng có thể không để ý tới, dù sao lão hổ ít khi để ý tới đám côn trùng kêu ong ong quanh tai mình. Nhưng Long Hoa hội khiến thế lực đối nghịch Mạc gia không xin lỗi liền rời đi, còn bắt tiểu đội Thanh Long. Hắn còn chưa tới thủ đô, Long Hoa hạ đã khiêu khích liên tục, bọn họ nghĩ hắn không tức giận sao? Chuyện này, Tần Quỳnh cau mày, im lặng không nói. Mạc tiên sinh, cậu định đi gặp Long Hoa hội một lần sao? Giang Thành nhướng mày, nghi ngờ hỏi. Lần này ông ta đến tìm Mạc Phàm, là hy vọng Mạc Phàm ra mặt cứu đám Long Nhược Tuyết. Nhưng ông ta không rõ cuộc nói chuyện lúc trước của đám Mạc Phàm, cho nên không biết Mạc Phàm muốn đến thủ đô. Không sai. Mạc Phàm gật đầu, lấy thiệp mời Long Hoa hội đưa cho hắn ra, đưa cho Giang Thành. Giang Thành nhìn thoáng qua thiệp mời, trong chớp mắt hiểu rõ tình huống, hóa ra là như vậy. Trước đó Mạc Phàm giết Âu Dương Minh Nhật, nếu Long Hoa hội mặc kệ, vậy không phải phong cách của Long Hoa hội. Đi xem Long Hoa hội có thể làm gì tôi, âm gia định ném tiểu đội Thanh Long vào trong hải nhãn thế nào. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nói. Tiểu tử, nếu cậu đi đến thủ đô, nhất định không được coi thường bốn người Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử. Lạc Phi do dự một lát, nhắc nhở. Long Hoa hội bắt nạt trên đầu Mạc Phàm, muốn ngăn cản Mạc Phàm là chuyện gần như không có khả năng, ông ta chỉ có thể nhắc nhở những chuyện cần chú ý cho Mạc Phàm. Nhắc tới bốn người này, đám Giang Thành hơi nhíu mày. Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử sao? Mạc Phàm nhướng mày. Hắn từng thấy Dạ Vô Nhai một lần, cha của Dạ Tình, lúc đó hắn cảm thấy Dạ Vô Nhai là người có khẩu khí lớn, vô cùng bất phàm. Đương nhiên chuyện này là vì lúc đó hắn là người bình thường. Dạ Vô Nhai hiện giờ không chỉ khẩu khí hơn trời, có thể lọt vào mắt hắn hay không còn chưa chắc. Còn ba người kia, hắn đều nghe nói đến lần đầu. Không sai, bốn người này hợp lực lại, gần như không có chuyện gì bọn họ không làm được. Năm đó Lâm Thiên Nam gặp khó khăn ở thủ đô, đó là vì bốn người cùng ra tay. Lạc Phi giải thích. Hửm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra vẻ bất ngờ. Đến nay hắn chưa từng thấy Lâm Thiên Nam, nhưng nếu Vạn Thiên Tuyệt không phải đối thủ của Lâm Thiên Nam, chắc chắn Lâm Thiên Nam hiện giờ không kém Vạn Thiên Tuyệt. Đám Dạ Vô Nhai cùng ra tay, vậy mà khiến Lâm Thiên Nam chật vật rời khỏi thủ đô. Bốn người này có điểm gì lợi hại sao? Mạc Phàm hỏi. Dù sao còn thời gian, biết thêm Long Hoa hội đáng sợ thế nào cũng không phải không thể được. Để tôi nói chuyện này cho. Giang Thành bỏ chén trà xuống nói. Long Tổ hiểu biết về Long Hoa hội hơn những người khác một chút, ông ta nói hẳn là thích hợp hơn nhiều. Mạc Phàm gật đầu, khẽ đáp lại. Trước khi Mạc Phàm chưa quật khởi, Dạ Vô Nhai vẫn đứng thứ ba hắc bảng, thực lực mạnh thì không cần phải nói. Âm Vô Thiên không có trên hắc bảng, nhưng cả âm gia thế gia ngàn năm ngoại trừ Âm Long bị Mạc Phàm giết, không có ai ở trên hắc bảng. Theo tin tức Long Tổ bọn họ đạt được, thực lực của Âm Vô Thiên không kém Dạ Vô Nhai. Hơn nữa Dạ gia có quan hệ rất sâu với âm gia, là hai vị huynh đệ chia tách ra trong truyền thuyết, công pháp tổ truyền của Dạ gia và âm gia có thể bổ trợ cho nhau. Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên cùng ra tay, uy lực sẽ tăng gấp bội. Còn Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử, hai người một người được xưng là thần y số một thủ đô, một người được xưng là trận pháp số một thủ đô, hai người khiêm tốn hơn Âm Vô Thiên. Nhưng nghe nói Lâm Thiên Nam có thể bị đuổi khỏi thủ đô, phần lớn công lao là nhờ Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử. Tuy điểm này không đủ nói lên tu vi của hai người cao bao nhiêu, nhưng có thể thấy rõ hai người rất đáng sợ. Thần y số một thủ đô, pháp sư số một, hai người đúng là đủ khiêm tốn, chẳng trách Lâm Thiên Nam bị thua ở thủ đô. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt nói. Số một thủ đô đặt ở trên người người bình thường, chắc chắn có vô số người coi là chân bảo. Nhưng dù sao Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử cũng là thành viên trung tâm của Long Hoa Hội, chỉ là số một thủ đô, còn chưa leo lên đến số một hoa hạ. Với thân phận của hai bọn họ, muốn số một hoa hạ rất đơn giản. Chỉ là một câu chuyện mà thôi, hai người lại chỉ có tên tuổi nhỏ. Đáng sợ nhất không phải là những người giễu võ dương oai,
mà là người che giấu như Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử. Đúng vậy, Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên phòng ngự, hai người Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử thì càng nên cẩn thận. Giang Thành nói rất chắc chắn. Long Hoa Hội chỉ có 4 cao thủ này, hẳn là không chỉ vậy. Mạc Phàm gật đầu, tiếp tục hỏi. Cánh cửa của Long Hoa Hội cao như vậy, ngay cả Tần Quỳnh và Lạc Phi đều chỉ là Long Tướng, nếu chỉ có 4 người này thì đúng là không xứng với danh. Trên mặt Giang Thành hiện lên vẻ kỳ lạ, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Quả thật Long Hoa Hội không chỉ có 4 người này, ngoại trừ 4 người này ra, còn có một số người cậu cũng phải cẩn thận, nếu năm đó Long Hoa Hội phái đám người này, có khả năng Lâm Thiên Nam đã không tồn tại. Giang Thành cẩn thận nói. Ông ta mới nói câu này xong, vẻ mặt đám Tần Quỳnh lập tức ngẩn ra, sắc mặt thay đổi. 4 người Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y, Huyền Linh Tử đã đủ đáng sợ, vậy mà Long Hoa Hội còn có lực lượng giết Lâm Thiên Nam. Ông trời của tôi, sao lại có chuyện này được? Tống Minh Huy khó mà tin nói. Phải biết rằng Lâm Thiên Nam là cao thủ số một Hoa Hạ, có rất nhiều lời đồn về Lâm Thiên Nam, đánh bại Vạn Thiên Tuyệt chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ bé. Năm 1998, mấy giao xà ngàn năm tu luyện trong núi rừng muốn mượn mưa sông lên Long Môn, lại gây sóng gió nhấc lên Hồng Thủy, bao phủ Hoa Hạ hơn phân nửa. Mình Lâm Thiên Nam chém dụng mấy giao xà ngàn năm, mới dẹp được cơn Hồng Thủy. Năm 2000, vùng biên giới đại loạn, quân địch còn mời được tà thần nước mình giúp đỡ. Mình Lâm Thiên Nam xuất ẩn trong mưa bom bão đạn, không chỉ dựa vào thực lực bản thân giết hết quân địch, còn giết luôn cả tà thần giúp đỡ kia. Năm 2002, thần điện Hoa Hạ hàng lâm 3 thiên sứ, mỗi thiên sứ đều có thực lực thần cảnh, 3 thiên sứ này xuất hiện chưa được 30 phút từ lúc hàng lâm đến khi biến mất, mà người làm những chuyện này là Lâm Thiên Nam tới đúng lúc. C. Huyện như vậy, gần như là vô số kể. Năm đó Lâm Thiên Nam có được thực lực cỡ này, vậy mà Long Hoa Hội có được lực lượng giết Lâm Thiên Nam, nếu những lời này không phải từ miệng Giang Thành thốt ra, chắc chắn ông ta sẽ không tin là thật. Lực lượng gì mà khủng bố như vậy, ngay cả Lâm Thiên Nam cũng giết được. Lạc Phi ngạc nhiên hỏi. Diệt thần. Giang Thành nói. Rõ ràng chỉ có 2 chữ, nhưng sắc mặt đám Lạc Phi ở trong Lương Đình đều vô cùng khó coi. Trong Lương Đình vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy được tiếng tim đập thình thịch. Rất lâu sau, Lạc Phi thở ra một hơi khí lạnh, trên gương mặt già nua vẫn là khó mà tin được, giống như không thể tin vào lỗ tai mình. Tần Quỳnh bưng chén trà lên, uống liên tục vài ngụm, trên mặt vẫn trắng xanh. Tống Minh Huy muốn cầm lấy ấm trà vài lần, nhưng hai tay không ngừng run rẩy, ông ta không thể cầm nổi. Diệt thần, thế lực này thật sự tồn tại sao? Lạc Phi khó mà tin nói. Trái lại ông ta có biết chút chuyện liên quan đến diệt thần, chẳng qua không thể chắc chắn diệt thần có tồn tại hay không. Thật sự tồn tại. Giang Thành gật đầu liên tục. Tuy ông ta cũng không hy vọng như vậy, nhưng đây là chuyện thực không thể tránh khỏi. Chuyện này. Đám Lạc Phi lập tức không thể bình tĩnh, đều nhìn về phía Mạc Phàm. Nếu chỉ là đám Dạ Vô Nhai, Mạc Phàm đến thủ đô sẽ không có vấn đề gì. Mạc Phàm giết Vạn Thiên Tuyệt, thực lực không cần nghi ngờ, nhưng nếu diệt thần thật sự do Long Hoa Hội nắm trong tay, vậy Mạc Phàm đến thủ đô không khác gì chịu chết. Mạc Phàm nhìn biểu cảm của 3 người, nhíu mày. Diệt thần mà mọi người nói là. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Kiếp trước hắn không tới được mức cao này, không rõ lắm về diệt thần khiến mọi người nghe xong thay đổi sắc mặt, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Nhưng nhìn biểu cảm của 3 người. Chắc chắn diệt thần này không tầm thường. Nói một cách chính xác diệt thần này do 81 chiến sĩ tạo thành một chiến đội, như bộ đội đặc chủng các quốc gia, chẳng qua bộ đội đặc chủng do người thường luyện ra, 81 chiến sĩ diệt thần đi từ trong sách ra. Giang Thành giải thích, chiến sĩ đi từ trong sách ra sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra vẻ nghi ngờ. Trong những pháp thuật hắn biết, có không ít triệu hoán lực sĩ kim giáp, thần tướng, thần vương. Triệu hồi chiến sĩ từ trong sách ra cũng không phải không thể được. Đa số cao thủ tu chân, nho đạo đều muốn dựa vào sức lực mình phong ấn một số linh thú, chiến sĩ vào trong sách, đợi khi cần dùng lại lấy ra sẽ tiện hơn. Cho nên chiến sĩ đi ra từ trong sách không lạ gì với hắn, hắn chỉ quan tâm diệt thần đáng sợ đến mức nào. Không sai. Giang Thành gật đầu, nói tiếp. Long Hoa Hội vốn không đáng sợ như bây giờ, nhưng 40 năm trước, 3 khối thiên thạch rơi xuống biên giới Hoa Hạ,
cuối cùng ba khối thiên thạch này được Long Hoa Hội tìm thấy. Long Hoa Hội đạt được ba bản sách trong ba khối thiên thạch kia, theo thứ tự là Thiên Thư, Địa Thư và Nhân Thư. Dựa theo phương pháp ghi lại trên thiên thạch, cấp cao Long Hoa Hội phế đi sức của chín châu hai hổ mới mở được ba quyển sách này ra. Trong chớp mắt khi ba quyển sách mở ra, 81 thành viên của Long Hoa Hội bị hút vào trong sách. Khi 81 người này xuất hiện lại thì có được sức mạnh chiến sĩ ba giới thiên địa nhân, còn hoàn toàn không sợ tử vong. Bên này có người tử vong, chỉ cần một người bình thường tiến vào trong sách, lập tức sẽ có thành viên mới bổ sung cho diệt thần. Long Hoa Hội nắm giữ diệt thần, thì giết một cao thủ thần cảnh ở Hoa Hạ, còn liên tục giết cao thủ thần cảnh xung quanh Hoa Hạ nữa. Phàm là cao thủ thần cảnh mà diệt thần để mắt tới, không có một ai sống sót. Chính vì nguyên nhân này, thế lực của Long Hoa Hội càng lúc càng lớn, thế cho nên cả Hoa Hạ gần như không ai có thể địch nổi. Ngay cả Lâm Thiên Nam sau khi không đồng ý, dứt khoát rời khỏi thủ đô, đến nay chưa từng bước vào thủ đô. Tam thư thiên địa nhân từ trên trời giáng xuống sao? Mạc Phàm khẽ nhướng mày, lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong sách có 81 chiến sĩ đi ra, chuyện này thì không có gì, không hề hiếm lạ, với thực lực của hắn hiện giờ hoàn toàn có thể viết một quyển sách, phong ấn một số anh linh vào bên trong, tác dụng cũng giống như tam thư thiên địa nhân. Nhưng chỉ sợ ba quyển sách này không đơn giản như vậy. Ông từng thấy ba quyển sách này chưa? Mạc Phàm hỏi. Giang Thành lắc đầu, ba quyển sách có thể khiến Long Hoa Hội hưng thịnh, không có đám Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên Long Hoa Hội vẫn là Long Hoa Hội, không có ba quyển sách này thì Long Hoa Hội không có gì đáng sợ. Tôi chưa từng thấy, chỉ là... Giang Thành nói một nửa thì dừng lại. Chỉ là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Nghe nói ba quyển sách này không phải thứ trên địa cầu, là do Long Hoa Hội triệu hoán từ ngoại giới đến, không phải tình cờ được Long Hoa Hội tìm thấy, tôi đoán Long Hoa Hội này có bối cảnh khác. Giang Thành nhíu mày, nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Tam thư thiên địa nhân của Long Hoa Hội, bọn họ đã phái người điều tra một thời gian dài, cuối cùng mới đưa ra được kết luận tương đối hợp lý. Chuyện thiên thạch từ trên trời giáng xuống lớn như vậy, rất khó né tránh ánh mắt những người khác. Nếu không phải Long Hoa Hội tự mình triệu hoán ba quyển sách này, sao ba quyển sách này đều rơi vào tay Long Hoa Hội? Mạc Phàm khẽ nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Trái lại ba bản Thiên Thư, Địa Thư, Nhân Thư có ở tu chân giới, là ba bản điển tịch của Thánh Môn Nho Gia Tông Phái, có ghi lại về thiên đạo và nhân đạo luân thường. Hắn từng đọc qua ba quyển sách này rồi, quả thật xứng là Nho Gia Thánh Điển, bên trong bao gồm một số đại đạo hiếm có. Mỗi người đọc ba quyển sách này đều có thể đạt được vài thứ bên trong. Không biết ba quyển sách Long Hoa Hội đạt được, có giống quyển hắn từng đọc không? Nếu thật sự là ba quyển này, vậy thì... Tôi đã biết. Mạc Phàm suy nghĩ một lát, nói. Nếu Mạc Tiên Sinh thấy Long Hoa Hội tế ba quyển sách kia, cần phải lập tức rời đi, tuy Long Hoa Hội có thế lực lớn mạnh, cũng sẽ không quá ầm ĩ với Long Tổ, hơn nữa không cần ra tay với Long Hoa Hội, thì đừng ra tay tốt hơn. Giang Thành dặn dò. Chắc chắn Mạc Phàm đã đến thần cảnh, nhưng diệt thần đi từ trong ba quyển sách này ra, chuyên sinh ra vì diệt thần. Hoa Hạ và quốc gia xung quanh không có cao thủ thần cảnh, có công lao rất lớn của diệt thần. Lâm Thiên Nam thấy Long Hoa Hội tế tam thư, gần như không do dự lựa chọn rời đi. Cho nên nếu Mạc Phàm muốn tới thủ đô, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Cảm ơn Giang Tư lệnh đã nhắc nhở, tôi tự có chừng mực. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long Hoa Hội khiêu khích nhiều lần, nếu Long Hoa Hội đồng ý xin lỗi, có lẽ hắn sẽ không ra tay với Long Hoa Hội, nếu không thì. Mạc Tiên Sinh định khi nào tới thủ đô? Giang Thành thấy biểu cảm khinh thường của Mạc Phàm, lông mày hơi nhíu lại, nói. Ngày mai, Mạc Phàm nói. Hắn vốn định để Long Hoa Hội diệt cuối cùng, đến nhà Miyamoto Nhật Quốc trước. Nếu Long Hoa Hội chọn gây rối trước, vậy thì bắt đầu từ Long Hoa Hội trước. Tôi đi cùng với cậu. Giang Thành hỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm không để thần diệt vào mắt, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện tốt, có ông ta còn có thể nhắc nhở một phen. Không cần, lần này Long Hoa Hội nhằm về tôi đi một mình được rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trường của Tiểu Kiệt ở ngay thủ đô, tôi bảo thằng bé đến sân bay đón cậu nhé. Tần Quỳnh xen miệng vào hỏi. Có thể. Mạc Phàm gật đầu, lần này không từ chối. Mấy người ngồi thêm một lát, lúc này mới tản ra.
Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía thủ đô, trong mắt chớp lóe tinh quang, mấy chữ thốt ra từ miệng hắn. Không biết Long Hoa hội mạnh như thế nào. Mạc Phàm đứng yên trong lương đình một lát, ngồi dưới lương đình một lát, bỗng nhiên lông mày hắn nhíu lại, để chén trà xuống. Hắn vừa để chén trà xuống, trận linh hộ trang đại trận đang chơi đùa với đám tiểu vũ xuất hiện. Chủ nhân, bên ngoài có mấy người xấu tới thăm. Ta đã biết, ngươi tiếp tục chơi với bọn họ đi, ta ra ngoài một chuyến. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dạ, chủ nhân. Trận linh cung kính cúi đầu với Mạc Phàm, quay về bên cạnh đám tiểu vũ lần nữa. Mạc Phàm vừa đứng dậy liền biến mất trong lương đình, xuất hiện trước cửa trang viên Mạc gia. Chỗ cửa có mấy chiếc limousine đang đỗ. Xe kém nhất trong đó cũng là Porsche 918 và Bugatti Veyron. Chiếc xe phát ra âm thanh rầm rầm, giống như kêu theo nhịp. Phía trước xe sang, đám Lam Phi vòng hai tay quanh ngực, đứng dựa vào thân xe. Mấy người nhìn thấy Mạc Phàm, lông mày đều nhíu lại, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Mạc Phàm đoạt bí cảnh, khiến bọn họ không thể tiếp nhận lễ rửa tội, còn khiến bọn họ quỳ ba ngày, nếu bọn họ gặp Mạc Phàm mà còn cười được thì đúng là kỳ lạ. Mạc Tiên, chúc mừng cậu, vậy mà cậu đánh bại được Vạn Thiên Tuyệt. Lam Phi không nóng không lạnh nói, trên mặt không có chút ý chúc mừng nào. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Long Hoa Hội đúng là Long Hoa Hội, lúc này Long Hoa Hội còn phái người đến. Có chuyện gì, nói đi, cho các anh một phút. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đám Lam Phi cũng không tức giận, trái lại còn cười nham hiểm, Mạc Tiên Sinh đánh bại Vạn Thiên Tuyệt. Hiện giờ đã vang danh thiên hạ, khi nào cậu mới đến Long Hoa Hội thủ đô chúng tôi đây? Lam Phi hỏi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Lam Phi một cái, lắc đầu cười. Tin tức Long Hoa Hội bắt Long Nhược Tuyết vừa tới, Long Hoa Hội lại tới khiêu khích nữa, xem ra Long Hoa Hội chuẩn bị rất đầy đủ, gấp như vậy à? Các anh tới đây là hỏi chuyện này sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Không sai, chúng tôi mới nhận được tin tức. Tối qua bệnh của Dạ đại tiểu thư lại nghiêm trọng hơn, nếu Mạc tiên sinh đi muộn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của Dạ đại tiểu thư chúng tôi, cho nên. Lam Phi cười như không cười nói, biểu cảm giả nhân giả nghĩa. Anh ta không biết Mạc Phàm có quan hệ gì với Dạ Tình, nhưng lần đầu tiên Mạc Phàm nghe thấy tên Dạ Tình, trong mắt có chút dị thường khó mà phát hiện ra được, không nói đến chuyện này, Mạc Phàm còn tặng một phương thuốc cho Dạ Tình nữa. Không thân chẳng quen. Mạc Phàm đường đường là Mạc Đại Sư Đông Hải sao có thể tốt bụng như thế? Cho nên chắc chắn Mạc Phàm và Dạ Tình có mở ám gì mà anh ta không biết. Nếu như vậy, Mạc Phàm không muốn đến thủ đô, nghe thấy Dạ Tình phát bệnh cũng sẽ đi theo bọn họ. Bệnh của Dạ Tình tái phát sao? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Đúng vậy, ngày tối qua, hy vọng Mạc tiên sinh cho chúng tôi thời gian, để Dạ đại tiểu thư chúng tôi có thêm hy vọng, Dạ đại tiểu thư chúng tôi phục dùng phương thuốc của cậu. Quả thật dùng rất được, cho nên mong Mạc tiên sinh nhanh chóng khởi hành, chữa bệnh cho Dạ đại tiểu thư chúng tôi. Lam Phi nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười nói. Anh chắc chắn anh đang nói thật đấy chứ. Nghe Lam Phi nói, lông mày Mạc Phàm giãn ra, trong mắt lóe lên chút ánh sáng lạnh, xác nhận lại. Mạc tiên sinh, nếu là trước đây có lẽ tôi còn nói dối, bây giờ tôi đâu dám lừa cậu. Lam Phi cười nói. Bây giờ Mạc tiên sinh là người giết chết Vạn Thiên Tuyệt. Lừa cậu không khác gì muốn chết. Nguyên Cẩn âm dương quái khí nói, giống như những lời hai người nói đều là thật. Vậy sao, muốn biết phương thuốc của tôi có tác dụng hay không, ít nhất phải sau một ngày phục dùng, anh lại nói cho tôi biết đã có tác dụng, anh nói xem bây giờ tôi để các anh xin lỗi, hay trực tiếp giết các anh đây. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, khí lạnh bao phủ lên người đám Lam Phi. Bệnh của Dạ Tình cho dù là ở tu chân giới cũng rất khó chơi. Những thứ thuốc khác Dạ Tình uống suốt đời cũng không có tác dụng. Cho dù là thuốc hắn kê đơn, cũng phải cần một hai ngày mới khá hơn. Vậy mà Lam Phi nói với hắn bệnh của Dạ Tình đã thấy tác dụng, anh ta nghĩ hắn là đứa bé 3 tuổi sao? Nếu đám Lam Phi chỉ tới khiêu khích, hắn sẽ không để ý tới. Long Hoa Hạ luôn khiêu khích mãi, đến bây giờ đã nhiều lắm rồi. Nhưng đám Lam Phi dám lấy Dạ Tình ra nói, đúng là đáng chết. Sắc mặt đám Lam Phi thay đổi, trong chớp mắt một tầng hàn băng xuất hiện trên xe đám người. Răng rác, kính chắn gió của một chiếc xe thủy tinh vỡ nát, ngay sau đó thủy tinh của những chiếc xe khác cũng vỡ theo. Hàn băng như thủy triều lan tràn khắp người đám Lam Phi.
Mạc tiên sinh, chúng tôi chỉ muốn biết chừng nào cậu tới thủ đô, cậu nhất định phải ra tay như vậy sao? Lam Phi liếc mắt nhìn Hàn Băng đánh tới, vội vàng kêu lên. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, luồng không khí cách đám Lam Phi ba ngón tay thì dừng lại. Bây giờ Dạ Tình còn phát bệnh hay không? Đám Lam Phi thở phào nhẹ nhõm, gương mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Nếu không phải Mạc Phàm dừng tay, rất có khả năng bọn họ sẽ như thủy tinh trên xe, bị nứt thành mảnh nhỏ. Lam Phi nhìn chằm chằm Mạc Phàm như hổ rình mồi, không dám có chút đùa giỡn nào nữa. Bọn họ nhận được tin Long Hoa Hội ra tay với Mạc Phàm, quả thật vừa rồi bọn họ hơi sốt ruột. Đợi Mạc Phàm đến thủ đô rồi thu thập Mạc Phàm tiếp, hoàn toàn không xảy ra chuyện như vừa rồi. Một lúc lâu sau anh ta mới mở miệng. Không có. Muốn biết khi nào tôi đi, tôi có thể nói cho các anh, ngày mai tôi sẽ xuất phát đến thủ đô trước, nói cho đám Dạ Vô Nhai biết, đợi đó. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngày mai, đúng lúc ngày mai chúng tôi cũng phải về thủ đô, máy bay tư nhân đều đã chuẩn bị xong rồi, hay là Mạc tiên sinh đi cùng chúng tôi một đoạn nhé? Trong mắt Lam Phi chớp lóe ánh sáng lạnh, lạnh giọng hỏi. Ngày mai tôi sẽ tự mình đi, còn các anh không cần quay về nữa, ở Yên Giang Nam đi. Mạc Phàm chà sát ngón tay, mấy ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn, trong chớp mắt biến mất vào trong mi tâm đám Lam Phi. Sắc mặt đám Lam Phi thay đổi, vội vàng kiểm tra cơ thể mình. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Lam Phi kìm nén lửa giận, cố gắng nói. Cho dù dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng biết đốm lửa của Mạc Phàm không phải thứ tốt gì, rất có khả năng sẽ lấy đi tính mạng của bọn họ. Các người cứ ngốc ở Giang Nam đi, thuận tiện nói cho Âm Vô Tình, nếu người của tiểu đội Thanh Long thiếu nửa sợi tóc, tôi sẽ diệt nhất tộc các người. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, nói. Long Hoa Hội bắt đám Long Nhược Tuyết, còn dám bảo đám Lam Phi tới cửa khiêu khích, bọn họ nghĩ rằng hắn không dám ra tay với Long Hoa Hội sao? Nếu đám Lam Phi đến đây, vậy thì ở lại đây đi. Khi hắn ở cảnh giới trúc cơ có thể dùng hỏa thiêu nhất mạch hoàng gia, hiện giờ thi triển loại pháp thuật đó càng như chuyện chỉ cần một ý niệm trong đầu. Cái gì? Trong chớp mắt sắc mặt đám Lam Phi khó coi. Mạc Phàm, cậu, các người có thể cút, muốn rời khỏi Giang Nam, có thể lấy mạng mình thử một lần. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong hắn xoay người đi vào trong trang viên, để đám Lam Phi chết đứng tại chỗ. Hoàng gia bị diệt thế nào, người khác không biết nhưng không trốn thoát khỏi mắt Long Hoa Hội bọn họ. Có ai ngờ Mạc Phàm lại bắn ngọn lửa diệt Hoàng gia vào trong cơ thể bọn họ. Chuyện này, nói như vậy, không chỉ sống chết của bọn họ do Mạc Phàm nắm trong tay, sống chết của mỗi người trong gia tộc bọn họ cũng ở tay Mạc Phàm. Mặt đám người không còn chút máu, hối hận muốn chết. Sớm biết sẽ như vậy, cho dù đánh chết bọn họ cũng không gây sự với Mạc Phàm. Lam Phi, chúng ta làm sao bây giờ, đợi ở Giang Nam sao? Trên mặt Nguyên Cẩn tràn đầy lo lắng hỏi. Rời khỏi nơi này trước. Lam Phi nhìn chằm chằm phương hướng Mạc Phàm biến mất, quả đấm nắm chặt lại, toàn thân tức đến mức phát run, nghiến răng nói ra mấy chữ. Một đám người đi lên xe vỡ nát cửa sổ, lái ô tô rời đi. Sau đó không lâu, mấy chiếc xe dừng trên đường nhỏ không người. Dầm một tiếng, cửa xe của Lam Phi bay ra ngoài, rơi xuống phía xa. Anh ta ra khỏi xe, cũng không nói gì, một quyền đánh lên phía trước xe. Một quyền lại nhanh chóng đánh lên xe tiếp, từng dòng khói trắng tỏa ra. Chiếc xe sang giá trị ngàn vạn thành đồ bỏ đi trong chớp mắt. Những người khác nhìn Lam Phi phát cuồng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự một lát hai người đi lên kéo Lam Phi ra. Cứ tiếp tục như vậy, không đợi bọn họ bị ngọn lửa trong cơ thể Mạc Phàm giết chết, đã bị xe của Lam Phi nổ mạnh mà chết rồi. Lam Phi bị người ta kéo ra, lúc này mới hết giận vẫy vẫy tay, lấy một bao thuốc lá trong túi ra, trong mắt chậm rãi xuất hiện tỉnh táo. Lam Phi, chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức nói cho hội trưởng Dạ, ngày mai Mạc Phàm sẽ tới thủ đô, ngoài ra nói cho mọi người, nhất định không được làm đám phế vật tiểu đội Thanh Long bị thương. Lam Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Ố ế ế ế vậy mà Mạc Phàm dám gieo thứ khủng bố như vậy vào cơ thể bọn họ, còn đáng sợ hơn trực tiếp giết bọn họ. Nhất định không thể để Âm Vô Thiên ra tay với đám phế vật tiểu đội Thanh Long, tiểu đội Thanh Long có thể so được với người Long Hoa Hội như bọn họ sao? Với hiểu biết của anh ta về Mạc Phàm, chỉ cần tiểu đội Thanh Long không sao,
Mạc Phàm sẽ không ra tay với bọn họ. Còn nữa, vận dụng tất cả lực lượng, nhất định phải giết Mạc Phàm. Lam Phi hung dữ nói. Mạc Phàm không chết, sau này mạng của bọn họ đều nằm trong tay Mạc Phàm để bọn họ sẽ sống, Mạc Phàm bảo bọn họ chết thì bọn họ phải chết. Thân là thành viên của Long Hoa Hội, cho đến bây giờ đều là bọn họ nắm giữ sinh mệnh người khác, sao sinh mệnh của bọn họ có thể bị những người khác nắm được. Cho nên nhất định phải khiến Mạc Phàm chết ở thủ đô, không có khả năng khác. Được, tôi lập tức đi làm. Nguyên Cẩn gật đầu nói. Đợi một chút, nhất định phải phái diệt thần, còn phương pháp cô tự mình suy nghĩ. Lam Phi suy nghĩ một lát, vội vàng nói. Mạc Phàm đáng sợ như vậy, ngay cả Vạn Thiên Tuyệt đều một kiếm giết chết, cho dù đám Âm Vô Thiên đối phó được với Mạc Phàm, vẫn phải lấy diệt thần quân bài chưa lật của Long Hoa Hội ra, diệt Mạc Phàm hoàn toàn. Bây giờ Mạc Phàm đã có thực lực đáng sợ như thế, cho Mạc Phàm thêm chút thời gian nữa, không biết Mạc Phàm sẽ khủng bố thêm BN, tuyệt đối không thể lơ là. Diệt thần, chuyện này. Vẻ mặt Nguyên Cẩn thay đổi. Diệt thần, bọn họ thân là thành viên vòng ngoài của Long Hoa Hội sao có thể không biết. Nhưng khi đối phó Lâm Thiên Nam đều không phái diệt thần ra, đối phó Mạc Phàm cần sao? Thế nào, có vấn đề gì sao? Lam Phi nhíu mày, bất mãn hỏi. Chuyện này cần thiết sao? Một người đàn ông khác nói. Các anh muốn bị Mạc Phàm diệt tộc sao? Lam Phi kiên quyết nói. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Nguyên Kiệt hỏi. Phái diệt thần ra anh ta cũng không có chút ý kiến, chỉ cần giết chết Mạc Phàm là được. Chỉ là diệt thần cũng không dễ phái đi như vậy, nhất định phải đạt được đồng ý nhất trí của Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử mới được. Trừ chuyện đó ra, còn có một đống lớn quy tắc, không phải vạn bất đắc dĩ thì không sử dụng. Muốn để Long Hoa Hội phái diệt thần ra, không đơn giản như vậy. Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử đều không có vấn đề gì, nhưng cửa của Dạ Vô Nhai thì không dễ như vậy. Nguyên Cẩn nhíu mày nói. Âm Vô Thiên và Mạc Phàm có cửu thì không phải nói, Tôn Bán Y có quan hệ với Hoàng gia bị Mạc Phàm tiêu diệt, Tôn Bán Y từng đề nghị diệt Mạc Phàm lúc mới đầu, đều bị từ chối. Huyền Linh Tử không liên quan gì đến Mạc Phàm, nhưng Huyền Linh Tử vốn họ Nguyên. Bọn họ bị Mạc Phàm gieo ngọn lửa, nếu thật sự như lời Mạc Phàm nói, Mạc Phàm không chết, rất có khả năng sau này Huyền Linh Tử sẽ chết, Huyền Linh Tử sẽ không từ chối. Chỉ còn lại người cuối cùng, Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai còn trông cậy Mạc Phàm chữa cho con gái ông ta, cho dù Mạc Phàm không chữa khỏi cho con gái ông ta, Dạ Vô Nhai cũng sẽ không ra tay với Mạc Phàm. Bởi vì để Lâm Thiên Nam chạy không cho diệt thần ra tay, đó là do Dạ Vô Nhai không điều khiển. Không qua được cửa ải của Dạ Vô Nhai, đừng mơ tưởng phái diệt thần ra. Chuyện này vô cùng đơn giản. Lam Phi hơi nhếch miệng cười quỷ dị nói. Làm thế nào đây? Nguyên Kiệt cảm thấy khó hiểu hỏi. Anh đừng quên, chúng ta còn có thứ này. Lam Phi lấy một ngọc giản trong lồng ngực ra, ngọc giản này là thứ Mạc Phàm bảo bọn họ chuyển cho Dạ Tình, bên trong ghi lại phương thuốc có thể chữa được bệnh cho cô. Nhìn thấy ngọc giản này, một đám người đều lộ ra vẻ kỳ lạ, trong chớp mắt hiểu rõ ý của Lam Phi, cả đám cười lạnh lùng. Bọn họ còn chưa đưa phương thuốc trong ngọc giản cho Dạ Vô Nhai, lần này phương thuốc có đất dụng võ rồi. Cứ giao chuyện này cho tôi đi. Một người đàn ông đeo kính, hào hoa phong nhã nâng kính lên, cười âm hiểm nói. Anh ta là đồ đệ của Tôn Bán Y, am hiểu y đạo nhất. Thêm mấy vị thuốc thần không biết quỷ không hay vào trong ngọc giản này, khiến phương thuốc biến thành phương thuốc không có tác dụng, thậm chí là độc dược, không là gì đối với anh ta. Dù sao thuốc đông y chỉ thiếu một thứ gì đó, tác dụng sẽ kém xa vạn dặm. Không chỉ sửa phương thuốc này, tốt nhất là tìm mấy tên lang thang giang nam làm thí nghiệm, sau đó. Nguyên Kiệt cười lạnh lùng, giơ tay lên gần cổ làm tư thế giết, ý đồ vô cùng rõ ràng, không để sinh mệnh đám lang thang vào mắt. Đến địa vị bọn họ, kẻ lang thang không khác gì con kiến ở đầu đường. Phương thuốc giả chỉ có thể khiến Dạ Vô Nhai giận tím mặt. Nhưng phương thuốc hại chết người sẽ khiến Dạ Vô Nhai tức điên lên. Mặc kệ là dùng phương pháp gì, chỉ cần khiến Dạ Vô Nhai tức điên là được. Ý kiến hay. Có người giơ ngón tay cái với Nguyên Kiệt. Chỉ cần bọn họ giao phương thuốc đã sửa cho Dạ Vô Nhai, Dạ Vô Nhai kiểm tra phương thuốc này thấy không chữa được còn hại chết người, chắc chắn sẽ không ngăn cản phái diệt thần giết Mạc Phàm.
Bốn đại cao thủ Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử, cộng thêm Diệt Thần nữa, cho dù Mạc Phàm là cao thủ thần cảnh, lần này cũng phải chết. Có thể. Lam Phi gật đầu, ngọn lửa báo thù giấy lên trong mắt bọn họ, thiêu đốt hừng hực. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm an bài vài câu, ngồi trên một chiếc xe Maybach S600, rời khỏi trang viên. Xe của ông ta mới ra khỏi trang viên, mấy chiếc xe đi theo. Mạc Phàm liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Mạc tiên sinh, có cần thu thập hết đám người kia không? A Hào nhìn sau xe, trầm giọng hỏi. Ở Giang Nam, Long Hoa Hội cũng dám phái người theo dõi, chuyện này không khác gì giật một đám lông hổ trong địa bàn lão hổ. Không cần để ý đến bọn họ, lái xe đi. Mạc Phàm nhìn ngoài cửa sổ, khinh thường nói. Hắn vốn định đến Long Hoa Hội, không cần thiết phải trốn tránh bọn họ, muốn đi theo thì đi. Dạ. A Hào liếc mắt nhìn chiếc xe phía sau một cái, khẽ gật đầu, sau đó khởi động xe. Xe trực tiếp rời khỏi Giang Nam, một đường lái về phía Bắc, xe phía sau chậm rãi đuổi kịp. Mới đi được nửa lộ trình, Mạc Phàm nhíu mày, nhìn mấy chiếc xe phía sau. Ở phía sau cách không xa, là mấy chiếc xe thể thao màu sắc vô cùng rực rỡ, mở mui xe ra, còn cầm theo máy ảnh. Trong chiếc xe thể thao chủ yếu là một nam một nữ, nam mặc trang phục hip hop, xăm hình xăm toàn thân, bộ dạng rất lưu manh. Nữ thì ăn mặc rất ít, đeo kính râm, trang điểm đậm, hoa chân múa tay ở trong xe, nhìn vô cùng quyến rũ. Mấy chiếc xe không chỉ mở nhạc rất to, tốc độ xe cũng như gió bão. Xe sang cùng với mỹ nữ trên đường cao tốc, gần như hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Một chiếc xe vừa chạy qua Mạc Phàm khẽ cau mày. Cẩn thận! Hắn vừa mới nói xong, đúng lúc này, một chiếc xe thể thao nhanh chóng tăng tốc đi đến trước xe Mạc Phàm. Chiếc xe thể thao này vượt lên trước xe Mạc Phàm, không có nghênh ngang mà đi, xe chắn trước xe bọn họ. Sắc mặt A Hào thay đổi, vội vàng phanh xe. Bọn họ mới giảm tốc độ, chiếc xe kia vốn là đầu xe đối đuôi xe, lập tức biến thành đầu xe đối đầu xe, xe chậm rãi lái về sau, lái xe chuyên nghiệp như trong phim. Brum brum brum, tiếng giống hưng phấn truyền từ xe thể thao ra, chiếc xe kia nghênh ngang mà đi, tuy xe khác không bắt trước động tác xe này, nhưng cũng khiêu khích. Cả đám xe đi trước xe Mạc Phàm, có người còn dựng ngón giữa với Mạc Phàm và A Hào, lúc này mới nghênh ngang mà đi, A Hào thấy đám người này rời đi, lông mày nhíu lại, nhìn về phía Mạc Phàm trưng cầu ý kiến. Mạc tiên sinh, xe của Long Hoa Hội đi theo đã khiến người ta rất khó chịu rồi, còn bị một đám đua xe khiêu khích. May mà vừa rồi anh ta dùng mười mấy năm lái xe, không kém xiếc xe đạp mấy, nếu không vừa rồi anh ta không bị lật xe thì đâm sang một bên. Tuy xe bị thiêu rụi bọn họ cũng không sao, nhưng bị người ta khiêu khích như vậy, là ai đều có chút tức giận. Đuổi theo xem đi. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn xe thể thao lái đi, khóe miệng hơi nhếch lên. A Hào đạp cần ga, Maybach như lưu quang đuổi theo những chiếc xe kia. Không lâu sau, Maybach dừng ở ven đường trước khu phục vụ, cách mấy chiếc xe kia không xa. Chắc đám người này đang ở khu nghỉ ngơi, mấy người đi mua đồ, để lại 4-5 người trông xe. Đám người này nhìn xe Mạc Phàm lái tới, Mạc Phàm và A Hào bước ra khỏi xe, một đám người không có ý tốt đi tới. Ô, gà mái theo kịp rồi này, đuổi theo vất vả quá nhỉ. Một người tóc đỏ ngậm tăm xỉa răng vỗ lên xe Mạc Phàm, nhìn A Hào với vẻ trêu tức, không kiêng nể gì nói. Vĩ ca, anh nhẹ tay chút, đây là xe Maybach đó, rất đắt tiền. Bên cạnh người tóc đỏ, một mỹ nữ mặc áo ngực, quần đùi khoác tay lên vai người tóc đỏ. Âm dương quái khí nói. Rất đắt sao, sao anh không biết vậy? Người đàn ông tóc đỏ khẽ nâng cằm, giống như không biết xe Mạc Phàm ngồi nói. Một chiếc phải hơn 300 vạn đó, rất đắt. Người phụ nữ cười nói. Mới 300 vạn thôi à, anh còn tưởng phải hơn 2.000 vạn cơ, dọa anh sợ muốn chết, 300 vạn đủ mua lốp xe và sơn chiếc xe của Vĩ ca rồi. Một mỹ nữ khác vỗ bộ ngực cao ngất, khinh thường nói. Xe đắt nhất có hai loại, một loại là xe đặt làm, không có mấy ngàn vạn thì đừng mơ, một loại khác như xe bọn họ được sửa lại. Xe bọn họ từ sơn bên ngoài đến động cơ bên trong đều nhập khẩu từ nước ngoài, ngay cả ốc vít đều là hàng cao cấp, không có hơn ngàn vạn thì đừng nghĩ đến, xe sang của Mạc Phàm có thể so sánh được với xe bọn họ sao? Đừng nói vậy chứ, 300 vạn đã rất quý rồi,
rất nhiều người không mua nổi. Người đàn ông tóc đỏ nghiêm túc nói. Nói xong anh ta nhìn về phía Mạc Phàm và A Hào. Tiểu tử, đây là xe của cậu sao? Người đàn ông tóc đỏ chỉ Mạc Phàm hỏi. A Hào nhíu mày, muốn đi lên thu thập người đàn ông tóc đỏ này. Mạc Phàm nhìn người đàn ông tóc đỏ, lông mày nhướn lên, giơ tay ngăn cản A Hào. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Kỹ thuật lái xe của cậu cũng không tệ lắm, có hứng thú chơi trên đường chút không, chỉ cần hai người chơi với chúng tôi, mặc kệ cuối cùng xe của hai người có bị phá hủy hay không, tôi đều đưa cho hai người một chiếc xe mới, thế nào? Người đàn ông tóc đỏ hơi nhếch miệng, cười nói. Động tác trên đường vừa rồi của bọn họ rất nguy hiểm, lúc trước bọn họ từng chơi như vậy trên đường cao tốc, mỗi lần chơi đều có một chiếc xe hay mấy chiếc xe gặp chuyện không may, vậy mà xe Mạc Phàm không bị sao, gặp được người như vậy phải chơi thêm vài lần mới được. Nếu đến lúc đó bọn họ có thể sống, nói không chừng có thể lấy được một khoản tiền. Thế nào, tiểu tử? Người đàn ông tóc đỏ nói. Chủ ý không tệ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nếu vận khí của hai người tốt, không xảy ra chuyện gì, lát nữa có thể lấy được một chiếc xe mới, khoảng 300 vạn, đây không phải con số nhỏ đâu. Người đàn ông tóc đỏ cười nói. Quả thật tiền bạc rất nhiều, nhưng kém hơn xe của các anh một chút. Mạc Phàm mỉm cười nói. Xe của các cậu xem như là xe sang, nhưng kém xa xe của Vĩ Ca chúng tôi, 4-5 chiếc xe của các cậu cũng không nhất định đổi được một chiếc của Vĩ Ca. Mỹ nữ đứng bên cạnh người đàn ông tóc đỏ kiêu ngạo nói. Khi nói chuyện, thân thể nóng bỏng của cô ta không ngừng cọ vào người đàn ông tóc đỏ. Thế nào, tiểu tử, xem ra cậu thích xe của tôi, đúng là tinh mắt. Người đàn ông tóc đỏ nhướng mày, cười đắc ý nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn nhìn chúng xe của đám người này sao? Hắn hoàn toàn có thể đến thủ đô qua phi kiếm, tốc độ nhanh hơn chiếc xe thể thao này nhiều. Loại công cụ thay thế đi bộ, có thể lọt vào mắt hắn sao? 300 vạn quá nhỏ, như vậy đi, các anh đoán một phen, thuộc hạ của tôi có dám phá tất cả xe của các anh hay không? Nếu các anh đoán đúng, tôi đền tất cả xe cho các anh, nếu các anh đoán sai, bất luận kết quả thế nào, tự gánh lấy hậu quả. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu thích chơi như vậy, vậy thì chơi với bọn họ một chút. Hắn vừa nói xong, đám người đàn ông tóc đỏ nhíu mày. Nhìn Mạc Phàm với vẻ khác lạ. Mạc Phàm nhìn rất bình thường, không ngờ vừa ra tay khẩu khí lớn như vậy. Không chỉ ra tay hào phóng, còn chơi lớn nữa. Tiểu tử, cậu chắc chắn cậu đền được xe chúng tôi sao? Người đàn ông tóc đỏ hơi nhếch miệng, cười nói. Ha ha, Mạc Phàm cười mà không nói. Nếu hắn không đền được xe của mấy người này, vậy không ai có thể đền nổi. Mạc tiên sinh chúng tôi bồi thường được hay không? Phải xem các cậu có dám đánh cược không? A Hào trầm giọng nói. Được rồi, vậy tôi đoán các cậu không dám, tôi xem các cậu đập bể xe của chúng tôi thế nào. Người đàn ông tóc đỏ cười lạnh lùng nói. Anh ta vẫy tay, bảo những người đứng bên cạnh xe tản ra. Anh ta muốn nhìn xem Mạc Phàm đập nát xe bọn họ thế nào. Những người còn lại nghe thấy vậy đều cười đắc ý, vội vàng tránh ra khỏi xe, bộ dạng không sợ hãi đợi Mạc Phàm đập bể. Không ít người xung quanh nghe thấy đám Mạc Phàm nói chuyện nhanh chóng đến vây quanh. Phần lớn người ở khu phục vụ là lái xe mệt mỏi, xuống đây nghỉ ngơi một lát, có việc vui như vậy đâu thể bỏ qua. Tiểu tử, đập đi. Có người ồn ào nói. Đi đi. Mạc Phàm liếc mắt ra hiệu với A Hào nói. A Hào gật đầu, lập tức đi đến bên xe thể thao của người đàn ông tóc đỏ. A Hào còn chưa đến bên xe, có vài người đi từ trong đám người tới. Vài người này có nam có nữ, phong cách ăn mặc giống với người đàn ông tóc đỏ, nhưng bất luận là khí chất hay phong cách đều mạnh hơn đám người đàn ông tóc đỏ. Trước mặt đám đàn ông này, đám người đàn ông tóc đỏ không khác gì đám theo đuôi. Sao lại thế này? Người đàn ông cầm đầu cao cao gầy gầy, để đầu nửa tấc, ánh mắt vô cùng sắc bén liếc mắt nhìn đám người xung quanh, hỏi. Người đàn ông tóc đỏ nhìn thấy người đàn ông đầu nửa tấc này. Trong chớp mắt kiêu ngạo trên mặt biến mất không còn chút nào, thay vào đó là vẻ nịnh nọt. Tiêu thiếu, em muốn hai tên tiểu tử này chơi đùa trên đường về thủ đô với chúng ta, ai biết tiểu tử này đánh cược với em, cậu ta có dám đập nát xe chúng ta hay không? Người đàn ông tóc đỏ chỉ Mạc Phàm cười nói. Tiêu thiếu khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Là cậu ta sao?
không sai, chính là cậu ta. Người đàn ông tóc đỏ nói. Để cậu ta đập xem, tôi xem cậu ta dám đập xe của Tiêu Vấn Triều tôi thế nào. Người đàn ông kia hơi nheo mắt, lạnh lùng nói. Anh ta vừa nói xong, xung quanh lại rộ lên, sắc mặt không ít người khó coi hơn. Tiêu Vấn Triều. Chuyện này ầm ĩ lớn rồi. Tiêu Vấn Triều là ai? Thái tử gia ở thủ đô trong truyền thuyết à? Thái tử gia thủ đô. Những người khác nghe mấy chữ này, sắc mặt càng khó coi hơn. Có khả năng có một số người không biết Tiêu Vấn Triều, nhưng không ai không biết Thái tử gia có nghĩa gì. Được gọi là Thái tử gia ở thủ đô, vậy mới là Thái tử gia chân chính. Cho dù đến chỗ nào Hoa Hạ, đều không có ai dám trêu chọc. Còn người chọc Thái tử gia, đã không phải là người Hoa Hạ, hay không còn sống nữa. Vậy mà pho tượng sát tinh như vậy lại ở đây. Tiểu tử này sắp xui xẻo rồi. Chưa chắc, tiểu tử này nhìn cũng không giống người thường. Không phải người thường thì thế nào, mặc kệ cậu ta là ai, chỉ cần là người Hoa Hạ, cậu ta đều xong rồi. Tiêu Vấn Triều là Thái tử gia, người Hoa Hạ còn có ai có thân phận so được với Tiêu Vấn Triều. Tiểu tử, nhận sai đi thôi. Có người khuyên Mạc Phàm. Đúng vậy, tiểu tử, Tiêu Thiếu không phải người cậu có thể trêu chọc. Trên mạng có nói đến nhiều người đắc tội Tiêu Vấn Triều, không có một ai có kết cục tốt, cũng không có một ai làm gì được Tiêu Vấn Triều. Tiểu tử, trên đường chơi với chúng tôi một lát, có lẽ Tiêu Thiếu chúng tôi sẽ tha cho cậu. Người đàn ông tóc đỏ mỉm cười nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Tiêu Vấn Triều một cái, cười khẽ. Tiêu Vấn Triều, kiếp trước là hỗn thế ma vương nổi tiếng ở thủ đô, sao hắn có thể không biết? Tuy không có chức vị gì, nhưng cả giới nhà giàu thủ đô cho dù có bối cảnh thế nào, không có ai dám không nể mặt anh ta. Khi hắn cứu Dạ Tình, Dạ Tình cũng nói với hắn những lời này, ở thủ đô nhất định phải cẩn thận Tiêu Vấn Triều, bởi vì Tiêu Vấn Triều là hội trưởng của Long Hoa hội nhiệm kỳ tiếp. Kiếp trước hắn không gặp Tiêu Vấn Triều, không ngờ lại gặp được ở đây, quả thật là nhân trung Long Phượng, một người rất thích hợp để khống chế. Hắn chỉ liếc mắt nhìn Tiêu Vấn Triều một cái, liền thu hồi ánh mắt, đang định ra lệnh cho A Hào. Một giọng nói quen thuộc truyền từ nơi xa đến. Tiểu Phàm, sao cậu lại ở đây? Mạc Phàm nhíu mày, nhìn về phía người vừa nói. Chỉ thấy Sử Hàng cầm mấy cái túi trong tay, bên trong có đủ loại đồ ăn. Trên mặt Sử Hàng là một vùng cục xanh cục tím, quần áo cũng te tua, vô cùng chật vật. Mạc Phàm nhìn thấy Sử Hàng, lông mày cau lại, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn, đi về phía Sử Hàng. Tay hắn khẽ động, một đạo thanh quang bắn lên người anh ta, vết thương trên người anh ta nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mạc Phàm còn chưa nói gì, người đàn ông tóc đỏ nhướn mày, lộ ra chút bất ngờ. Tiểu tử, vậy mà hai người quen nhau, đúng là trùng hợp, tiểu tử này đâm phải xe Tiêu Thiếu chúng tôi, cậu xem làm thế nào đây? Chuyện này không liên quan đến Tiểu Phàm, các anh đừng gây khó dễ cho cậu ấy. Sắc mặt Sử Hàng thay đổi, vội vàng nói. Mạc Phàm nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Kiếp trước Sử Hàng từng không đến trường một thời gian, lúc quay về như con gà trống bại trận, trên mặt còn có vết tích. Bọn họ từng hỏi Sử Hàng xảy ra chuyện gì, Sử Hàng vẫn không chịu nói. Sau đó có một lần uống say, Sử Hàng nói thật với bọn họ, hình như Sử Hàng mang bạn gái đi đua xe, gặp một đám nhà giàu ở thủ đô, xe bị đâm phải thì không nói, còn đền tiền cho bọn họ. Sử Hàng cũng là phú nhị đại, lúc ấy anh ta không biết đối phương là ai, liền cãi với đối phương vài câu, kết quả bị đám người mang tới thủ đô, cũng bị trà đạp một phen. Sau đó Sử gia dùng tất cả sức lực, lúc này mới cứu được Sử Hàng ra. Bọn họ hỏi đối phương là ai, Sử Hàng không nói gì, chỉ nói là người không thể trêu vào, bảo bọn họ đừng hỏi nhiều. Chuyện của Sử Hàng hắn định xử lý mấy thế lực như nhà Miyamoto, Hắc Ám Giáo Đình, Thần Điện xong, cuối cùng về thủ đô, thuận tiện giải quyết giúp Sử Hàng. Nhưng hình như chuyện này xảy ra lúc nghỉ đông năm nhất, xảy ra trước mấy tháng so với hắn dự đoán. Hơn nữa đệ tử thủ đô mà Sử Hàng đắc tội kiếp trước là Tiêu Vấn Triều. Ấp ố ế ấp ế ế chẳng trách Sử Hàng nói đối phương không thể trêu vào, quả thật Tiêu Vấn Triều là người Sử Hàng không trêu chọc được ở kiếp trước. Bạn tôi bị các anh đánh sao? Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, hỏi. Tiểu Phàm, đừng kích động, cậu không thể trêu chọc bọn họ được. Sắc mặt Sử Hàng thay đổi, vội vàng nói.
Anh ta biết Mạc Phàm không tầm thường, có chút quan hệ với Mạc Phàm nổi tiếng ở Giang Nam, nhưng bối cảnh của Tiêu Vấn Triều này quá sâu. Chuyện này cứ giao cho tôi đi. Mạc Phàm vỗ vai Sử Hàng, lạnh lùng nói. Chuyện này. Không sai, tiểu tử cậu muốn làm gì, muốn báo thù cho tiểu tử kia sao? Người đàn ông tóc đỏ cười khinh thường nói. A Hào, đập nát xe bọn họ trước đi. Mạc Phàm ra lệnh. Kiếp trước hắn không thể trêu vào Tiêu Vấn Triều. Bây giờ sao, Tiêu Vấn Triều không đáng là gì trước mặt hắn. Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt không ít người thay đổi, khó mà tin vào lỗ tai mình. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Anh không nghe nhầm đâu, quả thật tiểu tử này muốn đập xe Tiêu Thiếu. Một người đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ nói. Tiêu Vấn Triều đã nói thân phận của mình, vậy mà tiểu tử này còn phá xe đám Tiêu Vấn Triều, không phải tiểu tử này tự tìm đường chết sao? Lúc này cho dù Mạc Phàm xin lỗi, cũng phải xem tâm tình của Tiêu Vấn Triều, phá xe Tiêu Vấn Triều, cả Hoa Hạ không có người cứu được tiểu tử này. Cho dù là vì bạn bè, vậy cũng không được. Đừng nói là bạn bè, cho dù cha đắc tội Tiêu Vấn Triều, cũng không thể ra mặt thay cha, nếu không chỉ biết đưa tới họa sát thân. Còn nữa, bạn bè thì đáng giá mấy đồng. Tiểu tử, cậu đây là... Một chú tốt bụng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nói xong ông ta thở hổn hển rời đi. Ở đây không còn gì hay nữa, Mạc Phàm chết chắc rồi. Mắt Sử Hàng càng mở to, hoảng sợ nhìn về phía Mạc Phàm, thân thể không tự chủ được run rẩy. Lão đại, anh ta, là thủ đô, đừng, đừng. Giọng Sử Hàng hơi run, rõ ràng là bị những lời Mạc Phàm nói dọa sợ không nhẹ. Sắc mặt đám người đàn ông tóc đỏ hơi sửng sốt, bọn họ gặp chuyện như vậy không ít. Trên cơ bản vừa nghe thấy tên Tiêu Vấn Triều là vội vàng tiến lên xin lỗi, quỳ xuống, tự mình tát mình, thậm chí còn đưa bạn gái của mình cho bọn họ chơi đùa, không một ai dám tiếp tục ngang ngược với bọn họ. Ha ha, đám người đàn ông tóc đỏ nhìn Mạc Phàm, đều lắc đầu. Tiêu Vấn Triều lắc đầu, trong mắt như dao sắc của anh ta lộ ra vẻ thất vọng. Anh ta tưởng rằng gặp được một người thú vị, có thể chơi đùa một lát, ai biết chỉ là người cái gì cũng không biết còn tự cho là đúng. Tiểu tử, xem ra cậu không biết Tiêu Thiếu chúng tôi. Người đàn ông tóc đỏ cười nói. Chỉ cần biết tên Tiêu Thiếu bọn họ, sẽ không giống như Mạc Phàm. Ở trong mắt anh ta, chắc chắn Mạc Phàm là phú nhị đại ở gần đây, là người có chút thực lực, nếu không cũng không dám lớn tiếng như thế. Nhưng chút thực lực đó của Mạc Phàm ở trước mặt Tiêu Thiếu bọn họ, giống như ngọn nến vậy, một hơi có thể thổi tắt. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười như không cười. Quả thật tôi không biết Tiêu Vấn Triều. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử, có cần chúng tôi nói rõ Tiêu Thiếu chúng tôi là ai không? Đợi cậu biết Tiêu Thiếu chúng tôi là ai, đảm bảo sẽ sợ tới mức đái ra quần, cậu muốn nghe nữa không? Người đàn ông tóc đỏ cười nói. Xung quanh lập tức tràn đầy tiếng cười. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Mạc Phàm không biết Tiêu Thiếu của bọn họ, còn hung hãn như vậy, Mạc Phàm chết chắc rồi. Đái ra quần sao? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Nếu để đám người đàn ông tóc đỏ biết hắn là ai, chắc chắn sẽ khiến đám người này sợ tới mức bàng quang nổ tung, ngay cả quần cũng không có tác dụng gì. Giới thiệu thì không cần, tôi không cần biết Tiêu Vấn Triều, tôi chỉ cần biết bạn tôi bị ai đánh. Nói cho tôi biết chuyện này tôi có thể tha cho anh một mạng. Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, lạnh lùng nói. Chỉ là một Tiêu Vấn Triều, hội trưởng Long Hoa hội nhiệm kỳ kế tiếp, hắn cần biết sao? Long Hoa hội có hội trưởng kế tiếp hay không, còn chưa biết được. Hửm, đám người đàn ông tóc đỏ nhíu mày, nhưng lập tức nở nụ cười, giống như nghe được câu chuyện cười. Tiểu tử, cậu định báo thù cho bạn mình à, cậu biết cậu đang làm gì không? Làm gì? Mạc Phàm cười khẽ. Sử Hàng là bạn tốt của hắn ở trường đại học, hắn làm gì đều không cần phải suy nghĩ. Tôi đã nói rõ rồi, người nào động vào bạn tôi, người đó phải chết. Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt chớp lóe sắc bén. Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, Tiêu Vấn Triều không thèm nhìn Mạc Phàm, mỹ nữ bên cạnh đốt điếu thuốc cho anh ta, một tay anh ta cho vào trong túi, đi sang một bên, giống như không còn hứng thú vui đùa. Vậy tôi nói cho cậu biết, tôi tát cậu ta 10 cái. Người đàn ông tóc đỏ trêu tức nói. Tôi đạp cậu ta 2 cái. Một người đàn ông miệng rộng người đầy hình xăm cười nói. Còn tôi nữa.
một đám người cho dù là nam nữ đều đứng dậy nói, không một ai không ra tay với Sử Hàng. Đợi bọn họ nói xong hết, người đàn ông tóc đỏ nghiêng đầu sang bên cạnh. Tiểu tử, chúng tôi đều đánh người bạn mắt mù của cậu, cậu chuẩn bị làm gì chúng tôi? Người đàn ông tóc đỏ cười hỏi. Người đàn ông tóc đỏ mới nói xong, chỉ thấy cách đó không xa tràn đầy tiếng thổn thức, không ít người vội vàng quay đầu đi, sắc mặt lập tức thay đổi. Chuyện này, người này là người sao? Chỉ thấy A Hào cầm một chiếc xe thể thao bằng một tay, xe thể thao như đồ chơi trong tay anh ta, không có sức nặng gì, giống như siêu nhân. Phải biết rằng xe thể thao bình thường đều hơn một tấn, thậm chí còn nặng 2 tấn, đừng nói là 2 tấn cho dù 200 cân, gần như không ai có thể nhấc bằng một tay, vậy mà A Hào nhấc được chiếc xe thể thao bằng một tay. Không ít người nhìn thấy cục diện này, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lùi về phía sau. Không chỉ sắc mặt đám người đàn ông tóc đỏ thay đổi, Tiêu Vấn Triều cũng nhíu mày, trong đôi mắt rét lạnh lóe lên khác thường. Võ giả sao? Khác thường này chỉ rằng có một lát thì biến mất không thấy. Ở trong mắt người thường quả thật võ giả rất lợi hại, nhưng không là gì ở trong mắt thái tử gia như anh ta. Tiểu tử, vậy mà cậu còn mang theo một võ giả, chẳng trách lá gan lớn như vậy, nhưng cậu thật sự muốn phá xe của chúng tôi sao? Người đàn ông tóc đỏ cười nói. Mạc Phàm cười khẽ, không trả lời, chỉ liếc mắt ra hiệu với A Hào. Tay A Hào vung lên, hai chiếc xe thể thao trong tay anh ta như hai cái đại chùy, ném về phía hai chiếc xe gần đó. Rầm, hai tiếng đinh tai nhức óc bùng nổ, tựa như bom nổ mạnh, ngọn lửa bùng lên khoảng 3 đến 5 mét, khói đen tỏa ra cuồn cuộn. Bốn chiếc xe thể thao vô cùng rực rỡ thành phế phẩm trong chớp mắt. Sắc mặt Tiêu Vấn Triều và đám người đàn ông tóc đỏ hơi khó coi, vẻ giận dữ hiện lên trên mặt bọn họ. Bọn họ không thèm để ý mấy cái xe kia, nhưng không có nghĩa có người dám làm như vậy với bọn họ, chuyện này không khác gì tát bọn họ một cái. Hai chân Sử Hàng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi xổm xuống đất. Vậy mà Mạc Phàm thật sự dám phá xe của Tiêu Vấn Triều. Cho dù có Mạc Đại Sư Đông Hải ra mặt, chuyện này cũng không dễ giải quyết như thế. Chuyện này, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả xe thể thao đều bị phá hủy. Trong khói đen cuồn cuộn, mặt A Hào không chút thay đổi đi ra. Tiểu tử, cậu dám phá xe Tiêu thiếu chúng tôi thật, cậu có biết chữ tử viết thế nào không? Người đàn ông tóc đỏ chỉ Mạc Phàm, tức giận nói. Ha ha, Mạc Phàm cười nhạt. Tôi không chỉ muốn đập nát xe các anh, tôi còn đánh các anh nữa, A Hào, vừa rồi ai mở miệng, anh nhớ kỹ chưa? Mạc Phàm hỏi. Nhớ rồi à? A Hào gật đầu. Nên làm thế nào, không cần tôi dạy anh đúng không? Mạc Phàm hỏi. A Hào nheo mắt, dưới chân vừa động liền đến bên cạnh người đàn ông tóc đỏ. Không để anh ta phản kháng, A Hào xách anh ta lên bằng một tay dễ như xách con gà. Bốp! Tiếng tát thanh thúy lập tức vang lên, rõ ràng âm thanh không to lắm, nhưng khiến xung quanh lặng ngắt như tờ. Gần như tất cả mọi người đều thất thần nhìn Mạc Phàm, tựa như nhìn một con quái vật. Người mà không ai dám chọc, Mạc Phàm không chỉ đập nát xe của người ta, còn đánh thuộc hạ của người đó nữa. Chuyện này, tiểu tử này xong rồi. Những người xung quanh người đàn ông tóc đỏ cũng sửng sốt, Mạc Phàm quá mãnh rồi. Tiểu tử! Nhanh bảo thuộc hạ của cậu bỏ tay ra, nếu không lão tử sẽ khiến các người sống không bằng chết. Người đàn ông tóc đỏ cầm tay như kìm thép của A Hào, khuôn mặt sưng đỏ cao có, giận dữ hét. Từ sau khi theo Tiêu Vấn Triều, có khi nào anh ta bị người ta chỉnh như vậy? Tôi khiến cậu chết trước. A Hào trừng mắt, tay hơi dùng lực. Một đám ngay cả Mạc Phàm là ai cũng không biết, còn dám vô lễ với Mạc Phàm như vậy, muốn chết à? Khuôn mặt người đàn ông tóc đỏ đỏ bừng, hai chân dùng sức giẫm đạp. Đám người này nhìn người đàn ông tóc đỏ sắp hít thở không thông, sắc mặt thay đổi, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Vấn Triều. Trong đám bọn họ thân phận mỗi người cũng không kém, nếu không đã không có khả năng ở cạnh Tiêu Vấn Triều. Nhưng người có quyền nói chuyện nhất ở đây là Tiêu Vấn Triều. Tiêu Vấn Triều nhíu mày, khuôn mặt không có chút gợn sóng lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Lá gan của cậu rất lớn, nhưng buông cậu ta ra. Anh ta từng thấy không ít người gan lớn, nhưng chắc chắn Mạc Phàm là người có gan lớn nhất trong đó. Nhưng gan lớn cũng vô dụng thôi. Những lời anh ta vừa nói giống như thái tử thời cổ lên tiếng, uy áp như vũ bão lập tức đè ép xung quanh.
không lạnh, nhưng khiến người ta không tự chủ được run rẩy. Thái tử gia Tiêu Thiếu sắp ra tay rồi. Xung quanh có không ít người liếc mắt nhìn Tiêu Vấn Triều với vẻ khiếp sợ, nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, không để ý đến Tiêu Vấn Triều nữa. Tiêu Vấn Triều so với thanh niên Hoa Hạ thì như vương tử, không ai không nghe lời anh ta. Nhưng nếu có người trong Long Hoa Hội muốn nói chuyện với hắn như vậy, ít nhất phải là đám Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên, Tiêu Vấn Triều không là gì cả. Anh ta có ra tay với cậu không? Mạc Phàm hỏi Sử Hàng. Mắt Sử Hàng mở to, định gật đầu nhưng sau đó vội vàng lắc đầu, trên mặt đều là hoảng sợ. Mạc Phàm đã phá nát xe của đám Tiêu Vấn Triều, còn đánh thuộc hạ của Tiêu Vấn Triều nữa, bây giờ cậu ta hỏi chuyện này làm gì? Nếu Tiêu Vấn Triều ra tay với anh ta, Mạc Phàm sẽ ra tay với Tiêu Vấn Triều sao? Không ít người xung quanh nghe lời Mạc Phàm nói, cũng hít vào mấy hơi khí lạnh. Tiểu tử, quả thật tôi có đánh cậu ta, cậu cũng muốn ra tay với tôi sao? Tiêu Vấn Triều nhíu mày lạnh lùng nói xong lời cuối cùng, giọng nói trầm thấp trở nên cao hơn, tựa như quan lớn chất vấn phạm nhân. Anh cảm thấy anh khác với những người khác sao? Mạc Phàm nhướn mày hỏi. Cậu cảm thấy tôi cũng như vậy sao? Tiêu Vấn Triều nắm chặt tay, không đáp hỏi ngược lại. Tuy nơi này không phải thủ đô, nhưng chỉ cần một câu của anh ta, đại lão bên này đều phải tới nghe lệnh của anh ta. A Hào, để tôi xem anh ta khác chỗ nào. Mạc Phàm nói với A Hào. Tiêu Vấn Triều cảm thấy mình khác những người khác, nhưng ở trong mắt hắn, Tiêu Vấn Triều không khác những người khác, đều là con kiến. Chỉ cần dám ra tay với Sử Hàng, đều phải trả giá thật nhiều, mặc kệ là ai. Cái gì? Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm và A Hào ra, vẻ mặt mọi người lại ngây ngốc, tựa như xuất hiện ảo giác. Tiêu Vấn Triều cũng sửng sốt, sắc mặt lập tức khó coi. Anh ta đã cảm nhận được lá gan của Mạc Phàm rất lớn, nhưng không ngờ lá gan của Mạc Phàm còn lớn hơn anh ta nghĩ một chút. Tôi xem cậu dám thế nào. Anh ta vừa nói xong, A Hào ném người đàn ông tóc đỏ như ném chó chết sang một bên, bóng dáng nhoáng lên một cái, xuất hiện bên cạnh Tiêu Vấn Triều, bàn tay chộp lấy anh ta. Tiêu Vấn Triều nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên lửa giận, nhẫn trên tay sáng lên. Không đợi A Hào nắm lấy. Một màn hào quang màu vàng xuất hiện xung quanh anh ta, năm kim long từ dưới chân anh ta vờn quanh màn hào quanh, chắn trước người anh ta. Pháp khí sao? A Hào hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, cầm thủ thành quyền, một quyền đánh lên trên màn hào quang. Rầm, một tiếng bùng nổ, màn hào quang như thủy tinh bị búa tạ đập trúng, xuất hiện từng đạo vết rạn, ngay sau đó đột nhiên bị nát. Một tay A Hào nắm lấy cổ áo Tiêu Vấn Triều, kéo anh ta ra. Tiêu Vấn Triều khẽ nâng mí mắt, lúc này sắc mặt thay đổi. Pháp khí của anh ta không phải là loại bình thường, mà là một trong những pháp bảo không nhiều của Long Hoa Hội, tên là Ô Long Kim Quang Cháo, cho dù có người dùng súng ngắm hay ném bom đến bên cạnh anh ta, đều không có chuyện gì, anh ta từng làm thí nghiệm rồi. Cho dù là Tiên Thiên Tông Sư cũng đừng mơ phá nó. Có ai ngờ pháp khí hộ thân của anh ta lại như giấy trước mặt A Hào vệ sĩ của tên tiểu tử này, không có một chút tác dụng. Anh ta còn chưa nói xong, tay còn lại của A Hào đã làm việc cùng lúc, tạo nên một trận kình phong đánh về phía mặt Tiêu Vấn Triều. Bốp bốp, vẫn là hai tiếng thanh thúy như cũ, xung quanh yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập. Trong chớp mắt, mọi người tựa như nhìn ngây người, nhìn Tiêu Vấn Triều bị tát, lại nhìn đám Mạc Phàm đứng bên cạnh. Thái tử gia bị đánh sao? Không phải đây là sự thật đấy chứ? Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Có người dụi dụi mắt, lại nhìn về phía Tiêu Vấn Triều, cả người lập tức ngây ra như phỗng. Bọn họ không nhìn nhầm, thái tử gia danh chấn Hoa Hạ thật sự bị đánh. Tiểu tử, cậu điên rồi à? Tiêu Vấn Triều quát đám Mạc Phàm. Có người che miệng, có người vẻ mặt khó mà tin, có người vội vàng lùi về sau mấy bước, hai chân như nhũn ra mãi mà mới đứng vững. Ông trời của tôi, lần này sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tiêu Vấn Triều bị đánh. Như thái tử cổ đại bị đánh vậy. Bên cạnh Mạc Phàm, Sử Hàng nhìn một màn này cả người té ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Vậy mà Mạc Phàm đánh Tiêu Vấn Triều, lần này thật sự đắc tội Tiêu Vấn Triều hoàn toàn rồi. Trong tay A Hào, khóe miệng Tiêu Vấn Triều còn có chút tơ máu, sắc mặt vô cùng âm trầm, chỗ mi tâm nhíu lại thành chữ hỏa này tuôn trào từ trán anh ta ra, như chân hỏa nhúc nhích.
trong mắt anh ta tràn đầy lửa giận, ước gì có thể thiêu Mạc Phàm thành cho tàn. Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng nhục nhã như thế, cho đến bây giờ đều là bắt nạt người khác. Lần này thì hay rồi, xe của anh ta bị phá, thuộc hạ thì bị đánh, chính anh ta cũng bị tát mấy cái. Lúc này lửa giận trong lòng anh ta như núi lửa sắp bộc phát. Tiểu tử, cậu bảo anh ta bỏ tôi xuống, nếu không tôi sẽ băm các người ra vạn đoạn. Tiêu Vấn Chiêu tức giận nói, giọng nói như chân long tức giận, khiến người ta sợ hãi. Sắc mặt mọi người thay đổi, không có chút huyết sắc. Tôi cho anh cơ hội này, anh muốn quay về thủ đô đúng không? Tôi cũng phải đến thủ đô, tôi xem anh băm tôi ra vạn đoạn thế nào. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, mỉm cười nói. Mạc Phàm vừa dứt lời, xung quanh lại yên tĩnh lần nữa, chỉ có ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn. Cái gì? Có người nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, mãi mà không phản ứng kịp. Vậy mà Mạc Phàm cho Tiêu Vấn Triều cơ hội, để Tiêu Vấn Triều quay về thủ đô báo thù. Chuyện này có ý gì cho dù dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng, Mạc Phàm sắp đến thủ đô, nhìn xem Tiêu Vấn Triều có thể làm gì hắn. Mạc Phàm đánh Tiêu Vấn Triều, nếu rời đi đúng lúc, đến nước ngoài ẩn cư, nói không chừng còn có thể sống sót. Dù sao Tiêu Vấn Triều lợi hại đến mấy, tay còn chưa đài đến mức vươn đến nước ngoài. Nhưng đến thủ đô chẳng khác nào đến địa bàn của Tiêu Vấn Triều, không khác gì chui vào đầm rồng hang hổ. Ở đây có lẽ Tiêu Vấn Triều không có biện pháp làm gì Mạc Phàm và A Hào, nhưng đến thủ đô 1.000 1 vạn Mạc Phàm cũng không đủ cho Tiêu Vấn Triều chơi đùa. Có phải tiểu tử này điên rồi không? Tôi thấy đúng là vậy thật. Đám người đàn ông tóc đỏ cũng sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm rồi. Sau đó tươi cười xuất hiện trên mặt đám người đàn ông tóc đỏ. Quả thật thực lực của thuộc hạ Mạc Phàm không tầm thường, chắc chắn bọn họ phải ngã lộn nhào rồi. Mạc Phàm lại muốn đến thủ đô, chuyện này không khác gì Mạc Phàm tự mình đưa tới cửa. Tiêu Vấn Triều cũng nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Tiểu tử, cậu chắc chắn muốn đến thủ đô sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, không trả lời, ánh mắt nhìn về phía A Hào. Thu thập hết đám người này đi, tôi đợi anh trên xe. Tất nhiên hắn phải đến thủ đô, không chỉ đến thủ đô, còn phải đi gặp Long Hoa Hội này một lần. Nói xong hắn xoay người vươn một tay ra với Sử Hàng. Đi thôi, chúng ta cùng đến thủ đô một chuyến. Mạc Phàm cười nói. Biểu cảm lạnh nhạt, giống như thủ đô không phải đầm rồng hang hổ, mà giống như vườn hoa nhà bọn họ. Mắt Sử Hàng chớp chớp, do dự rất lâu mới vươn tay ra, đứng dậy, khi đi theo Mạc Phàm tới chiếc xe Maybach kia, tất cả đều như đi trong mây mù, khẽ bay bay. Bọn họ đánh Tiêu Vấn Triều, bây giờ còn phải đến thủ đô. Chuyện này hoàn toàn như nằm mơ, còn là một cơn ác mộng. Chuyện này, Sử Hàng nhìn thoáng qua đám người đàn ông tóc đỏ mặt sưng như đầu heo và Tiêu Vấn Triều trong tay A Hào, hoàn toàn không nghĩ đây là sự thật. A Hào ném Tiêu Vấn Triều sang một bên, nhìn thoáng qua đám người còn lại, tay khẽ quơ về phía không trung kéo lấy, một đám tát đánh về phía những người chưa bị tát. Bốp bốp, tiếng thanh thúy vang lên, những người còn lại cho dù là nam hay nữ đều ngã trên đất. Trên mặt bọn họ xuất hiện dấu tay đỏ tươi, nhanh chóng sưng phồng lên, nóng rát đau đớn, giống như tưới nước tiêu nóng lên. A Hào làm xong những chuyện này, đuổi theo Mạc Phàm vẫn chưa đi rất xa. Đám Tiêu Vấn Triều nhìn về phía đám Mạc Phàm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tiểu tử, chúng ta gặp ở Thái Thị Khẩu, nếu có gan đợi tôi ở đó. Trong mắt Tiêu Vấn Triều chớp lóe hung quang, trầm giọng nói. Thái Thị Khẩu sao? Không ít người nghe thấy mấy chữ đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Thái Thị Khẩu là nơi có không ít người chưa từng đi, nhưng không hề xa lạ. Thời cổ, những người bị tra hỏi đều đến Thái Thị Khẩu. Tiêu Vấn Triều hẹn Mạc Phàm ở Thái Thị Khẩu, ý đã rất rõ ràng, chính là muốn Thái Thị Khẩu chém đám người Mạc Phàm. Sử Hàng nghe mấy chữ này, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống. Mạc Phàm kéo Sử Hàng bằng một tay, bước chân dừng lại. Nghiêng đầu liếc đám Tiêu Vấn Triều một cái, tươi cười xuất hiện trên khóe miệng hắn. Có thể, vậy gặp ở Thái Thị Khẩu đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nơi này xuất hiện trên TV với tần suất cao như vậy, sao hắn có thể không biết? Hơn nữa kiếp trước khi Giả Tình dẫn hắn đi du lịch ở thủ đô, có đi qua nơi này. Nếu Tiêu Vấn Triều chọn nơi này, xem ai chém ai đi. Nói xong hắn kéo Sử Hàng lên xe nhanh chóng rời khỏi khu phục vụ. Lái ra ngoài.
Trong mắt Tiêu Vấn Triều chớp lóe sắc bén, nhìn chằm chằm xe Mạc Phàm cho đến khi rời khỏi tầm mắt anh ta, lúc này anh ta mới thu hồi ánh mắt. Tiêu thiếu, chúng ta làm gì bây giờ? Người đàn ông tóc đỏ che má đi tới hỏi. Tìm mấy chiếc xe về thủ đô, đến Thái Thị Khẩu. Tiêu Vấn Triều lạnh lùng nói, giọng nói như truyền từ trong vết nứt vạn năm ra, khiến người ta không rét mà run. Cho đến bây giờ anh ta chưa gặp ai như Mạc Phàm, càng chưa từng gặp chuyện như hôm nay. Nếu để Mạc Phàm nhìn thấy mặt trời ngày mai, anh ta không phải là Tiêu Vấn Triều. Người đàn ông tóc đỏ nhìn thoáng qua phía Mạc Phàm rời đi, trong mắt xuất hiện vui mừng. Anh ta ở bên cạnh Tiêu Vấn Triều không phải ngày một ngày hai, với hiểu biết của anh ta về Tiêu Vấn Triều, chắc chắn Tiêu Vấn Triều đang nổi giận, lần này tên tiểu tử kia không có trái cây ngon để ăn rồi. Nhưng vệ sĩ bên cạnh tên tiểu tử kia rất lợi hại, chúng ta có nên hỏi thăm đường đến của tên tiểu tử kia, thuận tiện thông báo một phen hay không? Người đàn ông tóc đỏ hỏi. Cậu đi tìm xe là được, những chuyện khác cậu đừng quản, tôi sẽ tự mình giải quyết. Tiêu Vấn Triều trầm giọng nói. Người Hoa Hạ không có ai anh ta không thể trêu vào, cần anh ta hỏi thăm sao? Tiên Thiên Tông Sư làm bảo vệ thì thế nào, thần cảnh đến thủ đô cũng chỉ là gà đất chó cảnh. Càng không nói đến Tiên Thiên Tông Sư. Anh ta nói xong lấy điện thoại ra ấn số. Dạ, Tiêu Thiếu. Trong mắt người đàn ông tóc đỏ chớp lóe tinh quang, rời khỏi cạnh Tiêu Vấn Triều. Anh ta đi đến khu vực đỗ xe, chọn mấy chiếc xe tốt nhất. Chủ nhân mấy chiếc xe rác này, giao chìa khóa xe cho Tiêu Thiếu chúng tôi, nếu không tôi sẽ biến mấy chiếc xe này thành xe rác bỏ đi, không đi được nữa. Người đàn ông tóc đỏ vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Chủ nhân mấy chiếc xe kia lộ ra vẻ đau khổ, không tình nguyện đi ra, lấy những thứ quan trọng của mình trên xe rồi giao chìa khóa cho người đàn ông tóc đỏ. Mạc Phàm có thể thu thập Tiêu Vấn Triều, nhưng bọn họ không thể trêu vào, chỉ là một chiếc xe mà thôi, cho Tiêu Vấn Triều thì cho, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đám Tiêu Vấn Triều ngồi trên mấy chiếc xe chiêu mộ được, cũng rời đi theo. Không ít người nhìn đám Tiêu Vấn Triều rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lau mồ hôi trên trán. Cuối cùng tôn đại thần này cũng đi rồi. May mà đi rồi. Có người vẫn còn sợ hãi nói. Tiêu Vấn Triều bị đánh ở đây, nếu không phải Tiêu Vấn Triều vội vàng về thủ đô thu thập Mạc Phàm, không biết sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy. Lá gan tên tiểu tử đó lớn thật, không biết là ai. Có người tò mò nói. Biết rõ người đối phó là Tiêu Vấn Triều, còn dám phá xe đánh người, chắc chắn không phải người bình thường. Là ai thì thế nào, tôi thấy tiểu tử kia chỉ có vệ sĩ thân thủ giỏi mà thôi, không còn gì khác, nhưng cho dù vệ sĩ kia lợi hại đến mấy, đến thủ đô cũng chỉ là thịt cá trên thớt, mặc người ta sâu xé, tên tiểu tử kia còn không bằng thịt cá, cùng lắm là con kiến, sẽ bị Tiêu Thiếu dẫm chết một cách dễ dàng. Một tên phú thương hơi mập mạp khinh thường nói. Không thể nào. Có người không tin nói. Đợi xem, chưa tới một ngày sẽ có tin tức truyền từ thủ đô tới. Tên mập kia nói rất chắc chắn. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm chỉ nói vậy, ai biết thật sự tới thủ đô. Chuyện này không khác gì đi vào chỗ chết. Cho dù vệ sĩ bên cạnh Mạc Phàm rất lợi hại, đến thủ đô cũng không là gì cả. Anh ta đến thủ đô vài lần với cha mình, còn mang theo cao thủ tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Châu bọn họ. Nhưng đến thủ đô, cao thủ Giang Châu bọn họ không nói một câu từ đầu đến cuối, sau khi quay về mới nói nguyên nhân. Cao thủ ở thủ đô nhiều như mây, nên không dám nói, chuyện này đủ để thấy thủ đô đáng sợ thế nào. Cậu định tới thủ đô thật à? Sử Hàng hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Chuyện này. Sử Hàng thấy Mạc Phàm không có ý định quay đầu, lấy điện thoại ra. Đám Tiêu Vấn Triều hành hạ anh ta trên đường không ít, nhưng không lấy di động của anh ta. Lão đại, di động của tôi không có tín hiệu ở trong xe, có thể dừng bên đường một lát không? Tôi gọi điện thoại về nhà báo bình an. Sử Hàng ấp a ấp úng nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, vẫy tay với A Hào. Két, xe nhanh chóng dừng ở bên đường. Sử Hàng mở cửa xe đi đến bên đường, vụng trộm nhìn trong xe chăm chú, lúc này mới gọi điện thoại đi, điện thoại nhanh chóng có người bắt máy. Tiểu Hàng, bây giờ con đang ở đâu, con có khỏe không? Giọng một người đàn ông trưởng thành thân thiết vang lên. Cha! Con rất tốt, con gặp một người bạn, cậu ấy cứu con ra. Sử Hàng hơi kích động nói. Bạn, bạn nào?
Cha Sử Hàng hỏi. Sử Hàng đắc tội Tiêu Vấn Triều, gần đây ông ta nghĩ rất nhiều biện pháp trước mặt Tiêu Vấn Triều mà không làm gì được, bạn nào của thằng bé khiến Tiêu Vấn Triều nể mặt. Cha khoan hỏi là bạn nào, cha nói cho con biết có người không chỉ đánh thuộc hạ của Tiêu Vấn Triều, còn đánh cả Tiêu Vấn Triều nữa, có cứu được không? Sử Hàng sốt ruột hỏi. Cái gì? Bên kia điện thoại, trong chớp mắt sắc mặt cha Sử Hàng trắng bệch, tay khẽ run rẩy, thiếu chút nữa di động rơi xuống đất. Ông ta sống lâu như vậy, sao có thể không hiểu ý Sử Hàng nói? 89/10 là bạn của Sử Hàng đánh Tiêu Vấn Triều. Ông trời của tôi! Cha Sử Hàng như sắp phát điên rồi. Tiểu Hàng, lập tức ra khỏi xe của bạn con, đi xin lỗi Tiêu Thiếu, sau đó đổ toàn bộ trách nhiệm lên người bạn kia, đoạn tuyệt quan hệ bạn bè với người kia trước mặt Tiêu Thiếu, nói con không cần cậu ta cứu, con hoàn toàn tự nguyện. Cha Sử Hàng khẩn trương nói. Lúc này chỉ có thể làm vậy, nếu không bị Tiêu Vấn Triều giết là nhẹ. Mắt Sử Hàng mở to, vẻ mặt sửng sốt. Cha, con nhất định phải làm vậy sao? Tiểu Hàng, con chỉ có thể làm vậy, nếu không cha chỉ có thể đoạn tuyệt quan hệ cha con với con. Cha Sử Hàng nói. Gần đây ông ta luôn nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, cũng hiểu thêm về Tiêu Vấn Triều hơn. Hiểu biết càng nhiều về Tiêu Vấn Triều, hai chữ đáng sợ càng biết thêm. Mà Tiêu Vấn Triều đã không có khả năng dùng đáng sợ để hình dung. Trong lòng Sử Hàng hồi hộp, trong chớp mắt tâm tình rơi vào đáy cốc. Cha, nếu người bạn này của con có quan hệ với Mạc Đại Sư thì sao? Trong mắt Sử Hàng chớp lóe chờ mong hỏi. Anh ta vẫn chưa rõ thân phận của Mạc Phàm, nhưng có chuyện chắc chắn Mạc Phàm có quan hệ với Mạc Đại Sư, hơn nữa Mạc Phàm còn là người Mạc gia. Con nói Mạc Đại Sư giết chết Vạn Thiên Tuyệt gần đây sao? Cha Sử Hàng nhướng mày, nói. Đúng vậy. Sử Hàng gật đầu. Trừ phi bạn con là Mạc Đại Sư Đông Hải, nhưng con nghe cha nói đi, đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta. Cha Sử Hàng nói. Chỉ là người Mạc gia còn kém xa, dù sao đối phương là Tiêu Vấn Triều, Thái tử gia Hoa Hạ. Nếu Mạc Đại Sư Đông Hải đánh Tiêu Vấn Triều, có lẽ còn đường sống quay về, nếu không phải trả cái giá thật đắt. Sử Hàng trở thành bạn của Mạc Đại Sư còn được. Nhưng cũng không khá hơn mấy, vẫn nên đoạn tuyệt quan hệ tốt hơn, rồi xin lỗi Tiêu Vấn Triều. Được, con đã biết. Sử Hàng tắt điện thoại. Anh ta nhìn di động, lại nhìn xe đỗ cách đó không xa, trên mặt đều là khó xử. Mắt anh ta khẽ đảo, do dự một lát vẫn đi về phía xa, ngồi vào trong xe. Báo bình an xong rồi hả? Sắc mặt Mạc Phàm như thường, lạnh nhạt hỏi. Vẻ mặt Sử Hàng lo lắng, vẫn đáp. Chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, chắc chắn là do anh ta, sao anh ta có thể đoạn tuyệt quan hệ với Mạc Phàm? Yên tâm đi, không ai có thể bắt nạt bạn tôi, cho dù đến thủ đô cũng vậy. Mạc Phàm cười khẽ nói. Tiêu Vấn Triều mà thôi, chỉ giơ tay là giải quyết được, không đủ để sợ hãi. Sử Hàng cố nặn ra tươi cười vui vẻ, gật đầu, lo lắng hơn chút nữa. Đối phương là Tiêu Vấn Triều, bảo anh ta yên tâm thế nào? Mạc Phàm mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Bây giờ hắn nói gì, chắc chắn Sử Hàng sẽ không tin tưởng, đợi đến thủ đô giải quyết Long Hoa Hội, không cần nói cũng khiến Sử Hàng yên tâm hơn. Xe chạy như điên trên đường, lái về phía thủ đô. Rất lâu sau xe lái vào thủ đô, đỗ bên ngoài công viên gần Thái Thị Khẩu, xe của bọn họ mới dừng lại, xung quanh có rất nhiều xe giống như đợi rất lâu, mấy chiếc xe lập tức lái tới vây quanh xe Mạc Phàm thành hình tròn, ngăn ở bên trong. Trên xe, một đám người mặc tây trang đeo kính đi xuống, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đám Mạc Phàm trong xe. Những xe này vừa chắn không lâu, xe đám Tiêu Vấn Triều cũng lái tới, trong mắt cả đám lóe lên trêu tức. Tiểu tử, có dũng khí đó, vậy mà dám đợi ở Thái Thị Khẩu, còn không nhanh đi xuống. Đến thủ đô, lo lắng của người đàn ông tóc đỏ ít đi nhiều, vỗ xe kêu lên. Người đàn ông tóc đỏ vừa nói xong. Đại hán áo đen ở xung quanh lập tức kêu to. Đi xuống, đi xuống. Tiếng kêu hô ầm ĩ vang lên. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt, đi từ trên xe xuống. Tiêu Vấn Triều giơ một tay lên, bọn họ lập tức im miệng. Tiểu tử, cậu là người can đảm nhất mà tôi từng thấy. Tiêu Vấn Triều lạnh lùng nói. Mạc Phàm không chạy trốn trên đường đi, mà đến thẳng thủ đô, tuy chạy trốn cũng không có tác dụng. Nhưng lá gan của Mạc Phàm không phải lớn bình thường. Nhãn giới của anh quá nhỏ rồi.
Mạc Phàm thản nhiên nói. Lá gan của hắn không lớn lắm, đã là người có lá gan lớn nhất mà Tiêu Vấn Triều từng gặp, như vậy nói lên nhãn giới của Tiêu Vấn Triều quá thiển cận. Tiêu Vấn Triều cũng không tức giận, chỉ hừ lạnh một tiếng. Cậu không cần phải hoài nghi nhãn giới của tôi, trái lại là cậu đó, hôm nay cho dù cậu có cánh cũng đừng mơ trốn khỏi thủ đô, nhưng tôi có thể cho cậu một cơ hội, không phải thuộc hạ của cậu rất lợi hại sao, chỉ cần thuộc hạ của cậu có thể đánh thắng thuộc hạ của tôi sẽ không so đo với cậu chuyện hôm nay, thế nào? Tiêu Vấn Triều lạnh lùng nói. Nơi này là thủ đô, là địa bàn của anh ta. Không phải Mạc Phàm cho anh ta một cơ hội báo thù sao, vậy anh ta cũng cho Mạc Phàm một cơ hội. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Tiêu Vấn Triều, lắc đầu cười. Thực lực của A Hào đến cảnh giới tiên thiên, tu luyện công pháp quyền thần, tuy chỉ lĩnh ngộ một phần, cũng là công pháp thần cấp, công pháp trên địa cầu không thể so sánh được. Như vậy đi, gọi hết người của anh đến đây đi, nếu người của anh có thể thương tổn đến thuộc hạ của tôi, hôm nay tôi không so đo với anh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sắc mặt Tiêu Vấn Triều thay đổi, lập tức cười lạnh lùng. Một người múa khiêu chiến mọi thứ của anh ta, đến nơi này, Mạc Phàm còn dám hung hãn như vậy. Không chỉ có Tiêu Vấn Triều nở nụ cười, những người khác cũng đều nở nụ cười. Sử Hàng nuốt nước bọt, tâm tình chìm vào đáy cốc. Lão đại, thuộc hạ của cậu. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Yên tâm đi, không sao đâu. Tiểu tử, cậu quá coi trọng thuộc hạ của mình rồi. Người đàn ông tóc đỏ xoa cái má sưng đỏ, cười nói. Xem ra là tôi ra tay quá nhẹ. A Hào lạnh lùng nói. Thôi, để các người gặp người của tôi trước, xem gặp xong các người còn nói những lời như vậy nữa không. Tiêu Vấn Triều cười nói. Anh ta vừa nói xong, một chiếc xe Ben Việt dã lái tới, một người thanh niên mặc trang phục ngụy trang màu lục, chân đi đôi giày da bước xuống xe. Người này mới ra khỏi xe, hai chân Sử Hàng lập tức mềm nhũn. Anh ta từng nghe đám người đàn ông tóc đỏ nói về người thanh niên này rồi, người đàn ông tóc đỏ còn lấy ảnh chụp cho anh ta xem. Người này là tiểu nhân vương ở thủ đô gần đây, còn là tiên thiên tông sư, chưa tới 18 tuổi đã đến cảnh giới tiên thiên rồi. Hơn nữa tiểu tử này không phải tiên thiên tông sư bình thường, trên cơ bản một quả đấm của anh ta đã cực mạnh, thực lực thì khỏi phải nói. Nghe nói một số cao thủ nổi tiếng ở thủ đô tới tìm tiểu tử này, đều thua hết, vậy mà Tiêu Vấn Triều mời được người này tới. Nhìn thấy người thanh niên ra khỏi xe, đám Tiêu Vấn Triều đều cười, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiêu thiếu, vậy mà anh mời được cậu ta tới đây, Tiêu thiếu lợi hại thật. Tiểu nhân vương này có thể nói là người chạm tay vào sẽ bỏng ở thủ đô gần đây, có không biết bao nhiêu người muốn bám vào cậu ta, đều bị cậu ta không thèm để ý. Tiêu Vấn Triều mời cậu ta đến đây, đủ để thấy mặt mũi Tiêu Vấn Triều lớn thế nào. Có người này ở đây, tiểu tử kia chết chắc rồi. Mạc Phàm và A Hào nhìn thấy người tới thì nhíu mày, lập tức khôi phục như thường. Tiểu Kiệt đến đây, là tiểu tử này chọc Tiêu thiếu, nhanh thu thập cậu ta giúp Tiêu thiếu đi. Người đàn ông tóc đỏ ôm vai người thanh niên này, chỉ đám Mạc Phàm nói. Người thanh niên nhìn theo ngón tay, nhìn về phía đám Mạc Phàm, lông mày lập tức nhíu lại, sắc mặt cũng hơi kỳ lạ. Tiêu thiếu, anh chắc chắn là bọn họ đắc tội anh sao? Thanh niên hỏi. Không sai, Tiểu Kiệt, giúp tôi dạy dỗ cậu ta, ngọc long kia của tôi sẽ là của cậu. Tiêu thiếu lấy ngọc long từ trong túi ra, thản nhiên nói. Ngọc long này là một thiên bảo. Có thể tăng tốc độ tu luyện, không dưới 30 tiên thiên tông sư muốn đổi thứ này trong tay anh ta, đều bị anh ta từ chối. Nếu là những người khác, vì một ngọc long tôi có thể giúp anh thu thập, nếu là cậu ấy mà nói, cho dù anh đưa thân phận thái tử cho tôi, cũng không có khả năng. Bả vai người thanh niên hơi rung, người đàn ông tóc đỏ lập tức như bị điện giật rụt tay lại. Hửm, tươi cười trên mặt đám Tiêu Vấn Triều lập tức cứng đờ, vẻ mặt mờ mịt. Tần Kiệt. Cậu làm gì vậy? Tần Kiệt, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Người bên cạnh Tiêu Vấn Triều phẫn nộ quát. Một tiểu tử tỉnh ngoài mà dám đối xử với Tiêu thiếu như thế. Tần Kiệt ở thủ đô lâu như vậy, vậy mà vẫn không biết điều. Tôi biết tôi đang nói chuyện với ai, chắc các anh không biết các anh đang nói chuyện với ai. Còn nữa, Tiêu thiếu, ở độ tuổi của anh cũng không phải vô địch, ít nhất là ở trước mặt cậu ấy, anh không phải. Trong mắt Tần Kiệt chớp lóe tinh quang, nhìn chằm chằm Tiêu Vấn Triều nói.
vẻ mặt mọi người thay đổi, lúc trước có khả năng là Tần Kiệt bị điên, Tần Kiệt thấy tiểu tử này ngay cả Tiêu Vấn Triều cũng không thèm để ý dẫm dưới chân. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Sử Hàng cũng cảm thấy khó hiểu. Thiếu niên tông sư và tiểu nhân vương thủ đô này, rốt cuộc có quan hệ gì với lão đại, lại tôn kính với lão đại như thế? Không đợi bọn họ nghĩ ra kết quả, Tần Kiệt sải bước đi đến trước người Mạc Phàm. Cộp, Tần Kiệt quỳ một gối trên đất, cung kính cúi đầu với Mạc Phàm. Sư phụ, ở đây ngoại trừ A Hào ra, mọi người đều sửng sốt. Nếu người Tần Kiệt quỳ là thuộc hạ của Mạc Phàm, có lẽ còn lý giải được, dù sao A Hào mới là tiên thiên tông sư. Người Tần Kiệt quỳ lại là Mạc Phàm, sao có thể? Rốt cuộc tiểu tử này là ai, thực sự là sư phụ của Tần Kiệt sao? Có phải cậu ta bái nhầm sư phụ rồi không? Tôi cảm thấy đúng là vậy. Hai người nhỏ giọng nói. Mạc Phàm vẫn chưa ra tay, chắc chắn không có công phu gì, sao có thể là sư phụ của tiên thiên tông sư, nhất định là xảy ra vấn đề chỗ nào đó. Giữa mọi người, sắc mặt Tiêu Vấn Triều vô cùng khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Mặc kệ Mạc Phàm là ai, người anh ta mời đến lại là đồ đệ của người anh ta cần đối phó. Chuyện này giống như bắt gà không được trái lại còn mất nắm thóc. Anh ta nắm chặt tay, ngón tay kêu lên răng rắc. Đứng dậy đi, Mạc Phàm lạnh nhạt liếc Tần Kiệt một cái nói. Dạ, sư phụ có cần con thu thập bọn họ giúp không? Tần Kiệt đi ra sau Mạc Phàm hỏi. Chuyện Mạc Phàm sắp tới thủ đô anh ta có biết? Tuy anh ta không biết vì sao Mạc Phàm lại xung đột với đám Tiêu Vấn Triều, nhưng mặc kệ vì sao Mạc Phàm vẫn là sư phụ anh ta. Anh ta không có khả năng đứng về phía Tiêu Vấn Triều. Tạm thời không cần, nhìn là được rồi. Mạc Phàm nói. Dạ, sư phụ. Tần Kiệt chào hỏi A Hào và Sử Hàng, sau đó đứng sóng vai với A Hào. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn về phía Tiêu Vấn Triều. Tiêu Vấn Triều đúng không, anh còn thuộc hạ nào nữa không? Nếu không có, Tiểu Kiệt, mỗi người một cái tát, tát xong chúng ta đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu Tiêu Vấn Triều phái người chặn hắn ở Thái Thị Khẩu, vậy thì không thể tha dễ dàng. Tiêu Vấn Triều nghiến răng, sắc mặt xanh mét. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai? Tiêu Vấn Triều trầm giọng hỏi. Tiểu tử này là sư phụ của Tần Kiệt, chắc chắn không phải người bình thường. Tôi là ai sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Hắn còn chưa mở miệng, mười mấy chiếc xe lái tới đỗ ở gần đó, một đám người xuống xe. Nhìn thấy những người này, đám Tiêu Vấn Triều vốn nhíu mày, sau đó vui mừng xuất hiện trên mặt bọn họ lần nữa. Tiểu tử, lần này mặc kệ cậu là ai, cũng không có tác dụng đâu. Người đàn ông tóc đỏ chỉ Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Mạc Phàm cười khẽ nhìn đám người tới. Có khoảng hơn 20 người tới. Nam nữ đều có, tuổi tác từ trung niên trở lên. Không ít người mặc trang phục thời đường và tây trang. Có người mặc áo dài nho sinh cổ, đại bào, tăng phục. Trong số những người này, bất luận là ai đều khí tức như hổ, tuy không sử dụng chân khí lâu rồi, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác thái sơn đè ép, khiến hô hấp của người ta khó khăn. Nhất là bốn người dẫn đầu, bốn người này đều gần 40 tuổi. Một người mặc trang phục thời đường màu trắng, một người mặc trang phục thời đường màu đen, đều tóc cắt đầu cua, hai người đứng khoanh tay ở giữa. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng hai người là anh em song sinh. Hai người còn lại một người mặc áo dài, một người mặc đạo bào, giống như cao thủ bước từ trong phim điện ảnh ra. Rõ ràng trên người bốn người không có chút hào quang, nhưng vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhìn nhiều vài lần, trong mắt khó chịu như hắt nước tiêu nóng. Bốn người không phải ai khác, đúng là Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử bốn cao thủ của Long Hoa Hội. Những người này vừa vào, vốn là liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía đám Tiêu Vấn Triều, nhíu mày. Vấn Triều, các cậu đang làm gì thế? Dạ Vô Nhai lạnh nhạt hỏi. Hội trưởng, tiểu tử này vô duyên vô cớ phá xe của Tiêu thiếu chúng ta thì không nói, còn đánh chúng cháu một trận, vậy mà tên danh con Tần Kiệt này chân ngoài dài hơn chân trong giúp tiểu tử này, mong hội trưởng phân xử giúp chúng cháu. Người đàn ông tóc đỏ đáng thương tội nghiệp nói. Giống như chuyện này đều vì Mạc Phàm gây ra, bọn họ là người bị hại. Hả? Dạ Vô Nhai hơi híp mắt, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Vấn Triều, cậu ta nói thật sao? Tôn Bán Y mặc áo dài hỏi. Đúng vậy, chú Tôn. Tiêu Vấn Triều gật đầu.
đến bây giờ các cậu vẫn còn sống đúng là kỳ tích. Tôn Bán Y lắc đầu nói. Cái gì? Mắt Tiêu Vấn Triều mở to, đôi mắt khẽ chớp chớp. Anh ta còn sống đúng là kỳ tích sao, những lời này có ý gì? Tươi cười trên mặt đám người biến mất lần nữa, vô cùng khiếp sợ nhìn Mạc Phàm luôn rất bình tĩnh. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có tư cách giết bọn họ? Hay là cấp cao Long Hoa hội bọn họ đều đã đến đây, cũng không làm gì được tiểu tử này? Hai chuyện này đều khó có khả năng. Chú Tôn, những lời này của chú có ý gì? Tiêu Vấn Triều cũng sửng sốt, cảm thấy khó hiểu hỏi. Tiểu Triều, có khả năng cháu vẫn chưa biết cậu ta là ai? Âm Vô Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường, lạnh lùng nói. Cậu ta là ai, chẳng lẽ cậu ta là... Bỗng nhiên Tiêu Vấn Triều nghĩ đến một người, sắc mặt anh ta thay đổi. Gần đây Long Hoa Hội luôn đợi một người tới, người này là Mạc Phàm Mạc Đại Sư đánh bại Vạn Thiên Tuyệt. Cao thủ của Long Hoa Hội như Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên không phải do anh ta gọi tới, bỗng nhiên bọn họ xuất hiện ở đây, vậy chỉ có một khả năng, tiểu tử này là Mạc Phàm danh chấn Hoa Hạ. Trừ phi là cậu ta, nếu không không có khả năng khiến nhiều cấp cao Long Hoa Hội tụ tập như vậy, cũng chỉ có Mạc Phàm mới có tư cách làm sư phụ Tần Kiệt. Nghĩ đến chuyện này, khi Tiêu Vấn Triều nhìn về phía Mạc Phàm, phẫn nộ xuất hiện trong mắt anh ta. Mạc Phàm còn nhỏ tuổi hơn cả anh ta, vậy mà thân phận địa vị đã so được với Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, cảm giác thất bại xuất hiện trong lòng anh ta. Quả thật như lời Tần Kiệt nói, trong số người cùng tuổi có người anh ta không đắc tội nổi. Mạc Phàm là một trong số đó. Tiêu thiếu, rốt cuộc cậu ta là ai vậy? Người đàn ông tóc đỏ cảm nhận được Tiêu Vấn Triều hơi lạ, nuốt nước bọt hỏi. Anh ta chưa từng thấy Tiêu Vấn Triều thất thố như thế, cho dù nhìn thấy đại lão tỉnh ngoài cũng không vậy. Xem ra tiểu tử này không đơn giản đến mức ngay cả Tiêu thiếu cũng không làm gì được. Tiêu Vấn Triều còn chưa trả lời, đám Dạ Vô Nhai đi về phía Mạc Phàm, đến chỗ cách Mạc Phàm ba thước mới dừng lại. Mạc Phàm, cậu thân là đại sư lại bắt nạt vãn bối của Long Hoa Hội thì có bản lĩnh gì? Âm Vô Thiên lạnh lùng nói. Rõ ràng ông ta hỏi trách một câu, nhưng lọt vào tai đám người đàn ông tóc đỏ lại giống như có trái bom nổ mạnh. Mạc Phàm, gần đây không ai không biết cái tên này. Một kiếm chém cao thủ tuyệt thế Vạn Thiên Tuyệt của Thanh Bang, diệt Mạc Bắc La ra, chuyện cậu ta làm Hoa Hạ khiếp sợ không đếm hết. Mắt Sử Hàng mở to, trong mắt gần như sắp rơi ra. Miệng há thành hình chữ O, mãi mà không phát ra âm thanh. Lão đại ký túc xá bọn họ, vậy mà không phải người Mạc gia Giang Nam, mà là Mạc đại sư thật. Cho dù nằm mơ anh ta cũng không nghĩ như vậy. Những người bên cạnh Tiêu Vấn Triều lại càng vô cùng khiếp sợ. Tiểu tử vô danh bọn họ gặp nửa đường, ai biết là Mạc Phàm danh chấn Hoa Hạ. Chuyện này có khả năng sao? Cậu ta thực sự là Mạc đại sư sao? Sắc mặt người đàn ông tóc đỏ tái mét, không tự chủ lùi về phía sau. Anh ta không ngờ người anh ta đắc tội lại là Mạc Phàm. Mạc Phàm là ai, cho dù Tiêu thiếu so với Mạc Phàm cũng kém rất nhiều, càng không nói đến bọn họ. Một đám người vừa rồi còn vô cùng hung hãn, lúc này sắc mặt đen xì, lùi về phía sau theo bản năng. Mạc Phàm không để ý đến những người này nữa, mà nhìn về phía Âm Vô Thiên. Mục đích hắn tới thủ đô chỉ có ba cái. Chữa khỏi cho Dạ Tình, cứu tiểu đội Thanh Long, còn giải quyết hết Long Hoa Hội, đám Tiêu Vấn Triều chỉ là một đám kiến mà thôi, dẫm chết hay không đều không có ý nghĩa gì. Ông là Âm Vô Thiên Âm gia thủ đô sao? Không sai, là tôi. Âm Vô Thiên hơi nhếch miệng, không bất ngờ nói. Ông thân là trưởng lão của Long Hoa Hội, còn xuống tay với tiểu đội Thanh Long, đúng là rất có bản lĩnh, nếu ông chọn lựa bắt tiểu đội Thanh Long lúc tôi ở đó, ông càng có bản lĩnh hơn rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Âm Vô Thiên nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén, sắc mặt âm trầm hơn. Mạc Phàm, cậu cảm thấy tôi không bắt được cậu sao? Mạc Phàm chỉ liếc mắt nhìn Âm Vô Thiên một cái, rời mắt nhìn Dạ Vô Nhai ở bên cạnh Âm Vô Thiên, người kiếp trước hắn từng gặp rồi. Hắn đã đến thủ đô, chỉ cần hắn không chết, Âm Vô Thiên không dám gây khó dễ cho đám Long Nhược Tuyết. Hội trưởng Dạ đúng không, tôi đồng ý lời mời đến thủ đô. Có phải chúng ta nên bắt đầu giải quyết mọi chuyện không? Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, tấm thiệp mời kia xuất hiện trong tay hắn. Tay hắn khẽ rung, thiệp mời xoay tròn bay về phía Dạ Vô Nhai. Mặt Dạ Vô Nhai không chút thay đổi, trong mắt chớp lóe tinh quang,
hai ngón tay vươn ra, dễ dàng đón lấy thiệp mời. Không thành vấn đề, chúng tôi đợi đã lâu, nhưng Mạc tiên sinh không ngại đổi nơi chứ? Dạ Vô Nhai không nóng không lạnh nói, khiến cho người ta có cảm giác vững như Thái Sơn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng tươi cười, gật đầu. Có thể. Mạc tiên sinh, xin đi theo chúng tôi. Một đám người lên xe, lái về phía thủ đô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.